xin chào các bạn thính giả thân mến đang lắng nghe chuyện trên kênh hpt channel ngày hôm nay tâm tình và hpt channel xin gửi tới các bạn một câu chuyện có tên vợ bá đạo của thủ lĩnh nội dung kể về trong mắt mọi người anh vốn là thủ lĩnh hắc bang hô mưa gọi gió không biết bao nhiêu mỹ nữ muốn có được anh muốn leo lên phục vụ anh mà còn không có cơ hội ấy vậy mà cô nàng ngổ ngáo ngây thơ vô số tự này lại khiến hắn đau đầu tò mò không biết mình sai ở đâu vì sao hôn mà cô đã không phản ứng gì lại còn nói buồn nôn có khi nào cô không biết thế nào là yêu hay không đã thế một cao thủ tình trường như anh phải dạy cho cô một bài học để cô biết thế nào là tình yêu đích thực có điều là anh không hề biết được cô đã đề phòng tất cả các chiêu thức để miễn dịch tốt với đàn ông mà không hề xảy ra tác dụng phụ nào. Liệu lần này anh có thể tạo ra tác dụng phụ với cô hay không? Cùng theo dõi với tâm tình các bạn nhé! Không thể tin Hắc cái kiệt nán lại nhìn Phía trước đã hoàn toàn mất dạng Nữ nhân kia thật to gan lớn mật đến không ngờ Trộm đến chân thủ bảo bối 30 năm của hắn Chưa từng có người dám như vậy Không sợ chết đắc tội diêm thủ đẳng tổ chức hắc đạo của thế giới. Khiếp sợ dần dần bị phẫn nộ thay thế, hắn bị một nữ nhân nhục nhã như thế. Từ năm 20 tuổi tiếp quản diêm thủ đảng tới nay, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, cho dù cảnh tượng máu tươi rát và tàn nhẫn cũng không lay động hắn được. Mà ngày nay lại bị một nữ nhân phá công, không chỉ lâm và nội giận, một số gần như hỗn loạn. Thủ lĩnh, tất cả mọi người đến đông đủ. Vâng mệnh triệu tập toàn bộ tổ chức lão đại các văn hội phó thủ lĩnh cường xâm cung kính nói không khí lạnh lẽo bao trùm làm người ta hít thở không thông bọn họ chưa bao giờ thấy qua lão đại âm trầm như thế không bùng nổ lửa giận hơi thở lại cảm giác sâu sắc đã phát ra tiên nguy hiểm bức người không ai dám mở miệng thậm chí ngay cả hô hấp đều thật là cẩn thận cũng khó trách thủ lĩnh bọn họ tức giận Đường đường nam tử hán nhất thời đại ý bị một nữ nhân bên ngoài đến làm loạn. Ở chính địa bàn của mình ăn cắp này nọ, đây chính là vũ nhục nghiêm trọng, vô luận như thế nào đều phải đòi lại công đạo. Từ trước đến nay sóng gió bất động, Thái Sơn băng sụp đổ sắc mặt, hắc cách kiệt cũng không đổi. Năm đó được nghe tin, cha của mình bị người bán chết, mặc dù giận, vẫn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng lúc này đây, Gương mặt lạnh lẽo của thủ lĩnh không dấu diếm kích động. Có thể nói là phá lệ không tầm thường, cũng làm cho cao thấp trong diêm thủ đảng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không biết vật gì đã bị trộm đi. Có lẽ, đối với lão đại còn trọng yếu hơn tính mạng của mình. Đáng lúc mọi người hết sức, yên lặng đoán. Hồi lâu, thủ lĩnh bọn họ giúp cục lạnh lùng mở miệng. Đem người phụ nữ kia đưa đến trước mặt tôi, tôi muốn cô ta còn sống. Thủ lĩnh người phụ nữ kia trộm đi cái gì? Ánh mắt lợi hại giống như muốn giết người sắc bén phóng tới, thủ hạ hỏi câu kia sợ tới mức vội vàng cúi đầu, sợ như lá thu dụng trước gió, dồn dậy khâm thôi, không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa. Bằng bất cứ giá nào, cũng phải bắt được người phụ nữ kia cho tôi. Ai có thể đạt thành nhiệm vụ, người đó chính là đảng chủ phân bộ Tây Ban Nha. Phần thưởng rất nhanh lan tới toàn bộ các văn bộ tổ chức diêm thủ đảng, giải rác toàn bộ thế giới các lão đại của các tổ chức văn mạnh và lập tức triển khai hành động. Hắc cách Kiệt đứng lên, hạ lệnh cho Cường Sâm. Anh tạm thời thay thế vị trí tôi. Ngài muốn đích thân xuất mã. Vì một người phụ nữ, hành vi của thủ lĩnh có vẻ rất không tầm thường, làm hắn ngạc nhiên. Phải một số đông người đi bắt người. Đấy chính là kế dương đông kích tay, ta muốn tự mình đoạt lại thứ bị trộm đi đó. Sao không phải tôi đi? Hắc Cách Kiệt chừng mắt, lạnh nhạt nói đừng quá tò mò. Tâm tư cường dâm hắn sao lại không biết? Có lẽ hắn thật sự muốn giúp thủ lĩnh ra tay, nhưng hắn che giấu không được hiểu kỳ trong đáy lòng. Cái bị trộm đi mà làm cho thủ lĩnh luống cuống như thế, rốt cuộc là cái gì? Cường dâm kiêm kính cúi đầu, biết đã vượt qua giới hạn, căn cứ và chức trách vẫn nói ra sầu lo của chính mình. Ngài tự mình hành động, vạn nhất để cho cửu địch biết đề phòng bất lợi đối với ngài. Cho nên, ta mới hạ lệnh toàn thể lùng bắt, khiến cho Cửu địch quốc tế nghe nhìn lẫn lộn. Ngài là trung tâm của Diêm thủ đảng, tổ chức tuy rằng trải rộng toàn bộ thế giới, nhưng Cửu địch cũng phân tán toàn bộ thế giới, thủ lĩnh một người đối phó, chỉ sợ Cửu địch thừa cơ lợi dụng. Tôi đã có kế hoạch, trong lúc anh thay thế tôi, đừng để lộ ra dấu vết. Tuân mệnh." Âm thầm thở dài, xem ra thủ lĩnh tức giận không nhẹ, hắn chỉ có thể làm việc theo muốn dìm thủ đảng bày ra thiên la địa võng đuổi bắt người đàn bà kia là một chuyện mà hắc cái kiệt tình bí mật hành động bất luận kẻ nào từng bước tìm được người đàn bà kia mà kệ chân trời góc biển hắn thề không bắt được cô ta là không được sống phải thấy người chết phải thấy thi thể hắn không thể tha thứ một người đàn bà trộm đi của hắn khi hắn thành tỉnh thậm chí không hề sợ hãi chết tiệt không hề sợ hãi tốt lắm Hắn sẽ cố tình để ý chuẩn bị Hắn sẽ tìm được cô Sẽ làm cho cô hiểu được sự sợ hãi chân chính Bởi vì cô Hắn đã đạt đến cực hạn của giận dữ Nắm chặt tay Nắm chặt bật ra gân xanh tơ máu Hắn muốn chính tay của hắn Để tiêu diệt người đàn bà này Ngôi nhà kiến trúc ba tầng tọa lạc tại ngoại ô Phòng cảnh hợp lòng người Từ xa nhìn lại Nhìn không thấy ngôi nhà đó lần thứ hai Chủ của ngôi nhà cổ quái đó đặc biệt thiết kế ngôi nhà này tránh xa thế tục. Mã Lị, nhìn chuyện tốt mà bạn làm kìa, mau đem mấy trò đùa này gỡ xuống cho mình. Trầm nhược băng, nữ trinh thám là bằng hữu duy nhất của kiểu Mã Lị, hé ra tức giận. Gương mặt tức giận cũng không mất đi xinh đẹp. Đi vào trước mặt cô chỉ vào trên đầu, huyết sọt tự. Mã Lị chết tiệt. Ở phòng nghiên cứu trong ngoài thiết hạ cơ quan thật mạnh, cho dù thân thể mạnh mẽ như cô, cũng không thể phòng tránh được thiết bị cao cấp công nghệ cao của mã lị phát minh ra. Bước vào cửa mấy mươi lần, chưa bao giờ thành công, mà không bị huyết sợ tử buồn cười bướng mình bám chặt. Thất bại hoàn toàn chính xác, không thể phá được cơ quan ở cửa, đành phải thở vì vị chạy tới khởi binh vấn tội. Từ một đám thí nghiệm ngổn ngang kia, kiều mã lị ngẩng đầu, ló ra cái chán khó thấy được, miệng cười. Tuy là 26 tuổi, nhưng trên gương mặt mỹ miều kia hé ra dung nhan thanh lệ tựa như cô gái 17 tuổi, mang trong mình hai dòng máu chung tay hòa hợp. Da thịt cô trắng lộ ra phần hồng sáng bóng, mắt đẹp thông minh, hai tròng mắt mang màu xanh lục, thoáng nhìn như búp bê trắng sáng xinh đẹp. Nhưng mà tất cả sự đặc sắc toàn bộ che giấu dưới bộ quần áo thí nghiệm màu trắng, cùng với ánh mắt bảo hộ bảy kính đặc thù. Hơn nữa lâu ngày chưa chạy vút, chỉ có kẹp tóc cố định mái tóc dối tung của cô xe đi dùng mạo thanh lệ hiếm ai biết ở cô mỹ lệ chúng ta là chị em tốt đã lâu không gặp nói cái gì mình cũng giúp bạn hào hào tâm sự bạn đã có an thác chuyện này không giống chúng ta muốn tán gẫu là đề tài của phụ nữ nằm nhân phi lễ chớ nghe hơn nữa hôm nay là sinh nhật mình nhé mình nói có nghĩa quyết định ở lại nơi này của bạn ba ngày để tìm ra sự thanh tĩnh này bạn cho rằng nơi này của mình là chỗ tránh nạn à vợ chồng này mỗi lần đến trụ lại vài ngày không phải vì coi trọng nơi này ẩn mật hẻo lánh thích hợp nhất để tránh né địch nhân quấy dày xem ba người ba ngày thức ăn nước uống đều chuẩn bị tốt bạn nên cảm tạ mình có đầu bếp tái hoa như mình bạn lại có lộc ăn mà không biết hưởng thân là thọ tinh lại còn muốn nấu cơm chúc mừng cho các bạn đi tìm ở chỗ nào nhé Nói xong kéo thẳng một túi đồ ăn lớn hướng tủ lạnh đi. Mã lị nhún nhún bay. Cũng tốt, ít nhất là ba ngày này không cần ăn mì ăn liền, có thể thức ăn ngon đầy bụng. Nguy rồi, cô im miệng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Làm sao vậy? An thác hỏi. Tôi đã quên mất trang bị cái tủ lạnh, không phải tủ lạnh bình thường. Nhược bằng thét tiếng chói tai thuyết minh theo, hơn nữa với thời gian đã quá muộn, cô không hề cảnh giác mở ra tủ lạnh. Về mặt lại bị cơ quan bánh ngọt dầu diếm bên trong. Kiều mã lị! Đầu bên kia của tủ lạnh lại truyền đến tiếng giống phát cuồng của nhược băng một lần nữa. Hắc hắc, sinh nhật vui vẻ. Giờ này phòng nghiên cứu im lặng, khó có được thanh âm cười vui. Làm sao có thể làm cơ quan tinh vi như thế này? Hắc cách kiệt gọn gàng tà hữu né tránh cẩn thận cơ quan nở cửa. Không thể tưởng được châu Á lại có khoa học kỹ thuật tinh vi như vậy. Có thể thấy được sau lưng hắn còn có một tổ chức bí mật lớn mà hắn không biết. Còn nữ nhân kia tất nhiên là nhân vật trọng yếu của tổ chức này vì phòng ngừa địch nhân xâm nhập cho nên thiết hạ cơ quan gian nguy phức tạp này. Tuy rằng cơ quan này mạo hiểm vạm phần, Hắc Cách Kiệt đoán trước muốn vượt qua bên ngoài cần yêu cầu cao độ, nhưng là đừng nghĩ ngăn trở hắn, có thể ngồi trên vị trí thủ lĩnh diêm thủ đảng cũng không phải là hai ba cái thân thủ là có thể, cơ quan này tuy khó phá, nhưng hắn không thể gục ngã. Lời tuy như thế, đột nhiên cùng lúc phun ra hai mũi phi. Hắn lập tức né tránh, phía trước lập tức xuất hiện một bão người. Hắc cai kiệt né tránh đồng thời hướng người nọ bắn một phát súng. Trăm phần trăm trúng mục tiêu, cơ hồ đồng thời đối phương văng lên mặt hắn một chất lỏng. Đây là cái gì? Hắn kinh ngạc. Lúc này trên tường xuất hiện một gương mặt hung hăng chiếu dọi hắn, hơn nữa viết ba chữ to, bạn đã thua hát cách kiệt quả thực giận không thể át sát khí từ trong lòng không ngừng toát ra cô lại lần nữa đùa giỡn hắn cô dám can đảm không muốn sống lại lần nữa đùa giỡn hắn hận không thể đem thay cô bầm thành vạn đoạn mã lị vươn cái lưng mỏi mệt sao giấc ngủ chưa thần mình liền cứng ngắc sợi tóc tán loạn vẻ mặt buồn ngủ lừa gạt nán lại giữa trưa ngủ say là kết quả tối hôm qua thức đêm bụng truyền đến thanh âm cô lỗ kháng nghị nhắc nhở cô đã hai bữa cơm chưa ăn, đành quyết định đứng dậy vì chính mình tìm đồ ăn cho đỡ đói. Cuối cùng một bao mì ăn liền từ ba ngày trước, không có biện pháp, nuốt vào hai cốc nước lớn cho đủ dinh dưỡng. Ít nhất còn có thể duy trì thể lực sẽ không chết, ngày mai lại đi chọn mua thức ăn khô. Trong suy nghĩ có chút hỗn độn, cô tập tĩnh đi hướng phòng nghiên cứu. Đột nhiên một trận gió lạnh xẹt qua, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy một cỗ lạnh lẽo trong hơi thở. Cô dừng lại, biết là không phải mình đa tâm, không hiểu sao lại cảm thấy có người đang trừng trừng nhìn cô, chậm rãi xoay người về hướng phòng khách nhìn lại. Mã Lị nháy mắt giật mình, không nghĩ tới việc thật sự có một vị thân thể cao lớn đứng ở chỗ âm ưu, dáng vẻ như báo săn, hai mắt vô thanh vô tức, dừng mắt nhìn cô. Đôi mắt hắc cái kiệt hùng ác Nhằm hiểm nhìn thẳng trước mắt người giám đắc tội đầu sọ Những loạn cảm xúc của hắn mấy tháng nay Toàn thân bào phủ sát khí Chậm rãi tới gần cô Kiểu mã lị vẻ mặt cứng lại Thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn Há mồm hối lâu Nhìn thẳng bóng lưng cao lớn của đối phương bao lại toàn bộ thân mình cô Kinh hách đến không động đậy Tốt lắm Hắn muốn cô sợ hãi Kế tiếp hắn sẽ làm cô hiểu được Chọc tới người của hắn Sẽ giống như e ngại bước vào cửa địa ngục Phút chóc kiểu mã lị cười to không thôi Trên mặt hiện ra cảm xúc hưng phấn khó có được đã nhiều năm Đời này có thể tác động tới cảm xúc của cô Chỉ có việc nghiên cứu chứng minh mới có Nhìn xem Người da đen trước mặt chọc cho cô vui vẻ thế nào Đột nhiên thoải mái cười to Cô làm cho hắc cách kiệt giật mình thất thần Bùng phát lửa giận một phát bắt được y phục của cô, cô còn dám cười. ngữ khí uy hiếp tràn đầy sát ý, hắn tin tưởng khi thấy đổ máu lạnh lẽo như vậy đủ để làm người ta run rẩy đến ngất. thực tế dường như không hiệu quả. vẻ mặt hắn đầy mực nước khiến cô ôm bụng cười, cười to không thôi, cười ra nước mắt cũng cười đến đỏ ửng. nhìn anh xem giống như người da đen bị bôi kem đánh răng ấy. cô cười đến không thể thở được. tôi giết cô đã đạt đến nhẫn nại cực hạn, hắc cái kiệt cắn răng nói ra. Bình tĩnh, chờ tư cười xong rồi anh giết cũng không muộn. Người này chết đến nơi rồi còn có thể cười vui vẻ đến như vậy, tức giận tuy rất nhiều, hắn cũng không khỏi khâm phục nữ nhân can đảm này. Xem cô can đảm như vậy, tôi cho cô hai lựa chọn. Cô muốn ăn viên đạn để chết một cách thống khoái, hay là nuốt độc dược chậm rãi chết. Điều này sẽ làm cho cô có thời gian lo việc hậu sự. Sao? Cô kỳ ngạc, vốn dĩ không có ý cười. Hiện tại mới sợ hãi, quả chậm, đến phiên hắn cười sự biến hóa kỳ lạ. Thế ra anh không phải là hắc ưng, cô bừng tỉnh đại ngộ. Hắc cách kiệt cũng sợ run, nhận ra ý tứ trong lời nói của cô thì không tin nổi, cô không nhận ra tôi. Anh là ai? Hắn, thật sự, thật sự rất muốn bóp chết cô, chán nản không thể cam lòng, sảng khoái đập chết cô không thể chịu đựng được. Chính mình vất vả đi nửa địa cầu để tìm được cô, cô lại giữ vẻ mặt không hiểu hỏi, anh là ai? Bình tĩnh, hắn muốn bình tĩnh, bắt buộc chính mình hít sâu một hơi, hắn đường đường là thủ lĩnh diêm thủ đẳng, lại bị một nữ nhân làm cho rối loạn đầu óc. Có lẽ là chính mình hiện tại để lộ ra mặt đen khiến cô nhận không ra. Trông quay nhìn chính mình, hắn thẳng hướng phòng tắm, dùng nước rửa sạch gương mặt đen tui, ngẩng đầu nhìn vào gương, vẫn là đen dùng xà phòng rửa mạnh nâng mặt lên vẫn đen thùi giống nhau không chút suy giảm chết tiệt sao lại thế này đây không phải mực nước sao đó là mực nước đặc chế dùng nước cùng xà phòng không thể đâu kiều mãn lị ở cạnh cửa nói đi theo tôi hắc cai kiệt hoài nghi nhìn cô có âm mưu gì không đề phòng theo cô đi vào phòng thí nghiệp ngoài ý muốn nhìn thấy căn phòng nhét đầy các loại dụng cụ kỳ quái khắp nơi chứng kiến tất cả đều là dụng cụ thí nghiệp kiều mã lị dựa theo thí nghiệm lấy ra hai loại chất lỏng lạ ấn hỗn hợp này vào khăn mặt ẩm định giúp hắn lau mực nước trên mặt làm cái gì hắc cái kiệt cảnh giác kiểm chặt tay cô giúp anh lau mực nước nhé người này thật là kỳ quái khẩn trương như vậy làm chi tôi tự mình làm tiếp nhận khăn mặt hắn thử lại ở trên quần áo quả thực nhìn thấy mực nước trên quần áo bị lau đi thế này mới yên tâm lau mặt ồ anh là người ngoại quốc Kiều mã lị thế này mới thấy rõ nam nhân ở trước mặt là tóc nâu mắt màu hạt rẻ, lại nói một léo lưu loát tiếng Trung. Lao đi mực nước đen, cuối cùng hắn khôi phục nguyên trạng, trắng mắt nổi lên lửa giận, lại lần nữa bắn về phía cô. Tôi là người Italy. Người Italy? Làm sao có thể chạy tới nơi này? Cô cứ nói thử đi. Chỉ số nguy hiểm trong giọng dần dần ngưng tụ, kiều mã lị xem kỹ gương mặt anh tuấn xa lạ này, giống như có chút quen thuộc nhưng lại không thể xác định. chúng ta đã từng gặp qua. không sai, tốt lắm, cô mau nhớ lại đi. tiếp theo cô nên hiện ra thần sắc e ngại. cô trái lo phải nghĩ cả buổi. ngày thường quen nhớ các loại công thức tính toán, đối với các loại trình tự tổ hợp đã gặp qua là không quên được, chỉ duy nhất gặp người là không nhớ. nam nhân trước mặt này xác thực có chút giống như đã từng quen biết, nhưng là Tôi nghĩ không ra Cô nói rõ ràng dễ hiểu Cô nghĩ không ra Do lúc ngừng tự trong mắt sẽ bùng nổ Hơn nữa người đã gặp cô thật sự mười phần có hình dạng dễ quên Chết đã đến nơi rồi còn không biết Cô nhẹ nhướng đôi lông mảy liễu Có thể có cần phải lấy cái chết đe dọa không Đừng nóng giận Tôi đối với người từng gặp chỉ nhớ vốn cũng rất là kém rồi Người hôm qua mới gặp qua hôm nay cũng sẽ quên ngay Tôi tức giận Không phải là vì chuyện này không phải. Vậy thì tại sao? Cô nghĩ nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh phát hiện, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dần dần gợi lên biến hóa kỳ lạ thành hình vòng cung. Hắc cái kiệt hổ nghi nhìn chằm chằm nụ cười kia, cô có chú ý quỷ quái gì? Tôi đã hiểu, kỳ thật không vượt qua được cơ quan kia không phải là chuyện mất mát gì. Dù sao đó là thành quả nhiều năm của tôi, gần nhất lại thay đổi đừng quá quan trọng như vậy. Mã lị hảo tâm vỗ vỗ an ủi hắn một chút, miệng mặc dù nói như vậy khuôn mặt tươi cười lại giấu không được lộ ra bản tính kiêu ngạo không có biện pháp phá giải cô rất tác ý hắc cái kiệt có tia kinh dị vốn dĩ một bụng lửa giận nhưng nghe đến lời nói sau của cô tạm thời rời đi sự chú ý cơ quan kia của cô là do cô thiết kế đúng vậy vốn có chút sơ so hở tôi đã trải qua bao thay đổi càng ngày càng có du thế hoàn thiện anh có thể đánh tới mũi nhọn thực là loại hại cô sắc mặt lộ ra vẻ bội phục trong lòng hắn thì âm thầm kinh ngạc cô gái này là thần thánh phương nào có thể chỉ tạo ra cơ quan hoàn mỹ như thế nhìn nhìn lại bốn phía đập vào mắt có thể thấy là dụng cụ thí nghiệm chứng minh lời nói của cô không giả cô gái này không phải đơn giản có trách có thể đánh cắp gì đó của hắn nhìn nhìn lại thần sắc bình thản ung dung của cô nếu cô không phải lớn mật thần kỳ Thì đó là không hiểu rõ tình cảnh của chính mình Xem ra cô là loại người sao Nếu không không ai có thể có thần trí thanh tỉnh Khi biết được đối mặt là lão đại của diêm thủ đảng Đúng rồi Anh vẫn chưa trả lời tôi Anh là ai Cô truy hỏi Đối với người này sinh ra hứng thú Đương nhiên không phải vì loại nguyên nhân nông cạn Là bộ dạng anh Tuấn của hắn Mà là vì hắn phá không ít cơ quan của cô tuy rằng không thành công, nhưng cũng đủ để cô thực sự tò mò. Hắc Cát Kiệt trầm tư lại, quyết định thay đổi kế hoạch nguyên bản, phát minh của cô hấp dẫn dã tâm của hắn. Hắn quyết định ở lại để biết rõ ràng trụ cột của cô. Phía trước tạm thời lưu mạng chó của cô, quan sát một thời gian, nếu xác định không có giá trị lợi dụng, lại giết cô cũng không muộn. Hơn nữa, hắn còn muốn cầm lại thứ này nọ thuộc về hắn hắn cũng muốn biết mục đích trộm này của cô là gì sau khi suy tính thần sắc vốn dĩ sắc bén hỏa hoãn lại quyết định chế tạo ra lý do lưu lại tôi là đến hưởng ứng lệnh triệu tập công tác hưởng ứng lệnh triệu tập tôi không đăng báo tìm người tôi không phải xem báo giấy đến chính là vừa vặn đi du lịch qua nơi này muốn tìm công tác kiếm chút lộ phí tuy rằng lý do này có chút không hợp với lẽ thường nhưng mà khi nghĩ đến cô gái trước mắt dường như có chút vấn đề về thần kinh này hẳn là sẽ không bị phát hiện thật đáng tiếc tôi đây không thiếu người hắc cái kiệt chung quanh nhìn nhìn nở ra một nụ cười tôi đã xem qua tất cả cô tự hồ rất ít nấu cơm ở tại nơi này địa phương hoang sơn dã dạ lĩnh ăn cái gì cũng rất không tiện nếu cô mời tôi nấu cơm có thể giải quyết ba bữa không cần mỗi ngày ăn mì ăn liền hoặc là thức ăn vi ba vừa nói vừa chỉ vào thùng rác của cô tất cả đều là mì ăn liền cùng đồ ăn vi ba đóng gói nhưng tôi không cần nhiều tiền lương lắm chỉ cần có thể để tôi lưu lại là tốt rồi lưu lại cô lắc đầu tôi không dư thừa phòng sẽ có không có về gì tôi không giải quyết được không cho cô có đường sống cự tuyệt liền tự do đi qua thăm phòng nghiên cứu này dường như nơi này cùng nơi hắn giống nhau mã lị nhướng mày không hề gặp người như vậy hưởng ứng lại trợ tàu công tác xem thái độ của hắn một bộ lãnh ngạo cứ như hắn mới là chủ nhân mọi việc nương theo ý hắn cô muốn hắn là chuyện đương nhiên tôi lại không biết tài nghệ của anh như thế nào làm sao cứ như vậy thuê anh cô hai tay vòng lên ngực liếc hắn hắn cười đến lãnh ngạo tuấn khóc chờ cô nếm thử xong sẽ thu hồi những lời này nói xong chẳng mở tủ lạnh ra chậm đã tủ lạnh kia không thể mở đâu. Sự tình luôn không kịp ngăn cản, mã lị miệng cố gắng không cười, nhưng vẫn là không thể ngăn chặn hình dạng huyền nguyệt trăng đêm hiện ra. Còn người bật ra nước mắt, cái mặt nam nhân này đầy bánh ngọt ăn thừa, chỉ có thể dùng năm chữ chật vật không chịu nổi để hình dung hiện trại thảm hại của hắn. Hắc cái kiệt, nắm chặt nắm tay run run, hắn tránh thoát vô số viên đạn, lựu đạn, thậm chí là đạn pháo, không người nào có thể chạm vào được hắn. Mà nữ nhân vừa rồi là mực nước, bây giờ lại bánh mọt, không đến một ngày liền bị cô đùa dẫn hai lần. Đầu tiên là làm thành hắc vô thường, lúc này lại còn biến thành bạch vô thường. Cô ngậm miệng lại cố gắng không phi cười kẻ gặp chuyện không may. Hắc cái kiệt giận chừng mắt nhìn người kia vì nhịn cười mà đỏ ửng mặt. Biểu tình lạnh lùng tựa như xứ giả địa ngục, giọng điệu uy hiếp nói. Mực nước cũng hắt, bánh ngọt cũng ném, Cô nhất định phải thuê tôi Đợi chút Có chuyện phải thương lượng thôi Về mặt của hắn so với cương thi còn đáng sợ hơn Cô nhất định phải thuê tôi Dừng bước lại đây nhé Hắn đã đem cô vây ở góc chết Cô nhất định phải thuê tôi Để cho tôi suy nghĩ Cô vẫn sẽ dụ đến cùng Cô nhất định phải thuê tôi Cô thở hốc vì kinh ngạc Gương mặt cương thi cơ hồ muốn chạm và chắp mũi của cô Này ôi được rồi tôi đáp ứng mà kiều mã lị mở mắt vì xác định là mình đang tỉnh cô dùng sức mở chừng hai mắt đó là trải qua một phản ứng không tầm tường cô chưa bao giờ nghe mùi thức ăn mà tỉnh lại cả hôm nay một loại hương thuần nồng đậm thay thế đồng hồ báo thức đánh thức tế bào toàn thân cô nhịn không được điều khiển được lòng hiếu kỳ cô nhảy xuống lầu tìm tòi đến cùng hắc cái kiệt ngồi ngay ngắn trên ghế tao nhã uống cà phê tư thái khí định thần nhàn giống như vườn giả tự động phát ra một loại khí thế quý tộc. Một cô gái nhìn thấy sẽ mê man vì nam nhân này, có thể lâu ăn bữa ăn chính, kiểu mã lị vừa thấy tràn đầy món ngon, hai mắt chỉ có thể ăn phong phú, làm sao trông thấy hắn là xoái ca hay mỹ nam tử gì chứ, cái gì mà đẹp hay không đẹp trai, hai mắt chỉ nhìn đại tiệc, chảy dòng nước miếng. Xin chào, Hắn tào nhã chào hỏi vừa thấy cô khoa trương phản ứng lập tức hiểu được mỹ thực đối với cô có công hiệu anh làm đúng cái mũi người người không nói hai lời cô bắt đầu ngồi ăn luôn luôn chỉ ăn bánh mì làm bữa sáng cô càng có càng lực đến cuối cùng một số gần như là lang thôn hổ yết hắc ai kiệt kinh ngạc trừng mắt nhìn cô hồi lâu cô gái này xảy ra chuyện gì tại sao lại ăn uống kinh khủng như thế và hiện động tác của hắn có chút trần trừ, kiều mã lị dừng lại trước rực chú ý nhìn về phía hắn. Anh ăn thực tao nhã. Cô ăn đúng là thật, thô lỗ. Tưởng ăn của cô là người ta không dám khen tặng, hoàn toàn giống như dân chạy nạn đi xa. Tôi á, vậy sao? Về mặt ngơ ngác, sau đó lại bình thản trực tiếp lấy tay cầm lấy một khúc xương cắn. Bộ dáng khó coi như vậy, cô lại một chút tự giác đều không có. Cô với kẻ 800 năm không ăn xem ra giống nhau. Được rồi, được rồi. Tôi không phải là đang khích lệ cô. Hắn cắn răng. Vậy sao? Hát cách kiệt quyết định nhìn như không thấy nói chuyện cùng cô cũng tức chết. Chỉ bằng im lặng ăn thì hơn. Tôi... Cô đang cầm bát cơm, coi như chân phẩm bảo hộ trong lòng bàn tay. Đã lâu... Đã lâu chưa ăn đến loại này. Mời anh đến nấu đồ ăn thực sự là đúng rồi so với nhà hàng cao cấp kiểu U, hương vị còn ngon hơn. Anh là người châu Âu à? Là mẹ của tôi. Trước đây bà thường nấu cơm cho tôi ăn, hương vị này rất giống. Cảm xúc hưng phấn bỗng dưng lên, đến toàn bộ trong đôi mắt hắn. Còn mắt lộ ra ánh sáng xanh biếc lung linh. Cô thấy vô cùng cảm động lóng lánh. Về mặt kia còn hơn lời ca ngợi, chuyên chú nhìn chằm chằm thức ăn trong lòng bàn tay. Hắc cái kiệt yên lặng nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt kia thật ra rất mê người nhìn không ra cư nhân cô có một mặt đáng yêu như vậy này ngay cả một hạt cơm không đáng trên bàn cũng nhặt ăn đi cô gái này không thể duy trì hình tượng một chút được sao mới cảm thấy cô có một chút đáng yêu lại chết tiệt không ăn thì rất đáng tiếc cô bắt đầu mút ngón tay còn sót lại chút nước dừng lại hắn chịu không nổi nếu không ngăn cản hắn có thể tức điên Tôi lại không động đến anh Làm chi lại kích động như vậy Này đừng có lấy đi Không cho phép cô ở trước mặt tôi ăn uống với bộ dạng thế này Anh đừng nhìn không phải được sao Đưa tôi đi Chỉ một bữa sáng Tại mấy bận người thưởng ta chắn Ta đoạt ngươi ngăn đón Từng trận bắt đầu triển khai Hắn đối mặt với một địch nhân đáng sợ Lại không nghĩ tới Việc gặp quỷ chết đói Một cô gái chưa ăn có tướng ăn Ngồi không có tướng ngồi Cô cơ hồ là đứng ăn, chỉ vì để tiện lấy đĩa rau, thật sự là một chút hình tượng cũng không có, giống như đời trước đói chết đầu thai, hiện tại vì thức ăn trên tay hắn cùng hắn liều mình, quả thực làm cho người ta không thể nhịn được nữa, gần như phát điên. Sau khi ăn xong, Hắc Cái Kiệt trừng mắt giận dữ nhìn quỷ chết đói tham lam trước mắt, chưa thấy qua loại nữ nhân này. Xem bộ dáng cô liếm bàn tay, thật sự là không hơn không kém quỷ chết đói. Nghề tởm tới cực điểm. Kiểu mã lị ăn no, còn nhớ lại đống món ngon vừa mới kia, lờ đãng thoáng nhìn vẻ mặt mất hứng của hắn, và trò cười nói. Anh nấu đồ ăn ngon thật đấy, đừng nóng giận, ta sẽ thêm tiền lương cho anh. Hát cái kiệt chỉ lạnh lùng chừng chừng cô, không nói một câu, lướt thẳng cô đi qua hướng đến bản ăn, thu thập tàn cục. Kiểu mã lị đành phải đi theo hắn đến phòng bếp, lúc này mới phát giác phòng bếp đã thay đổi. Nguyên bản tán loạn vô tự, được sạch sẽ thay thế, gia vị, đồ ăn, cùng các loại đồ làm bếp đều tự trở về vị trí cũ, chân chính giống cái phòng bếp. Thật là lợi hại, anh tối hôm qua sửa sang lại à? Hắn như cũ không nói, hoàn toàn mặc kệ cô. Cô tiếp tục chật chật lấy làm kỳ lạ, ca ngợi nói. Chưa thấy qua nam nhân giống như anh. Tôi cũng chưa gặp qua nữ nhân giống như cô hắn nhịn không được cắn răng nói, ở Italy, phòng bếp là vị trí của nữ nhân. Hiển nhiên, Mã Lị không chú ý chạm vúng trong lời nói của hắn. Ngược lại thì, còn có một lòng chờ mong, hỏi, cơm trưa ăn cái gì? Hắc Cái kiệt liếc mắt nhìn cô một cái. Trời nóng nực, làm vài món ngon miệng của Italy. Được nhé. Cô dơ cao hai tay ăn mừng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, giải quyết được nhu cầu dân sinh, khoái hoạt trở về phòng thí nghiệm tiếp tục công tác nghiên cứu của cô. Hắc cai Kiệt nghĩ rằng nữ nhân này thật đúng là dễ giải quyết. Một bữa cơm liền thư phủ cô. Tối hôm qua hắn liền đem này đóng phòng ở cao cấp toàn bộ tuần qua một lần. Hoàn toàn không cẩn thận giống như gián điệp lẻn vào. Bởi vì nữ nhân kia ngủ với lợn chết là giống nhau, có thể nói hắn thong dong tự tại đi dạo mỗi một tầng lầu. Mặc dù không hiểu khoa học kỹ thuật, nhưng thành phẩm khoa học kỹ thuật ở lầu 3 mới có thể làm hắn càng thêm khẳng định đối với kiểu mã lị. Duy nhất không biết đến là gì, người ủng hộ kinh phí cho cô nghiên cứu là ai? Là chính chủ, xí nghiệp tư nhân hay là quốc gia khác? Còn có, cô ăn cắp gì đó của hắn tới nơi này dùng để làm gì? Chuẩn bị tốt, tương gia vị Italy đặc chế, mở ra tủ lạnh phía trước. Hắn sẽ không quên để xuống nước tiểu chốt mở tủ lạnh ở phía trên nếu không lại giống như ngày hôm qua bị cơ quan bị mất dấu diếm vừa vặn hất vào mặt. Cẩn thận quan sát thiết kế cơ quan này, lại quay đầu nhìn xem dung mạo cô gái không sâu sắc kia còn có chút mơ hồ, hắn lâm vào trầm tư. Năng lực này của cô thực đáng sợ, nếu là địch nhân có lẽ sẽ uy hiếp rất lớn đến sự sống còn của tổ chức, nếu thật sự là như thế, hắn sẽ không chút do dự giết chết cô, nhưng hắn hy vọng cô không phải là địch nhân tại Hồng Kông. Tuy Diễm lặng lẽ lẻn vào bên trong sòng bạc Hồng Kông. Sòng bạc này thuộc tổ chức băng phái hương giang lớn nhất, Hồng Đằng Giúp. Tổ chức này chủ yếu là hoạt động ở vùng Duyên Hải Đại Lục, Hồng Kông và Philippines to như vậy. Cô biết ở trong này cô có thể thám thính tin tức cô muốn. Cải trang thành khách đánh bạc bình thường hòa lẫn vào ván đặt cược, dựa vào dung mạo xinh đẹp, rất nhanh liền được tên địa đầu lão đại chú ý đến. Lão đại sòng bạc, Lưu Thành Tam đương nhiên là sẽ không bỏ qua loại nữ tử ham bài bạc cợi cảm diễm lệ này, quyết định tận tình hưởng thụ sắc dục này. Vì thế, Tuyết Diễm dễ dàng lẫn vào cửa ngầm sau văn phòng của Lưu Thành Tam, ý bảo tất cả những thủ hạ Lưu Thành Tam lui ra sau, cô làm bộ ủy thân cho hắn. Thử dịp bất ngờ, một cái đá xoáy gió đưa hắn gạt ngã cổng dẫm nát, lập tức rỡ tóc giả xuống, lấy ra súng lục giấu ở tóc giả mê người để ở huyệt thái dương của hắn, hồi phục sắc mặt nguyên bản lạnh lùng. Cô là ai? Lưu Thành Tam sợ hãi hỏi. Sát thủ, chuyên giết các loại côn trùng dâm trá lửa sắc như ông. Thả cho tôi, toàn bộ tiền đều cho cô, cô muốn bao nhiêu đều tùy cô. Mạng của ông dường như không chỉ bao nhiêu đó. Cô muốn cái gì? Hắn cảnh giác hỏi, bàn chân dẫm lên gáy hắn làm cho hắn đau đớn khó chịu gần đây các ông đã tiếp nhận vụ mua bán nào tôi không hiểu ý của cô không hiểu chân lần nữa dùng sức mạnh hơn gáy lưu thành tam đào đến vang xèo xèo còn cần tôi làm thêm mới giải thích không 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 cần hắn đau đến vội vàng kêu ngừng hành động gì tôi chỉ biết tổ chức phái một số đông người đi tìm một cô gái cô gái đó là ai tôi không biết hắn lại lần nữa đau đến kêu to Tôi là nói thật, chúng tôi thu được tình báo, có một cô gái sau khi trộm bảo vật của thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng ở Italy liền chạy trốn tới châu Á này. Cấp trên hạ lệnh muốn chúng tôi bắt cô gái kia. Cô gái kia trộm bảo vật gì, khiến cho các ông phải hoảng hốt đi tìm. Nghe nói là một viên ngọc bích, trị giá 3 triệu, đã có ngàn năm lịch sử. Tuyết diễm hí sáo, là la, ngọc bích 3 triệu, khó tránh có rất là nhiều nhân vật to lớn của diêm thủ đảng xâm nhập vào châu Á. Hiện tại, càng dẫn tới châu Á có nhiều bang phái hắc đạo mơ ước viên bảo thạch kia. Cảm ơn ông cung cấp tin tức. Không cách khí. Một cái chộp, Lưu Thành Tam liền ngắt đi. Cô ở trong phòng hắn tìm được hồ sơ bí mật về hành động đoạt bảo thạch. Phát hiện Hồng Đăng ở mặt ngoài phái một số đông người đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Thực tế chỉ là một vài bộ phận nhỏ lẻ, toàn bộ chủ lực đi Đài Loan. Mấy tháng qua, những hành động của Hồng Đăng giúp đều là thủ thuật hành động che mắt, bọn họ muốn bắt cô gái đang trốn ở Đài Loan. Cả bằng phái hắc đạo toàn bộ được triệu tập đến Đài Loan, đây là một chuyện lớn tầm cỡ quốc tế. Đây chính là thật là tin tức nóng hổi. Cô chạy về Đài Loan, có tình báo này liền muốn nhanh chóng tìm bạch thiệu phàm tranh công, sự việc không thể trì hoãn nên nhanh chóng đăng ký trở về đi thôi. Đi vào sân bay, lờ đãng cùng một cô gái xa lạ gặp thoáng qua. Đột nhiên, cô kinh ngạc quay đầu lại. Đó là một cô gái ngoại quốc trẻ tuổi, dáng người cao gầy, bởi vì đeo kính dâm cho nên không thấy rõ diện mạo của cô, nhưng mà có thể cảm giác được là một cô gái rất đẹp. Là nhìn sai sao? Vừa mới lướt qua, cô người được hương vị máu trên người nữ nhân kia, thân là sát thủ, đối với loại mùi này đặc biệt mẫn cảm. Nhưng mà dù sao cũng không quen không biết, không cần thiết phải tìm hiểu để làm gì, máy bay sắp cất cánh, cô vẫn là mau đăng ký trở về đi. Làm tuyết diễm ở Hồng Kông điều tra, thì vợ chồng Nhược Băng đã sưu tập những tin tức về sự kiện giống như thế. Sau khi có phát hiện mới, Nhược Băng hẹn bạc thiệu phàm ở một nhà ăn gặp mặt. Anh vẫn là làm việc như vậy, muốn gặp anh còn phải xếp hàng. Nhược Băng chiều gẹo nói. Chỗ nào trong lời nói, chỉ cần em gọi điện thoại, anh nhất định gặp ngay. Nhìn Nhược Băng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng thân đã là vợ của người ta. Có tìm được không? Hắn hỏi. Như cũ. Anh đã xem qua tin tức, trên tờ Wickenwood, Chicago bắt được chủ ma túy quốc tế, làm được, rất được. Tuy rằng trên báo viết là công lao của cảnh sát Chicago, nhưng anh biết là kiệt tác của vợ chồng em. Luôn không thể gạt được anh. Chúng ta là bạn tốt nhiều năm, nếu như vậy còn đoán không ra, anh nên về hưu. Tại sao lại đột nhiên gặp anh, hắc ưng đâu? Không thể báo người an thác, bạch thiệu phàm còn buồn bực. Anh nghĩ có chuyện khác, hôm nay gặp anh là có việc muốn báo cho anh biết. Vừa vặn anh cũng có chuyện muốn nói với em. Sao? Đang muốn tiến vào chính đề để, để nói chuyện, đột nhiên bị bóng dáng tham gia đánh gãy. Hai vị thật hăng hái, tại đây uống xong buổi trà chưa? Tuyết Diễm không mời mà tự đến, ngoài miệng mặc dù mang theo mỉm cười, vẫn giấu không được ghen tuông trong lời nói. Trốn đen, đã lâu không gặp. Nhược băng trong suốt cười. Sao tôi không thấy sư huynh? Anh ấy có việc, chỉ có tôi cùng thiệu phàm. Không sợ sư huynh ghen à? thác biết tôi cùng thiệu phàm đi ra anh ấy không nhỏ nhen như vậy lời nói bên trong có ý ám chỉ tuyết diễm xấu hổ đẩy phía dưới phát chẳng lẽ biểu hiện bình dấm chua của cô rất rõ nhưng đôi mắt bất chợt nhìn vào đôi mắt đang cười của thiệu phàm không khỏi cảm thấy ngượng ngập vì che giấu sự bối rối của mình cô vội vàng nói sang chuyện khác tôi có một tình báo mới nhất chuyện liên quan đến an nguy xã hội có hứng thú không tình báo gì nhược băng hỏi Tuyết Diễm trầm mặc không nói, Nhược Băng hiểu rõ, dưới bàn hạ chân đá tiểu phàm một cước, ám chỉ hắn đặt câu hỏi. Chăm chú lắng nghe. Cô nén chân đau, Bạch Tiểu Phàm lễ độ nho nhã mở miệng, Nhược Băng thật đúng là không lưu tình. Thấy Tiểu Phàm đặt câu hỏi, Tuyết Diễm vừa mới vừa lòng, mở miệng. Theo tôi điều tra, thời gian này có không ít tổ chức hắc đạo lèn vào Đài Loan, thế lực tổ chức này thập phần khả quan, bao gồm Hồng Đăng giúp của Hồng Kông, Khải Văn xã của Nhật Bản, còn có thế lực trải rộng toàn bộ thế giới diêm thủ đảng của Italy, quả thực là hắc đạo toàn cầu đại tập hợp. Thế ra cô cũng tra được, Nhược băng nói. Chẳng lẽ cô cũng vậy? Tuyết Diễm kinh ngạc nói. Không chỉ có thế, ngay cả nước Mỹ, nước Nga, thậm chí Nhật Bản và cả châu Á, các quốc gia quốc tế, cục hình sự đều phái người đến đây. Bạch Thiệu Phàm bổ sung. Ba người cảm thấy kinh ngạc vì ăn ý tuyệt hảo, không hẹn mà cùng cười thì ra mọi người đều muốn nói tới cùng một sự kiện như vậy là tốt rồi không cần lại lãng phí lời lẽ thuật lại trực tiếp tiến vào chủ đề xem ra các người cũng biết nguyên nhân chủ yếu làm cho giới hắc đạo của các quốc gia tụ tập đến đài loan tuyết diễm thở dài vất vả lâu như vậy thì ra mình không phải là người đầu tiên tìm được tình báo biết cũng khó trách diêm thủ đảng lại khẩn trương như thế như vậy là vật quan trọng đó đã bị trộm sự tình liên quan đến sự sống còn của tổ chức bọn họ cho dù mất mạng cũng phải tìm trở về quan trọng đến như vậy sao mặc dù là bảo thạch vô giá cũng không đến nỗi tàn giã nội bộ đi tuyết diễm nói bảo thạch mấy tiểu phàm cùng với nhược băng đồng loạt cùng hỏi hai người đều giữ vẻ mặt buồn bực tiểu phàm lập tức tiếp tục nói sao lại là bảo thạch tôi nói là danh sách tổ chức của diêm thủ đảng cái gì bị trộm không phải là danh sách rửa tiền 10 năm nay của bọn họ sao Nhược Băng càng thêm kinh ngạc hỏi. Ba người hai mặt nhìn nhau, bị ba loại đáp án bất đồng làm cho hồ đồ, sau nhiều lần đối chiếu và thảo luận, cuối cùng thì rốt củ cũng được kết luận. Có thể thấy được, có người có ý định tung ra tin vịt nhằm giấu tai mắt người khác. Tôi đồng ý, có người có ý định tung ra tin vịt. Có lẽ ba thứ này đều giống nhau, có lẽ cũng không phải, thứ bị trộm là cái khác. Tuy rằng ba người chúng ta tin tức không giống nhau, nhưng có một trung điểm, người ăn cắp bảo vật của Diêm Thủ Đảng là một cô gái. Chúng ta trước hết phải tìm được cô gái này. Có tư liệu của cô ấy không? Chỉ biết là người phương Tây, tuổi khoảng chừng 17-18. Cô gái 17-18, thế nhưng có thể ăn cắp này nọ của Diêm Thủ Đảng nhất định không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng chỉ biết là người phương Tây cùng độ tuổi, tư liệu ít như vậy giống như là mò kim đáy biển chỉ bằng ba người chúng ta hợp tác phân công nhau tiến hành có thể gặp được may mắn thiệu phàm đề nghị tôi đồng ý nhược băng gật đầu hai người đồng thời nhìn về phía thuyết diễm tôi là sát thủ cũng không phải cảnh sát hay trinh thám hiển nhiên cô còn dỗi thiệu phàm lần trước phang tình khó hiểu mạch thiệu phàm hiểu được ý tứ của cô thái độ thành khẩn nói tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một tay đây là lần đầu tiên hắn cầu cô Tuyết diễm quả thực thụ sủng nhược kinh. Được rồi, anh đã mở miệng cầu em, em liền làm gà mẹ lâu một chút. Tuy rằng trong lòng thập phần cao hứng, nhưng cũng không thể biểu hiện rõ ràng. Ba người cuối cùng đã chung nhận thức sau khi bàn bạc quyết định bạch thiệu phàm phụ trách tin tức về hình cảnh quốc tế. Nhược băng thì do la gian tình. Tuyết diễm, chú ý phương diện hắc đạo, từ đó có thể tam vương ăn hết, nhanh chóng tìm được tin tức. Nhược băng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời gian ước định cùng chồng yêu đã nhanh đến. Em còn có việc đi trước một bước, có tin tức lại liên lạc. Thiệu Phạm nói, không cùng ăn cơm sao? Lần sau đi. Dù sao anh đã có mỹ nữ làm bạn. Mỹ nữ đương nhiên là chỉ Tuyết Diễm. Nhược băng ngầm giúp hắn. Cũng biết thời biết thế, lưu lại nơi này chỉ làm càn kỳ đà càn mũi bọn họ, cho nên bọn hắn một cơ hội ở cùng nhau. Thiệu Phạm âm thầm thở dài. Căn cứ vào phong độ lịch lãm, hắn nhã nhặn hỏi. Ăn một bữa cơm đi, anh mời khách. Tuyết Diễm cắn môi dưới, miệng đông cứng. Không cần, không quấy dày thời gian quý giá của anh. Xoay người liền đi. Trồn đen, hắn gọi trụ cô. Yên tâm, nếu đáp ứng giúp anh, em sẽ không nuốt lời. Cô không phải ngu ngốc, nhìn ra được trong mắt bạch thiệu phàm vừa mới níu kéo nhược băng. Cô mới không cần hắn miễn cưỡng bố thí đầm tình, giờ phút này lựa chọn cao ngạo mà rời đi. Cô cũng không tin chính mình thua kém nhược băng. Một ngày nào đó, cô muốn ánh mắt của hắn chỉ ngừng chú ở trên người mình. Một tháng trôi qua, hát cai kiệt cũng không có thu hoạch gì. Hắn phát hiện kiểu mã lị cơ hồ có cuộc sống ẩn cư rất kỹ, không có người đến thăm, không ai gọi điện thoại đến. Núi rừng hẻo lánh này chỉ có hai người bạn họ, mà cuộc sống của cô lại đơn giản đến không ngờ ngoại trưởng nghiên cứu ra thì vẫn là nghiên cứu như bình thường kiều mãn lị vùi đầu và đống tư liệu lớn trên bàn ghi nhiều quá trình nghiên cứu tâm đắc bởi vì quá mức chuyên chú cổ đã đau đến nỗi cứng ngắc ẩn rất rất đau khiến cho cô không thể không ngừng đầu giãn gân cốt một chút vừa mới ngừng đầu đôi mắt trong sáng bỗng dưng chạm phải một đôi mắt thâm trầm hắc cách kiệt đang ngồi ở đối diện trong trưởng vòng trước ngực chăm chú nhìn cô có chuyện gì sao? Người nọ ngồi ở đó từ lúc nào, sao cô không phát hiện ra? Mỗi khi nghiên cứu cô đều chuyên chú nhập tâm như vậy à? Hắn ngồi gần một giờ, cô mới phát giác, nói cách khác, muốn giết cô quả thực dễ như trở bàn tay, nếu có người muốn ám sát cô, cái mạng nhỏ của cô sớm đã không có. Đây là hứng thú của tôi, cô rất thực tế trả lời. Một ngày 24 giờ đồng hồ, chưa bờ ngủ và ăn cơm, ước chừng 12 giờ đồng hồ, cô đều nghiên cứu, dựa vào việc này để kiếm tiền à? Đúng vậy, nếu có thể đem dụng cụ này khai phá thành công, có thể giải quyết xong một tâm nguyện lớn. Đây là dụng cụ gì? Hắn hỏi không chút để ý, nhưng chẳng mắt tiềm tàng tâm cơ. Hệ thống tân tiến hướng dẫn cách lặn xuống đáy biển thế hệ mới. Nếu khai phá thành công, trước mắt nó chính là dụng cụ duy nhất để khám phá chiều sâu của biển. Chẳng lẽ là tân vũ khí lặn xuống nước? Hắc Cách Kiệt hiện lên một chút ánh nhìn hứng thú, chỉ sợ không tốt bụng như vậy khi nói ra người mua bí mật. Dụng cụ này muốn bán cho ai? Hiệp hội bảo hộ hải dương của Australia. Cô không ngờ giữ lại đáp án làm cho Hắc Cách Kiệt vô cùng ngạc nhiên. Nói ra đáp án dễ dàng như vậy, không khỏi làm cho người ta hoài nghi tính chân thật. Đột nhiên, cô há hốc miệng, đậm tác cả người bỗng dưng cứng như bị điểm huyệt. Cô à cái gì? cứng cổ, ngón tay không dám động đậy vào gáy. Thật sự là cô bị đánh bại, hắn thở dài, đứng lên chuyển qua sau lưng cô, hai tay đặt ở hai bên cổ, nghiêm túc ra mệnh lệnh. Thả lỏng. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, trong lòng buồn bực không biết hắn có tính toán gì không. ha cái kiệt hít sâu một hơi, ngưng khí cho song trưởng, thi lực mạnh nhất. Khách suy một tiếng, liền xoay cổ cô chữa khỏi, cử động tự xem. Cô nghe lời trước sau trái phải đong đưa, cư nhiên không đau, lại phát hiện ra một cái ưu việt khác của hắn, Về mặt không khỏi bội phục, đối với hắn đưa ánh mắt tán dương. Cờ bắp cổ của cô cứng ngắc là do sai tư thế trường kỳ, cần nên vận động. Hắn giúp cô làm cho xương thẳng ra, thuận tiện xoa bóp một chút, không vì cái gì, chỉ vì hắn từ trước đến nay luôn làm đến nơi đến chốn không thích khi bỏ dở nữa chừng hắn ra bóp mát xa. Mã lị đau đến kêu oa oa to, ý đồ mượn cớ đào tẩu. Hắc cách kiệt làm sao buông tha cô, thì ra cô gái nhỏ này sợ đau như vậy, khóe miệng không khỏi dơ lên một chút gian trá tươi cười. Không cần mát xa, tôi, tôi còn có việc phải làm. Cô cầu xin. Không được, cô nhiều năm tích lũy tật xấu, không chữa trị tốt sẽ càng nghiêm trọng. Hắn giả hảo tâm nói, nhưng sao đau quá, đau mới có hiệu quả, nhẫn lại đi. Đáng thương cô đau đến chết khiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vạn vẹo biến hình, nhưng là tâm tình của hắn lại tốt vô cùng. Thật vất vả mới thoát ly ma trưởng của hắn, Mã Lị lập tức chạy thật xa, lấy cầm tác tránh ở phòng nghiên cứu không chịu đi ra. Hắc cách kiệt bật cười lắc đầu, xem ra không đến thời gian ăn cơm thì cô sẽ không đi ra. Nếu cô muốn công tác, hắn nên làm một chút chính sự, đi vào lầu hai chứa tư liệu, dễ dàng phá giải bật mã máy tính chứa tư liệu sưu tầm của cô. Quả nhiên xuất hiện liên tiếp người mua cùng với nội dung ủy thác phát triển nghiên cứu. Cái gọi là thiết kế không trải qua mật mã căn bản. Cô bình thường chính là một tên thích ăn đồ ăn. Sau khi hắn đem tư liệu lấy mẫu, lập tức rơi vào tay tổng bộ Italy, cường xâm đi điều tra chi tiết về người mua này. Vụ nổ mạnh này là do cô cố ý. Đúng vậy, như vậy tôi mới có thể thí nghiệm xem nó sở hữu đến bao nhiêu hạn độ của áp lực, không đạt tới lũy thừa quả thực đáng giận. Vẻ mặt cô ảo não, hoàn toàn không đem nguy hiểm để vào trong mắt. Thì ra, kiệt tác nghiên cứu làm việc nửa ngày của cô, hắn còn tưởng rằng cô có người đến đánh bất ngờ, nữ nhân này đem thí nghiệm so với sinh mạng mình còn trọng yếu hơn, thật sự là ăn xong cô. Bữa tối cùng thí nghiệm, cô lựa chọn cái nào? nán lại nhìn hắn một hồi lâu, mã lị mới bừng tỉnh đại ngộ. Anh uy hiếp tôi. Cô còn tỉnh táo đấy, nghe được đây là uy hiếp. Hắn, hắn lại dùng bữa tối để uy hiếp cô. Có lầm hay không, đầu bếp uy hiếp chủ nhân chỉ vì muốn cô đi tắm rửa. Mà hắn còn thật sự. Không chịu nổi nữ nhân này vì thí nghiệm có thể điên cuồng đến ngay thu phục. Đem thí nghiệm tốt đẹp cùng bữa tối ngon miệng ra so sánh cô rất nhanh biểu hiện hiệu suất quyết đoán của nhà khoa học có cái gì khó ăn bữa tối trước rồi lại làm thí nghiệm cũng không muộn bữa tối ngắn gọn nhưng hữu lực trả lời hắn tốt lắm đi tắm rửa đi được cô lập tức y theo mà làm việc cô đi rồi khoái miệng tuấn giật nhiễm một ý cười cô đối với nghiên cứu có phần cố chấp lại nhiệt tình có khi lại thỏa hiệp tuân lệnh người cho dù như thế nào, cô cũng vừa mới thuận theo ý hắn, làm hắn vừa lòng, quyết định cho cô món ngon phong phú một chút. Tắm rửa xong, Kiều Mã Lệ nhẹ nhàng thay đổi quần áo ở nhà, cô luôn luôn là ngủ trước rồi sáng hôm sau mới tắm rửa, tắm sớm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Như mong muốn, người được vị khoai tây nồng đậm, từ trước đến nay, cô đối với vật chất không hề có tham vọng, hiện tại, đối với mỹ thực lại có dục vọng. Ôi! Giả dày của cô bị thủ nghệ cao cấp của hắn hành hạ. Không biết hắn hôm nay nấu cái gì. Đói bụng khiến cước bộ tới phòng bếp gia tăng. Trước mắt chỉ nhìn thấy mỹ thực. Tôi yếu nhất là canh khoai tây. Cô vui vẻ nói. Hát cái kiệt lích mắt ngắm cô một cái. Trắng mắt có ngoài ý muốn. Đứng ở bên cạnh hắn là một cô gái tươi mát, thoát tục. Cùng với mã lị lôi thôi ngày thường bộ dáng khác hẳn nhau. Giờ phút này cô tháo kính mắt xuống, khuôn mặt tù lệ nhìn không sót một cái gì. Có thể thấy rõ ngũ quan xinh đẹp của cô gái Lai. Mái tóc từ trước đến nay tùy ý tán loạn cũng rủ xuống. Sau khi rửa mặt trải đầu mấy sợi tóc ấm ướt này bày ra sự gợi cảm. Thì ra, cô còn có một chút mặt không muốn cho người biết. Trước tiên có thể ăn thử không? Mùi hương nồng đậm dụ dỗ cảm quan của cô, cô quả thực chờ không được. Hắc cai kiệt nhìn phản ứng thẳng thắn của cô, vốn tính đưa cô đưa ra chén nhỏ, trao cô một chút cho đỡ thèm. Nhưng cô lại một lòng chỉ chú ý đến kia cái mưa lớn múc canh, nhất thời xúc động nhịn không được rũi thẳng tay chụp lấy. Nóng quá, cô che đôi môi thống khổ. Cô thật ngu ngốc. Hát cái kiệt cắn răng nói, tay cũng không cần nhản rỗi, lập tức dùng khăn lông ướt lau trên môi của cô, tám phần đầu lưỡi cũng bị phỏng. Kết quả, khi chính thức ăn cơm, cô chỉ có thể chừng mắt nhìn đồ ăn mỹ vị, không thể tận hứng nhanh chóng cắn ăn, bởi vì đầu lưỡi bị phỏng, phải chờ đồ ăn lạnh mới chậm rãi nuốt xuống. Xứng đáng, hắn lại lần nữa trách cứ, giận cô làm chính mình bị bỏng. Cô trông nam nhìn đồ ăn ai kêu, hối tiếc không thể hưởng thụ mỹ thực. Hát cái kiệt thở dài, gắp đồ ăn cho cô. Ăn đi. Không biết khi nào, hắn đã trở thành thói quen cùng tranh giành thức ăn với cô, Đột nhiên thiếu người tranh thức ăn, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy giảm thèm ăn. Nhìn cái bộ dáng của cô điểm đạm đáng yêu, giống như rơi vào địa ngục thống khổ, hại tâm tình của hắn cũng không tốt. Kiều Mã lị cẩn thận thổi phù phù, chờ đợi đồ ăn nguội lạnh, bộ dáng thổi lạnh làm cho hắn cảm thấy buồn cười, thật sự là tính chết, hắn lắc đầu. Đừng khổ sở, ngày mai làm lạnh một chút, có thể thoải mái ăn. Thật à? Hắn gật đầu, quả nhiên gương mặt u buồn hẹ ra nụ cười, cô đúng là thẳng tính. Có cái để chờ mong, tâm tình kiểu mã lị lại tốt lên, cẩn thận ăn đồ ăn, không chú ý hắc cách kiệt từ đầu đến cuối ngừng lại xem cô. Cô cận thị mấy độ? Tôi, tôi không cận. Không cận thị vì sao bình thường đeo kính mắt? Ừ, anh nói kính bảo hộ chuyên lọc ánh sáng, đó là bảo hộ ánh mắt khi làm nghiên cứu, cũng là thành phẩm tôi nghiên cứu phát triển. Cô phát hiện, Hắc Cái Kiệt vẫn đang nhìn mình, tò mò hỏi, anh đang nhìn cái gì? Dáng vẻ này của cô rất đẹp, cảm ơn. Đơn giản cảm tạ, rồi vùi đầu vào ăn. Hắc Cái Kiệt đối với phản ứng bình thản của cô rất là bất mãn. Nữ nhân bình thường mà nghe được nam nhân cảm tính ca ngợi như thế, liền có biết bao nhiêu xấu hổ mà cô lại không có cảm giác. Nói như thế nào thì hắn cũng là nam tử hắn đệ nhất, hố hồ, hồ có bề ngoài như hắn. Không cần do so xuất thân cùng quyền thế, nữ nhân tự nhiên nguyện ý thần phục trong lòng hắn. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt này lại là một chút cũng không ý thức được sự tồn tại của hắn, điều ấy làm cho hắn rất không thích. Cô có bạn rồi. Hả? Cô dừng lại, không hiểu điều hắn hỏi là vì sao. Ý tôi hỏi là tình nhân của cô. Cô suy nghĩ lại. Trước kia có một người, nhưng mà không biết có tính không. Hắn nhướng mày. Nói nghe một chút đi. Anh ta là giáo sư đại học. Có một lần xe chúng tôi bị chủ chặt, anh ta mượn tôi điện thoại. Sau đó, tôi ngày thường đều nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới. Một lần tâm huyết dâng trào, quyết định nghiên cứu nam nhân. Hắn nhướng mi, đây là đáp án gì? Nghiên cứu như thế nào? Tôi gọi anh theo tôi lên giường, Hắc Cách Kiệt nghe được thiểu chút nữa nghẹn, cố gắng hít thở. Lời này thật sự là một câu kinh người, không hiểu sao lại cảm thấy tư vị không thể hiểu. Các người làm ngữ khí dị thường lạnh nhạt. Không có, anh ta sợ hãi, còn tưởng rằng là tôi bán. Kết quả ra sao? Thì tôi giải thích cho anh ta mục đích nghiên cứu. Anh ta vốn không tin, nhưng cũng không còn cự tuyệt, chỉ nói việc này muốn từ từ đến, trước bồi dưỡng cảm tình mới có thể Tôi chỉ làm theo, cùng anh ta bồi dưỡng một tuần, thẳng đến ngày cuối cùng. Cô tạm dừng lại, làm như nghĩ đến kinh nghiệm gì không thoải mái, nhớ mày. Phát sinh chuyện gì? Hắn thập phần tò mò. Anh ta hôn tôi. Phải không? Mắt của hắn có vẻ tức giận, nhưng kiểu mã lị so với hắn càng khó hiểu hơn, buông dao nĩa vỗ ngực. Cô không thoải mái à? Hắn hỏi Vừa nghĩ tới việc anh ta đem đầu lưỡi phóng tới miệng tôi tôi liền buồn nôn. Ngũ quan trên mặt dường như nhớ tới hình ảnh khủng bố gì đó vạn vẹo thành một đoàn. Đáp án này thật sự ngoài ý muốn của hắn. Lại có nữ tử buồn nôn vì một cái hôn. Có thể nói đối phương tất là một nam nhân xấu xí. Nói không chừng có miệng thối. Ánh mắt cô rất có khả năng gặp phải đối tượng không tốt. Thật sự là tự tìm kết quả xứng đáng. Hắn rót chén nước cho cô, hỏi. Sau đó thì sao? đương nhiên là đuổi anh ta đi không cho phép anh ta bước vào cửa nửa bước nếu không dùng súng máy bắn phá bộ ràng cô tức giận làm cho hắn bật cười chưa thấy qua nữ tử kỳ quái như vậy tôi đi xúc miệng đây nhất thời nhớ lại kinh nghiệm lần đó cô vẫn buồn nôn quyết định dùng thước nuốt xúc miệng để tẩy đi cảm giác kê tởm kia nhìn theo bóng lưng của cô hắc cai kiệt nhìn cô suy nghĩ sâu xa nữ tử ở bên cạnh hắn không đặc biệt giống như cô Cô không phải là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại vô cùng thanh lệ, cùng cô ở chung càng lâu, càng phát ra sức quyến rũ của cô. Cho dù tướng ăn của cô bất nhã, ý tưởng quá dị, nhưng hắn lại cảm thấy hấp dẫn. Bỗng dưng, có một cỗ hơi thở không tầm thường truyền đến, hắc cách kiệt, nín thở, ngưng thần, có người xông vào, hơn nữa không chỉ một người, mặc dù không có sát khí, nhưng người tới khí thể rất mạnh, hiển nhiên là một luyện công phu. Các cai Kiệt nhẹ nhàng di chuyển, cảm giác tránh ở phía sau chờ đợi đối phương hiện thân. Trong không khí điểm tĩnh tràn ngập sự căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn phòng nghiên cứu lặng yên, không tiếng động, khiến hắn bắt đầu hoài nghi hơn tâm tình của chính mình, bởi vì hắn cảm nhận không được sự tồn tại của đối phương. Hắn nặng lẽ đi ra dò xét, lập tức cảm thấy dòng khí dao động ở phía sau. Có người ở phía sau, Cơ hồ là đồng thời, hắn cùng đối phương đằng sau nhảy lui một bước, khoảng cách giằng co. Hắc cái Kiệt cảnh giác nhìn chằm chằm vẻ mặt nam tử xa lạ đầy mực nước. Đôi mắt kia sắc bén, hiểu ra người này không bình thường. Hai người lặng im, chờ ra tay, là vì bọn họ cũng đều biết đối phương không có sát ý, phân ra là địch hay là bạn trước, không tùy tiện ra tay. Hiển nhiên đối phương cũng suy nghĩ như vậy, đối với nhau xuất hiện cảm thấy thập phần ngoài ý muốn kiều mã lị theo sao chuyển đến thanh ngâm kêu to của nhược băng khẩu khí tràn ngập tức giận lại từ cơ quan bởi vì cô trừ bỏ mũi nhọn trên lưng cũng bị văng lên vẻ mặt mực nước đang phẫn nộ tê rống rất nhiều đột nhiên nhìn thấy hắc cái kiệt cô thoáng chốc ngừng lại không lường tới khả năng xuất hiện một vị nam tử xa so lạ khiến cô lập tức trở nên cẩn thận an thác đem nhược băng bảo hộ ở sau người đánh giá nam tử thần bí quỷ dị trước mắt. Ba người bọn họ đều tự đánh giá lẫn nhau, trên người có mùi giống nhau, hiểu được đối phương có giang vị, giang hồ. Ai nha, là mầm mỹ như vậy? Kiều Mã Lị nghe tiếng đi tới, vừa thầy đến có tận hai cái người da đen bôi kem đánh răng, lập tức ôm bụng cười to, giờ cao hai tay lên hô to thành công, sự thật chứng minh cuối cùng cô là người thắng. Không khí tại đây khẩn trương, cũng chỉ có thần kinh lớn như cô vui đến tận trời, còn hoàn toàn không tự giác tình huống trước mắt. Hắc Cai Kiệt là người đầu tiên rút khỏi thế phòng thủ, mỉm cười nói. Hai vị nhất định là bằng hữu của Mã Lị, mời vào trong ngồi, tôi đi rót ly trà cho hai người. Cảm ơn. An Thác nhẹ nhàng nắm chặt tay vợ yêu, ý bảo cô an tâm một chút, chớ vội nóng nảy. Nhược băng hiểu được ý tứ của hắn. Người này tạm thời không có nguy hiểm, chính là bốn mắt vừa mới giao nhau, làm cô có chút không hiểu, cảm giác giống như đã từng quen biết. Ý tứ của cô cũng không phải nói cô thật sự gặp qua hắn ở đâu, mà là sự cảnh giác tàn mát trong hơi thở của hắn. Đúng rồi, rất giống an thác. Nhược băng đem hưng phấn, kéo mã lị đến một bên kề tai nói nhỏ. Đây là chuyện gì? Thì ra là chuyện như vậy. Các bạn đúng là vẫn bị cơ quan của mình đã bại. Cô vẫn là bộ dáng vui mừng. Mình không hỏi chuyện này, mà là anh ta. Nhược băng chỉ vào hắc cách kiệt đem cà phê tiến đến. À đúng rồi, mình chưa giới thiệu, cô ấy là bạn tốt của tôi Trầm nhược băng. Đây là chồng của cô ấy, tên là An Thác, vị này là đầu bếp tôi mới thuê, tên là... Cô ngừng lại, ba người nghi hoặc nhìn cô, đối với cô khó hiểu. Cô hướng hắc cách kiệt trột dạ cười gượng. Thôi còn chưa hỏi tên anh ta là gì. Cô giữ cục phát hiện chính mình ngay cả tên của đối phương cũng không biết. Ở chung hơn một tháng, Bọn họ chưa bao giờ gọi thẳng tên đối phương, cho nên cô hoàn toàn không nghĩ tới hắn tên gọi là gì. Hiện tại mới hỏi không phải là quá mức chậm chứ. Cũng may, ham cách kiệt sớm lĩnh giáo khả năng có thể khiến người sống tức chết của cô. Đối với thần kinh của cô đã có hệ thống miễn dịch. Tôi tên là Jack. Hắn chậm rãi mở miệng, hiểu được hai người trước mắt không phải nhân vật dễ dàng đối phó. À đúng đúng, anh ta tên Jack, là người Italy. Hân hạnh Nhược băng lịch sự hưởng ứng mỉm cười. Mời ngồi, tôi chuẩn bị đi làm điểm tâm. Tệ hắn xoay người rời đi, nhược băng lại đem mã lị kéo đến một bên hỏi. Bạn có đâu bếp từ khi nào? Ngay lúc các bạn đi đông nhi một tháng. Biết anh ta sao? Cái gì biết? Anh ta có loại khí thế giò sách không nhỏ. Không sai, tính tình anh ta quả thực khó hiểu. Kiểu mã lị nhận thức mãnh liệt cùng gật đầu. Ý mình không phải là thế không cùng kiểu mã lị nói chuyện sẽ không biết. Cô trong mắt chỉ có khoa học kỹ thuật hay là hỏi đơn giản một chút để cô dễ hiểu vấn đề. Bạn là làm sao mà tìm được anh ta ấy? Chính anh ta tự đến cửa mà. Mã lị đem sự tình trải qua thuật lại một lần. Một tháng nay, bạn xác định không có chuyện gì không thích hợp phát sinh chứ. Mình làm thí nghiệm, anh ta phụ trách đồ ăn, như thế mà thôi. Nếu có chuyện mà chuyện không thích hợp, chính là nơi này so với nước sạch sẽ trình tế hơn. Trời ơi! nhìn quanh bốn phía, không hề có khí cụ và văn kiện xếp tán loạn. Cái bàn được lau dọn sạch sẽ, không lộn xộn, và sở hữu đều tự về vị trí cũ. Nam nhân này đem phòng của mã lị quét tước sạch sẽ, mà ngay cả mã lị thoạt nhìn cũng sạch sẽ hơn so với trước kia. Dị vãng luôn nhìn thấy cô đầu tóc bay rối, bộ dáng lôi thôi, chẳng lẽ hắn thật sự là đến làm công? Nguyên bản mục đích của hai vợ chồng hắn là mỗi tuần đưa đồ ăn đến cho mã lị, nhưng là hiện tại xem ra cô rất được hưởng thụ chuyện ăn uống. Cùng mã lị hán huyên một lát, gia định không có vấn đề gì, hai vợ chồng liền rời khỏi phòng nghiên cứu. Ở trên đường, tâm tư vốn sâu sắc của nhược băng từ trước tới nay khiến cô lo lắng. Em lo lắng cho mã lị, người đàn ông kia không đơn giản. Chính xác, anh cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm trên người anh ta à? Anh ta thực sự nguy hiểm, nhưng không phải là đối với mã lị. Thế nói như thế nào? Hắn cười cười, Thế giới của đàn ông có khi phụ nữ không hiểu. Cái gì mà ra vẻ thần bí thế? Hắc ưng mỉm cười, đem vợ yêu ôm vào trong ngực. Hắn nói như vậy là vì hắn cảm nhận được người đàn ông kia đối với mã lị có cảm xúc đặc biệt. Hắn đối với bọn họ có ý thức cảnh giác, nhưng đối với mã lị lại không có. Tựa như hắn đối với nhược băng lúc trước, có thể khẳng định là người đàn ông kia và trên thân hắn có mùi giống nhau, bọn họ là đồng loại bất luận như thế nào nhược măng hiện tại đặt an nguy của mã lị ở vị trí thứ nhất tuy rằng hắc ưng nói nam nhân này không nguy hiểm với mã lị nhưng cô vẫn thực sự lo lắng cho dù trước mắt không điều tra ra gì trong thân phận nam nhân này có gì khả nghi nhưng trực giác của nữ nhân nói cho cô biết nam nhân tên rách này không phải kẻ đầu đường xó chợ hơn nữa hắc ưng nói hắn đối với mã lị là tình cảm đặc biệt chuyện này làm cho cô lo lắng tại nơi núi non hoang dã cô nam quả nữ cùng sống chung một nhà ai có thể ngờ được không phát sinh điều gì cách vài ngày thừa dịp nhược băng lại lần nữa dò hỏi mã lị mục đích là tra xét hành tung của Jack. Hắc haka kiệt mỉm cười lịch sự bưng cho cô một ly cà phê cảm ơn nhược băng nói không khách sáo hắn mỉm cười đáp lễ lưu lại các cô một không gian riêng đợi hắn xuống lầu nhược băng nhỏ giọng hỏi anh ta ngoại trừ xào rau nấu cơm bình thường còn làm cái gì mình sao mà biết được mình còn làm thí nghiệm còn thời gian đâu mà để ý hắn chứ anh ta tính ở bao lâu cô nhún vai tỏ vẻ không biết là một người xa lạ bạn nên cảnh giác một chút đi nhược bằng quả thực vô lực với cô gái có thần kinh thô sơ này cái gì mà phải cảnh giác chứ chỗ này của mình không có thứ gì đáng giá mình đương nhiên biết nhưng là một người ngoại quốc chạy đến núi non hoang dã nhàm chán này để ngày ngày chán nản đãi ngộ ở thành phố tốt hơn, bạn không biết chuyện này là rất không tầm thường sao? Không hề, cuộc sống của cô không phải như vậy sao? Mình không phải là nói bạn, thiếu chút nữa quên mất mã lị cũng là người ngoại quốc, nhược băng vỡ về cái chán hao tâm tổn trí. Mỗi ngày kiểu mã lị đều chịu loại nhàm chán này, đương nhiên không biết buồn tẻ là gì sao? Thầy không biết bạn đang lo lắng cái gì nữa, mình lo lắng là có lẽ mục đích của anh ta là bạn. Mình, cô buồn bực, cẩn thận, anh ta đối với bạn phân tán tư tưởng. Đột nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của nhược băng, cô không khỏi cười to. Bạn tưởng tượng nhiều quá, làm sao có thể, tình huống thực tế không phải như bạn tưởng đâu. Không cần phải cảnh báo cô. Nữ nhân đối với loại sự tình này mẫn cảm nhất, đương nhiên, mã lị là ngoại lệ. Quên đi, nói bạn cũng không hiểu, các người đều là người ngoại quốc vừa vặn cùng nhau làm bạn. Chợt, một cái ý tưởng bắn vào đầu nhược băng, người ngoại quốc. Đúng rồi, Mã Lị cũng là người ngoại quốc, tháng trước cô cũng đi châu Âu. Không đúng, cô lắc đầu cười, người bọn họ muốn tìm là cô gái 17 tuổi, không có khả năng là Mã Lị. Bạn suy nghĩ cái gì? Mã Lị tò mò. Vì thế nhược băng đem tin tức thuật lại một lần. Bạo thạch, danh sách tổ chức, chống sách, giúp cuộc cái nào mới là thật? Mã Lệ đưa ra hoài nghi. Chưa xác nhận, có lẽ là không phải. Cô gái 17 tuổi, thật sự là lớn mật, trẻ tuổi quá. Mình cũng rất muốn trông thấy cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm, hương vị thuần khiết, miệng khen không dứt, cà phê này thật thơm. Thấy không, tay nghề của Jack đích thực rất tuyệt, bạn còn chưa nếm thử đồ ăn anh ta nấu đâu, làm người ta thèm nhỏ nước rãi đấy cô lại đắm chìm giữa mỹ thực giữa hương vị có lưu lại của đồ ăn nước pháp lúc trưa cô đột nhiên linh cơ vừa động cười đến quái dị bạn cười cái gì nhược băng lần đầu tiên gặp lại tươi cười này của cô nếu anh ta thật sự đối với mình có văn tán tư tưởng thì cũng không sai đem anh ta giữ ở bên người sẽ có mỹ thực ăn vĩnh viễn không hết nhược băng đào cặp mắt chẳng dã cũng chỉ có kiểu mỹ lị mới có thể ăn khớp loại tính khí quái đản này mỹ nam tử không để ý lại để ý mỹ thực thật là đừng cao hứng quá sớm bạn lại có thể hôn môi sao cô quyết định muốn phá tan ảo tưởng của kiểu mã lị nhất bừng tỉnh đại mộng kiểu mã lị lập tức dừng hình ảnh cô thiếu chút nữa đã quên nam nữ cùng một chỗ sẽ có vấn đề này nữa nhé nhược băng ở một bên mừng rỡ thành thơi loại mộng đẹp không bình thường này nên gọi cô tỉnh sớm thì hơn xem bộ mặt dãy rụa của cô thật đúng là đang cân nhắc hôn môi tốt đẹp thực thực trong thục kinh thật sự là bại cho cô cuối cùng mã lị làm ra bộ dáng nôn mửa không cần hỏi cũng biết cảm giác hôn môi ghê tởm đã chiến thắng tất cả vị giáo sư theo đuổi bạn đã giải quyết ra sao rồi đừng nói nữa nhắc tới hắn mình lại càng muốn đói ra xem ra thật sự là tự tìm đêm đó nhược băng lưu lại cùng bọn họ thưởng thức bữa tối mã lị nói đúng tài nghệ của Jack xác thực rất tuyệt, ngay cả bọn họ không nhận được khen ngợi. Ăn qua bữa tối, cùng Mã Lị tán gẫu trong chốc lát liền cáo từ. Uống trà hoa hồng, Mã Lị nghĩ đến lời nhược băng, vụng trộm ngắm hắc cách kiệt cao thấp đánh giá. Thân cao ngoài 1m80, kỳ thật bộ dáng của hắn nhìn rất là tốt. Tóc nâu rất cả tính, khuôn mặt rất điển trai, cái mũi rất anh tuấn, bạc môi. Chốc lát liên tưởng đến hôn môi, cô lại muốn ói ra, không thể tưởng không thể tưởng chạy xuống uống nhanh một ngụm trà vất vả lắm mới xóa đi cảm giác ghê tởm lại phát hiện ra không thấy hắc cách kiệt cô tò mò đi ra tìm kiếm người thế nào chớp mắt đã không thấy tăm hơi cô đang làm cái gì vô thành vô thức từ sau lưng trầm đến một giọng một câu hỏi cô kinh hách không có việc gì kỳ quái hắn lại xuất hiện như thế nào không có việc gì sao vừa rồi nhìn chằm chằm vào tôi sao anh có biết? Thật là lợi hại, bọn họ rõ ràng cách xa như vậy. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Ánh mắt tâm trầm lóe ra chút sắc bén, hoài nghi không biết cô đã phát hiện ra cái gì. Cô im lặng, vị trà còn lưu lại nơi cổ họng, hỏi ra lo lắng trong lòng. Khi nào thì anh đi? Đây là lệnh đuổi khách sao? Tùy tình huống, hỏi cái này có ý gì? Anh lưu lại lâu một chút được không? Tôi có thể thêm cho anh tiền lương. Luyến tiếc hắn à, thần sắc của hắn thong thả lại vì sao bởi vì anh làm đồ ăn ăn rất ngon cô nói thật ra đã biết miệng cô sẽ không nói ra cái gì dễ nghe hơn chỉ vì thức ăn tùy tôi cao hứng có lẽ một tháng một tuần hoặc có lẽ là ngày mai sẽ đi nhanh như vậy á cô đi theo phía sau hắn muốn xác định đáp án trong lòng cũng có chút ảo não cô vì hắn sinh ra vẻ mặt bất an không biết sao hắn có cảm giác sung sướng khó tả tôi thêm anh gấp hai tiền lương anh ở lại lâu một tí được không mấy tháng được không không được ngữ khí hắn kiên quyết vì sao cô nghĩ đến là hắn thiếu tiền cho nên mới thưởng nhiều tiền lương kỳ hạn visa của tôi không có cách nào lưu lâu như vậy anh phải về italy không sai Ừ. hai tay cô sáp lại cổ áo chu cái miệng nhỏ nhắn Mày cau chặt lại, thoạt nhìn như vậy tựa như một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, làm người ta không đành lòng buông tha vẻ đáng yêu. Bộ dáng chân thật, thuần khiết này kích thích trái tim của hắn. Cô đã dùng hết biện pháp, dùng tiền không được, sắc dụ thì cô sẽ không dùng. Ở cô tinh thông nghiên cứu khoa học kỹ thuật như vậy, nhưng muốn thuyết phục người cũng là thường dân, lại không biết nên nói cái gì. Hắn thở dài, vẻ mặt ảo não của cô cũng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, trong thời gian ngắn tôi sẽ không rời đi Yên tâm Quên đi, hắn thật sự không đành lòng tổn thương cô Thật sự Ánh mắt cô thoáng chốc lóng lánh hưng phấn Ừ Cô mở miệng ra cười Vẽ lo lắng vừa rồi hóa thành hư không Thật sự là người đơn giản Chỉ cần một câu là có thể thay đổi tâm tình Bội phục bản lĩnh của cô Buổi chiều cô cùng vị bằng hữu kia hàn huyên cái gì? Anh nói nhược băng à? Chúng tôi hàn huyên rất nhiều, Cô ấy trước mắt đang điều tra việc đặc biệt. À đúng rồi, anh với Italy có liên quan, dường như nhắc tới cái gì tay chân đảng. Là diêm thủ đảng, hắn cắn răng sửa chữa. À đúng đúng rồi, diêm thủ đảng chỉ nhớ tôi thực kém. Thế cô ấy điều tra cái gì? Hắn đề cao tính cảnh giác. Dường như là có một cô gái trộm bảo vật gì của diêm thủ đảng, cho nên diêm thủ đảng phái một số đông người đi truy bắt cô ta. Vậy sao? mí mắt hạ xuống cất giấu một chút sắc bén quan sát phản ứng của kiểu mã lị cô ta là ai không biết cô nhún vai không biết vậy mà cũng nói được à nói một cách thong thả như chuyện không hề liên quan đến mình có lẽ hắn đã đánh giá thấp cô cô không đơn giản như vậy diêm thủ đảng là hắc đạo của tổ chức thế giới ngay cả cia của nước mỹ đều cảnh giác ba phần một cô gái nho nhỏ cũng dám trộm gì đó của diêm thủ đảng chẳng khác gì là khiêu khích tổ chức này. Không bao lâu, diêm thủ đảng trải rộng thế giới sẽ bắt được cô gái này. Phương pháp xử trí của cô ta chỉ có một. Hắn lấy thủ đoạn đơn giản đe dọa cô. Là cái gì? Cô tò mò. Năm ngựa xé xác. Ồ, oh, thành ngầm biểu tình không có phản ứng. Hắc Cái kiệt nhìn cô một cái, tiếp tục tăng thêm giọng điệu. Phàm là chọc tới người của diêm thủ đảng, mà kệ chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chỉ có một con đường chết, bị diêm thủ đảng truy nã, chẳng khác gì là phán án tử hình, có người thậm chí sợ hãi đến nỗi tự kết thúc cuộc đời mình. Có nghiêm trọng như vậy sao? Không sai. Sợ rồi sao? Như vậy cô gái kia là chết chắc rồi. Cô ta tự tìm. Hắc Cái Kiệt ánh mắt bắn ra một chút sắc bén. Chẳng qua là này nọ bị trộm, lại đưa người đến tử địa, làm gì đâu mà đừng có nhỏ nhen một tí chứ. Mã Lị từ chối cho ý kiến. Cái gì? Thế ra là từ đầu tới đuôi, cô hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Thứ gì đó bị trộm, không phải chỉ lấy về là được sao? Mở miệng động thủ lại đánh giết, chẳng lẽ sẽ tạo ra xã hội bất an? Xã hội đen có quy tắc của xã hội đen, người bình thường không thể kết luận. Tôi chỉ biết là tàn sát là không đúng, nếu mọi việc đều lấy bạo lực ra giải quyết, ác tính sẽ tuần hoàn. Tôi thấy diệm thủ đảng là một tổ chức tàn bạo không thể chấp nhận. Cô thì biết cái gì? Tổ chức kỷ luật diêm thủ đảng nghiêm ngặt quy củ, tuyệt đối không cho phép những người khác phá hư, ngay cả thủ lĩnh cũng không thể vi phạm. Mười cỗ tức giận lại nói ra. Tuyệt luật là do người định, có thể sửa. Tôi thấy thủ lĩnh kia không phải trời sinh ra, tính đã hiếu sát, chỉ là mèo nhỏ không thể thành báo. Này, mặt của anh tái nhợt, làm sao thế? Hắc cái kiệt lạnh lùng trừng mắt với cô. Tôi muốn tới phòng ngủ, cho đến ngày mai không cho phép cô đến làm ở Mỹ tôi. Này, con cơm tối, tự cô giải quyết đi. Cô nản lại, nhìn hắc cách kiệt đóng cửa bịch một tiếng. Hắn nói cô tự giải quyết bữa tối. Ý tứ chính là hôm nay cô chỉ có thể ăn mì ăn liền. Tưởng như bước vào ngày tận thế, không có mỹ thực ăn, khiến cho cô thể thảm khóc thét không ngừng. Hắc Cách Kiệt nắm chặt nắm tay, nhịn xuống xúc động muốn cán dẹt người hôm nay giết cô gái này dám cười nhạo hắn lệnh truy sát cùng tự hình không uy hiếp được cô một câu không nấu bữa tối trong lời nói lại làm cô khóc thét liên tục thật không biết thứ trong óc cô có phải là xác không dù sao hắn cũng đạt được mục đích làm cho cô sợ hãi và thống khổ khiến cho cô đói một tháng đi diêm thủ đảng là một tổ chức thế giới khổng lồ thủ lĩnh nắm mọi quyền thế và đầu mối của tổ chức Giờ này nội bộ luôn đặc biệt ổn định không để phòng ngừa cừu địch ám toán, thân là thủ lĩnh phải lãnh khóc vô tình. Bởi vậy, thủ lĩnh diêm thủ đảng không bao giờ chỉ yêu một người phụ nữ bên cạnh mình để tránh cho cừu gia có cơ hội uy hiếp con tin, càng tránh việc chúng Mỹ nhân kế mà nguy hại đến tổ chức. Một vị thủ lĩnh có hơn 10 người tình nhân, chẳng có gì là lạ, là lệ thường và cũng là chuyện đương nhiên. Hắc cái Kiệt cũng không ngoại lệ, có đồng thời 10 vị tình nhân cùng hơn 20 nơi chủ ẩn, ngoại trừ cường xâm cùng vài vị tâm phúc, không ai biết thủ lĩnh mỗi đêm ở đâu. Không có ai biết được, thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng đã bí mật tiến đến châu Á. Hắn có một bí mật riêng, thủ lĩnh không chỉ đích thân gửi đến mệnh lệnh mới, đình chỉ toàn diện hành động lùng bắt, cũng sửa cả giám thị hướng đi của các bang phái tổ chức khác. Đình chỉ đuổi bắt cô gái thần bí kia, Cường Sâm buồn bực, tò mò không hiểu sao thủ lĩnh lại đột nhiên quay tám 180 độ khi ra mệnh lệnh kia hắn không tìm được cô gái kia hoặc là chuyện gì xảy ra đã làm cho hắn thay đổi chú ý báo cáo phó thủ lĩnh hắn không tìm được cô gái kia một gã thủ hạ tiến vào báo cáo đã trễ thế này có chuyện gì khẩn cấp tiểu thư hải mạn na cầu kiến thủ lĩnh giữa đêm cầu kiến cường sâm hơi trầm tư mời cô ngồi tôi sẽ ra ngay cường sâm hiểu được hải mạn na chọn thời khắc này cầu kiến là hy vọng có cơ hội mị hoặc được thủ lĩnh. Chắc là hại trưởng lão hụt đốc xúc cháu gái nhanh chóng cùng thủ lĩnh có quan hệ thực chất, để địa vị hôn thê kia ổn định cũng có thể giảm bớt bất chắc có thể sinh ra trong kế hoạch. Chỉ tiếc cô đã bản tính nhầm, không ngờ rằng thủ lĩnh đang ở châu Á cùng vị tình nhân ôn nhu nơi quê nhà nghỉ ngơi. Cần phải tôn trọng, hắn vẫn phải ra đi ứng phó một chút. Hai tiểu thư, hắn lịch lãm hướng cô hành lễ. Một nữ tử xinh đẹp gọn gàng đứng lên, Cô cố ý trang điểm, biểu hiện chờ sự chờ mong. tiền sinh hắc cách kiệt đâu? Thủ lĩnh đang vội vàng xử lý công sự, đêm nay sẽ không trở về. Ngài muốn tôi giúp ngài vấn nan hải tự thư. Lại là lý do giống nhau, hai bạn na trong lòng che lại hờn giận, cùng nghi ngờ. Đây đã là lần thứ ba, Thủy Trung không thể hắc cát kiệt khiến cô nghi ngờ. Cường sâm nham hiểm trước mắt luôn luôn lấy khuôn mặt tươi cười ra để đối phó với cô, không hề đề cập tới thủ lĩnh đi đâu. Đêm đã khuya, tôi có thể ở lại qua đêm không? Cô thỉnh cầu nói, thân là vị hôn thê, cô có quyền yêu cầu. Tôi lập tức phái người cho sửa sang lại phòng tiểu thư. Cảm ơn. Cường xâm phái người đưa cô tới phòng khách, cũng tăng số người hộ vệ. Ở mặt ngoài là hộ vệ, ngầm là giám sát hành động của cô tránh để cô tự tiện xông loạn. Hai bạn nam mừng thầm, ít nhất cũng đạt tới một nửa mục đích, có cơ hội ngủ lại, còn sợ không thấy được hắc cách kiệt sao do muốn sớm cùng hắc cái kiệt phát sinh quan hệ thân mật nhưng cô hao hết tâm tư ra ra không cần nhắc nhở cô cũng cắp bách muốn bắt lấy tâm tư hắc cái kiệt từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lãnh khóc của hắn liền hạ quyết tâm muốn thành nữ nhân của hắn nghe nói hắc cái kiệt có 10 người tình nhân người người tuyệt mỹ gợi cảm vị trí thủ lĩnh phu nhân vẫn còn luôn để chống cho nên thường xuyên nghe thấy các tình nhân kia dùng hết phương pháp để đạt được vị trí chính thất của hắc cách kiệt may mắn cô lại thuận lợi được mời đến danh nghĩa với là vị hôn thê nhưng như vậy là không đủ vì tránh cho đêm dài lắm mộng cùng dã tâm của các nữ nhân khác cản trở cùng hắn đồng giường cộng chậm là phương pháp vững chắc nhất một khi đã có quan hệ thực hắc cách kiệt không thể đổi ý nhưng mà liên tục ba lượt không thể xin gặp được hắc cách kiệt cũng làm cho người ta không thể không nghi ngờ một tháng qua hắn từ đầu đến cuối không hề lộ diện không khỏi làm người ta hoài nghi là hắn đã rời khỏi italy mà kệ là thật hay giả tối nay cô quyết định tìm tòi đến cùng rách mã lị chờ từ bỏ ý định theo sau hắn nằm mặt chó vẫy đuôi mừng trụ chuyện gì hắn lạnh lùng hưởng ứng tôi đói bụng tự mình giải quyết hắn như trước lạnh lùng đáp lại là những lời này một tuần đã một tuần chưa ăn mỹ thực rách chế biến Không rõ chính mình là làm sao chọc tới hắn Không được ăn đủ ăn hắn làm Hãy cô không có cả tâm tình nghiên cứu Đang buồn giàu hết sức Một tiếng chuông điện thoại ngoại ý muốn vang lên Hắc cách kiệt cảm thấy bất ngờ Từ khi hắn đến đây Chưa từng có người dung chuông cửa Buồn bực rất nhiều Chỉ thấy kiểu mã lị phóng đi mở cửa Bộ dáng chờ mong kia của cô khiến hắn tò mò Là ai khiến cô hưng phấn chờ mong như thế cửa vừa mở ra một vị nam tử nhã nhặn tuấn tú bày ra khuôn mặt tươi cười giống như ánh mặt trời ánh mắt lóe lên như tình mê người mỉm cười nói nhã lị anh cảm ơn tôi không khách khí đánh gãy lời nói còn chưa xong của đối phương không chút khách khí đoạt lấy thổ sản trên tay hắn lại duy nhất làm như không thấy bó hoa tươi lưu học văn sớm có chuẩn bị tâm lý biết giai nhân đối với mỹ thực có chút chú ý liên tục không ngừng theo sát sai nhân ở phía sau. Đây là thịt vịt mặn, sản phẩm nổi tiếng của Nghi Lan. Hộp này là bánh mật thái dương của Đài Trung mở ra. Hộp khác là tía tô mật mai của Đài Loan. Đều là thổ sản mới của Đài Loan. Em nhất định sẽ thích. Mặt khác, đây là một chút tâm ý của anh đối với em. Hắn đem bó hoa hồng đưa ra trước mặt cô. Mã lị nhíu mày. Quá nồng cô không quen ngửi mùi thơm. Nhất là mùi hoa hồng. Đang muốn cự tuyệt bà hoa kia đột nhiên bị thân thủ nhanh chóng cướp lấy làm lưu học văn một trận kinh ngạc cảm ơn tôi thay cô ấy nhận lấy hắc cái kiệt lạnh lùng nói anh là ai hắn kinh ngạc làm sao có thể có nam nhân ở đây anh là ai hắc cái kiệt không chút nhượng bộ quay lại hỏi cầm hoa tươi mặc đồ tay đeo cà rà vạt rõ ràng là một dáng vẻ nghiêm túc hắc cái kiệt ánh mắt lợi hại đánh giá người này từ đầu đến chân hay chính là nam tử mà kiều mã lị đã nhắc tới đột nhiên xuất hiện nam tử làm cho lưu học văn cảm thấy ngoài ý muốn người này tướng mạo anh tuấn cùng dáng người cao to soái khí vừa thấy liền biết ngay là cường địch hai nam nhân cùng tướng mạo bất phàm tự nhiên sinh ra cho nhau tâm tính khinh thường nhưng rõ ràng nữ nhân vật chính không đếm xỉa gì đến chỉ quan tâm duy nhất túi thức ăn lưu học văn mới đem đến điểm ấy làm cho lưu học văn chiếm thượng phong tôi là bạn trai của mã lị lưu học văn tuyên cáo hắc cách kiệt nheo đôi mắt sắc bén lại nhìn lưu học văn thoáng chốc bị khí thế trời sinh của hắn trấn áp thành âm muốn nói ra cũng phải nuốt vào anh anh muốn làm gì nhưng mà hắc cách kiệt cũng chỉ lướt qua hắn đi thẳng tới mã lị không thể báo động trước tức đoạt đi đồ ăn trong tay cô trả lại cho tôi kiểu mã lị thần thú khẩn trương muốn đoạt lại đừng ăn nếu không tôi sẽ không nấu bữa tối đâu cả mắt của cô lập tức sáng ngời. Anh làm đồ ăn. Đêm nay thực đơn là bơ nga can, cô thích ăn nhất, thế nào? Được được, ý kiến hay. Cô mãnh liệt gật đầu. Vậy đừng ăn quả vặt. Hắn khinh thường đem quả vặt lưu học văn đem đến quăng sang một bên. Kiểu mã lị lập tức giống như con chó nhỏ ngoan ngoãn phè phẩy cái đuôi theo sau hắc cách kiệt. Lưu học văn bị đả kích không nhỏ. Hắn vất vả nửa năm mới nghĩ ra kể sách mỹ thực mê hoặc này, Vất vả lắm, dài nhân lạnh lùng từ trước đến nay mới chú ý một chút nho nhỏ, mà tên trình dạo kiêm chết tiệt đó lại dễ dàng thu phục cô. Ý thức được chính mình gặp gỡ tình địch, không khỏi nổi lên ý thức về nguy cơ trước mắt. Anh ta là ai vậy? Lưu học văn hướng mã lị hỏi. Anh ta là đầu bếp tôi thuê. Thì ra là đầu bếp, xin chào. Tôi là Lưu học văn, đại giáo sư quốc lập tê. Thân phận và bằng cấp cao, làm hắn không khỏi tự hào, đắc ý đứng lên, không đem một đầu bếp bình thường để vào mắt. Hắc Kiệt, hoàn toàn mặc kệ hắn, thẳng hướng phòng bếp làm đồ ăn. Thật sự là người không lễ phép, ngay cả tiếp đón cũng không, một khi đã như vậy hắn cũng không khách khí với đầu bếp này. Mã Lệ nhìn mỹ thực trước mắt, cô rất nhanh liền xem nhẹ không khí nước sôi lửa bỏng trước mắt, cứ như thể đắm chìm hưởng yến tiệc trước mắt. Hắc Cách Kiệt làm cho Lưu học Văn không khỏi tức giận, luận tài nghệ của mình so ra hoàn toàn kém đối phương. Hơn nữa, Mã Lị vì đồ ăn đối với nam nhân cao ngạo này nói gì nghe nấy, làm cho hắn ý thức rõ nguy cơ. Từ dịp Mã Lị đến phòng bếp thì hắn cố ý hướng đối phương thị uy. Anh cũng thích Mã Lị đúng không? Tôi cho anh biết, anh không có hy vọng, tôi cùng Mã Lị kết giao nửa năm, tình cảm thực sự ổn định. Hắc cách kiệt thở ơ ăn, hoàn toàn không đáng để ý tới. Không thể chịu đựng được vỡ nhục, Lưu Học Văn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tính vỡ mồm tranh cãi, lạnh lùng chào vốn nói. Theo tôi thấy, ngay cả anh cô ấy còn chưa chạm tới, tôi cũng cho anh biết. Tôi cùng cô ấy đã hôn nhau, biết là tư vị gì không? Môi của cô ấy mềm mại vô cùng, ẩn chứa nhiệt tình vô hạn. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô ấy. Này, anh muốn làm sao? Một đôi hung quang khiếp người tới gần, hắn còn không kịp phản ứng trước. Một nắm tay như sắt, chuẩn bị đánh tới, thoáng chốc hắn chỉ còn cảm thấy nhẫn mạo kim tinh lâm vào một mảnh hắc ám. Lát sau, Mã lị một bên thu thập tàn cục, một bên nhìn kẻ khởi xướng làm như là không liên quan tới mình. Anh tại sao lại đánh hắn ta? Cạo hứng. Hắn hừ lạnh, tên kia thoát được nhau. Nếu không chỉ liếc mắt một cái là xong việc, nếu hôm nay không phải Mã Lệ ở đây, hắn đã đánh cho đối phương không mở miệng được. Buồn bực liếc hắn một cái, tưởng tượng không ra hai nam nhân êm đẹp có thể kết thủ tới đâu. Hồi tưởng bộ dáng chạy trốn chật vật vừa rồi của Lưu Học Văn, so với bộ dáng hùng dũng oai vệ, thế phách hiên ngang lại lịch lãm thường ngày sẽ nghĩ ngay là hai người, nhìn thật là làm người ta buồn cười. Trừng mắt nhìn mã lị ngồi trùm hộm trên đất cười trộm, cô còn dám cười, bụng đầy ý xấu đều là do cô, vừa nghĩ tới tên hôm qua, cô lại giận sôi gan. Tại sao chứ? Không rõ vì sao chính mình lại thấy kiên nhẫn như thế. Hắn muốn phát tiết. Nhìn chằm chằm cô bên cạnh, đột nhiên có xúc động sinh ra. Suy nghĩ hỗn loạn, càng nhìn chằm chằm cô, dục vọng kia càng hiện hiện. Xúc động gia tăng cước bộ, hắn hướng cô đi đến. Mã lệ chỉ lo tìm kiếm chén vỡ trên bàn. Cô chưa làm qua việc nhà, không nghĩ là bị mạnh vỡ đâm vào tay. Đau quá. Cô hô nhỏ, một giọt huyết đỏ tươi từ đầu ngón tay trắng mút tinh tế của cô chảy ra. Sao lại không cẩn thận như vậy Nhịn không được đau lòng Hắc cách kiệt bắt lấy tay cô Máu kia làm cho hắn nhíu mi Đời này gặp qua vô số trường hợp đổ máu Nhưng không thích nhìn cô chảy máu Không cần nghĩ ngợi cúi xuống hút tay cô Cô ngừng lại ngơ ngác nhìn động tác hắn Cảm giác này thật kỳ dị Nói không nên lời Ngừng lại nhìn không phản kháng Cảm ơn anh đã giúp tôi tiêu độc Cô nhẹ giọng nói thật khó cho hắn không thể che bẩn dùng nước miếng giúp cô tiêu độc. Bất quá bộ dạng hắn có điểm kỳ quái, vì sao nhìn cô như vậy? Miệng cô cũng cần tiêu độc. Không báo động trước, hắn hôn cô. Đột nhiên đoạt lấy làm mã lị sợ hãi, sức mạnh của hắn to lớn như vậy. Vậy cốn thân mình nhỏ nhắn của cô khí phách tham lam hôn, hôn đến nỗi thân mình cô cứng ngắc, cơ hồ đình chỉ hô hấp. Hương vị của cô rất thơm, hắn phát hiện không có vị nước hoa đậm đặc, cũng không có hưởng ứng quen, cô cơ hồ là không hề chống đỡ, mặc hắn giả đạp, không hề có mùi son phấn trang điểm, công phu hầu hạ nhất lưu tình phụ tượng góc. Cô giống như một con cá chết, không hề phản ứng. Cũng khó trách, bởi vì cô vẫn là sự nữ, vừa hôn liền hiểu được, chúc mắc tuân lệnh người nhịn không được khi dễ cô, tiện nghi này bị hắn chiếm rồi. Hắn rời khỏi môi cô, quan sát phản ứng của cô cô vẫn là ngây người thoáng như bị sấm đánh đứng ngay bất động không phải hắn khoe khoang kỹ thuật hồn của hắn không nữ nhân nào cự tuyệt được tuy rằng hắn có chút thô lỗ nhưng tin tưởng là phần tình cảm mãnh liệt đã truyền vào cô mã lị nhu tình gọi tên của cô tôi ừ, em muốn nói cái gì ánh mắt của hắn tỏa ra sóng điện mê muội ừ, tôi buồn nôn cái gì? Cô phút chốc đứng lên nhằm phía toilet, thanh âm nôn mửa một trận ồ lên. Hắc cách kiệt giống như bị xét đánh ngang tay. Hắn không thể tin, sắc mặt tái nhật dần dần chuyển sang sạm đen. Không có một người nào, không có một nữ nhân bình thường nào có thể nói ra điều này với hắn. Mà cô, kiểu mã lị, thật sự là chọc giận hắn mà. Hai tay nắm chặt xương run hướng, hắc cách, kiệt, gia tộc mà thề. Đời này cô đừng mơ tưởng thoát khỏi bàn tay hắn Hắn muốn cho cô dùng cả đời để trả giá Nếu không Hắn không phải là Hắc Cách Kiệt Vì sao ngồi xa như vậy Hắc Cách Kiệt lạnh giọng nói Bởi vì anh Thoạt nhìn rất đáng sợ Thời gian ăn cơm Ngồi ở bàn cảnh giác cách xa hắn Mã Lị khiếp đảm mở miệng Bộ sáng cẩn thận đề phòng Tùy thời cơ mà chạy trốn Ánh mắt lợi hại của hắn bắn qua cũng không ngẫm xem vì ai đem không khí với tình thế như thế này. Từ lúc hắn hôn cô, cô liền cùng hắn bảo trì khoảng cách, tránh đi thật xa, như là trốn, trốn bệnh chó dại, hơn nữa lại còn ánh mắt phòng bị, thật là giận lên người. Lại đây, cô lắc đầu, thập phần phòng vệ trừng mắt nhìn hắn. Hạ cai kiệt thoáng dịu đi thần sắc, cảm thấy không thể lừa gạt cô. Em không muốn ăn cơm. Mỹ vị đủ màu sắc đều bày ra bên cạnh hắn, muốn ăn phải đến gần cô ra sự quyết định muốn ăn muốn ăn thì tới đây không được tôi sợ anh lại bắt nạt tôi còn không thôi biết chính mình đáng đánh đòn hắn giả bộ vẻ mặt mỉm cười thân thiện không có chuyện gì sao lại bắt nạt em em đừng đa tâm nhưng nhìn mặt anh giống như ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng thì có mưu đồ khác cô gái này có ý định khiêu khích giới hạn nhẫn nại của hắn Hắc Cách Kiệt làm thế nào cũng không thể đem con chuột nhỏ dụ dỗ lại gần. Đợi lên cái mặt nạ mỉm cười, hắn cầm một cái chân gà cô thích ăn nhất giơ lên. Lại đây, anh cho em ăn chân gà, cả hai cái đều cho em. Không cần, anh lại tôi ăn. Cô vẫn lắc đầu cự tuyệt. Em cho tôi là trồn sao? Đương nhiên là không phải. Cô lắc đầu phủ định, lúc này còn đáp thành cái gì nữa? Hắc Cách Kiệt ngồi xuống và trầm giọng không thể tưởng được câu tiếp theo của cô lại là là sắc lang cốc nước trong tay hắn nhảy mắt đã vỡ vụn sợ tới mức cô phải lùi lại vài bước không thể chịu được nữa hắc cách kiệt bất chợt đứng lên nhẫn nại đã đến cực hạn phóng tới bắt cô nhưng mà kiều mã lị sớm có chuẩn bị dùng ám khí kinh hoàng bỏ trốn khỏi hắn tuy rằng không có thân thủ gọn gàng nhưng cô có những phát minh thiên phú đủ để thoát thân Sương khói loang loáng mà thật xì sơn đủ loại kiểu dáng quăng toàn bộ về phía hắc cách kiệt làm vũ khí trốn xen lẫn trong một đoàn xương khói hắc cách kiệt nhìn sơn xì đầy trên người chất lỏng đáng ghét này cản trở bước đi của hắn đây là cái ý gì vậy hắn cắn răng quát ma thật xì sơn dùng để cản trở quân địch khi bị truy lùng có cách xa khoảng 10 mét phía ngoài dùng loa nói vòng vào loa kia cũng là do cô tự chế Phát minh mới của em đấy à? Đúng vậy. Tốt lắm. Nếu em cho là như vậy có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh, thì chờ xem. Một cỗ dục vọng, khiêu chiến hừng hực giấy lên. Nếu cô mở đầu trước thì cũng đừng tưởng sẽ dễ dàng chấm dứt. Mạnh một cỗ sát ký chuyển đến. hắc cái kiệt lập tức tìm chỗ nấp, có người ngoài xâm nhập, hắn biết. Mà bên kia, Kiều Mã Lị vẫn một lòng chú ý đến Hắc Cách Kiệt vẫn chưa phát hiện chính mình đã bị vây hãm trong tình cảnh nguy hiểm một cái bóng đen thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ngay sau lưng cô lấy vũ khí để ở đầu cô kiểu mã lị dừng lại nhìn lại một nữ tử xa lạ đột nhiên xuất hiện chặn đường đi của cô ánh mắt tả mị kia nhìn cô chằm chằm gương mặt này vốn xinh đẹp lại bị đính đầy mực nước và mũi nhọn trông có vẻ chật vật có thể thấy được cô gái này khi xông vào đã trúng nhiều cạm bẫy của cô Màu đem thứ gì đó ra ra đây khẩu khí uy hiếp của cô gái này lạnh như băng là cái gì mã lị vẻ mặt hồ đồ không rõ là cô ta đang nói cái gì cô trộm của thứ gì đó diêm thủ đẳng tôi không hiểu ý của cô là gì chờ khi tôi rạch dao lên mặt cô cô sẽ hiểu rõ ngay thôi cô gái kia lấy từ cổ tay ra một con dao nhỏ bén nhọn ý cười trong mắt tràn ngập chờ mong hương vị của máu tươi Nụ cười của cô gái này thập phần biến hóa kỳ lạ, làm người ta không rét mà run. Mã Lị biết cô ta không phải là đang nói đùa. Một cú và đập mạnh từ sau lưng làm cho kiểu Mã Lị chống đỡ hết nổi rồi ngất đi. Thân mình ngã xuống được hắc cách kiệt ôm vào trong ngực. Hiển nhiên cũng nằm ngoài ý muốn của đối phương. Bất ngờ nhìn hắc cách kiệt đang đứng đằng sau, vẻ mặt cô gái vừa hè ra tả khí bỗng chuyển thành ôn nhô. Kiệt, là anh nhìn thấy người ngưỡng mộ trong lòng, giọng nói khó nén được hương phấn. Hắc cai kiệt, cẩn thận xem. gia định cô không bị thương, mà chỉ là ngất đi, màu quang lợi hại bắn về phía hải mạn na. Ai phải cô tới? Khi em vừa nghe có kẻ trộm đi thứ gì đó trọng yếu của anh, liền phần đầu quên mình giúp anh tìm về. Vất vả điều tra lắm mới biết cô gái này trộm, anh thật là lợi hại, hóa ra anh đã sớm điều tra ra. Diêm thủ đảng thất lạc thứ gì, thì diêm thủ đảng sẽ tự đi tìm chứ không cần người khác nhúng tay vào em không phải là người khác em là vị hôn thê của anh ánh nhìn hung ác nhàm hiểm bắn về phía mạn na hắc cai kiệt chậm rãi đứng lên đi về phía cô mạn na cố gắng nuốt nước miếng khi hắn không tức giận thì cái loại lãnh khốc vô tình này lại làm cho người ta sợ hãi hắc cai kiệt nhẹ nhàng nâng cầm của cô ta lên nhẹ nhàng siết nhẹ giọng điệu mềm nhẹ nhưng không chứa một tia tình cảm nào tôi nhắc nhở cho cô hay hôn nước của chúng ta là căn cứ vào sự liên kết của hai tổ chức diêm thủ đảng và hải đảng tôi thấy thân thể của cô có thể làm ta sung sướng năng lực của cô tôi có thể để lại sử dụng lần này chưa rõ nguyên nhân mà cô đã làm bị thương người phụ nữ khác do ta tuyển định nhưng tôi tin rằng vị hôn thê của tôi sẽ không tự tiện động tới nữ nhân khác cô sẽ không như vậy đúng không cô dồn dậy hai tay giản trước ngực, chọc và hắc cách kiệt sẽ có kết cục, thật là đáng sợ. Thật vất vả mới trở thành nữ nhân của hắn, cô không thể chọc hắn làm hắn mất vui, phải lập tức xin lỗi hắn, thuần phục khiêm tốn cầu xin sự tha thứ trước uy hiếp của hắn. Thật xin lỗi, em vô tình vượt qua, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của em. Vừa nghe đến danh sách của diêm thủ đang bị cướp đi, em vội vã giúp anh tìm về, chỉ có thể. Không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép động tới cô ấy. Nhưng là... Cô còn có lời muốn nói, nhưng trước ánh mắt sắc bén của Hắc Cách Kiệt nhìn chằm chằm, cô không dám nhiều lời, chỉ có thể lặng im cúi đầu. Hải Mạn Na xuất hiện ở nơi này, cũng đồng nghĩa với việc các nhân vật khác của Hải giúp đến đây. Tình huống này làm hắn không vui. Để Hải giúp nhúng tay vào, sự tình sẽ trở nên càng phức tạp. Nói châu cấp dưới của cô không được phép động đến cô ấy, cô gái này có giá trị lợi dụng. Dạ, Mạn Na trong lòng nghi ngờ liếc mắt nhìn nhìn cô gái có tên là Kiều Mã Lị một cái. Cô gái này tư sắc cũng tạm được, động tác vừa rồi của Hắc Cách Kiệt đối với cô quá mức ôn nhu, nên sẽ không... Chưa báo động trước, Hắc Cái Kiệt nhìn kỹ gương mặt mạn na, cử chỉ này làm tâm cô chợt dừng lại. Gương mặt Tuấn Mỹ bí hiểm kia đối với cô không còn cuồng ngạo mà còn mang theo ý cười nhợt nhạt. Mấy tháng không thấy, em trở nên đẹp hơn. Phải, phải không? tìm cô không khỏi ra tốc lực đập. Đối với loại nam nhân nguy hiểm này, biết rõ nên bảo trì khoảng cách, lại trốn không thoát hấp dẫn trí mạng của hắn. Hắn cúi đầu hôn cô, nụ hôn này khiến cô mất đi hết thắc mắc, cũng quét hết tâm tứ nghi ngờ của cô, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Ở bên hắn nhận ra ôn nhu hắn bố thí, nguyện ý vì hắn là một chuyện gì đó để van cầu yêu mến của hắn. Quay về Italy đi, anh không hy vọng em tham dự vào nguy hiểm này, hiểu không? tuân mệnh. Mạn Na theo lời rời đi, xác định người vướng bận đi rồi, Hắc Khách Kiệt quay đầu lại xem Mã Lệ. Hải đảng cũng đi vào Đài Loan, xem ra các tổ chức hắc đạo khác sẽ tìm thấy nhanh thôi. Lúc trước ra lệnh toàn lệnh lùng bắt, nay cũng không nghĩ sẽ gặp lại kết quả như thế này. Tâm tư Mạn Na nhanh nhẹn, sẽ không để Mã Lệ lâm vào tình huống này. Lấy lý do cô còn giá trị lợi dụng, bởi vì thần là thụ lĩnh diêm thủ đảng thì không đem tâm tư đặt ở nữ nhân bên cạnh người một khi bị người ngoài phát điện tất sẽ mang đến tai họa nhìn dung nhan mê man của mã lị ánh mắt từ trước tới nay lạnh như băng thêm phần chiều mến hắn hiểu được hắn không nên có tình cảm đối với cô kiểu mã lị rốt cục tỉnh lại suy nghĩ hỗn độn cố gắng nhớ lại vì sao mình lại mê man nằm trên giường rất nhanh cô nhớ lại cô gái yêu khí tà mỹ kia Phút chốc ngồi dậy, một ý niệm xâm nhập vào đầu. Có người muốn giết cô. Em tỉnh rồi. Hắc cách kiệt ngồi một bên, định thần gọt táo. Người đàn bà kia đâu? Đi rồi. Đi rồi. Anh đuổi đi. Đương nhiên. Nếu không làm sao em có thể yên ổn ngồi ở đây. Nói như vậy là hắn cứu mình. Ấn ấn vào gáy vẫn còn cảm thấy đau. Nhớ lại chính mình bị đánh choáng váng. Người đàn bà kia là ai? Anh nên hỏi mới đúng chứ Em cùng người ta kết thù à Cô lắc đầu buồn bực nói Tôi không nhớ rõ về người đàn bà kia Càng kỳ quái là cô cư nhiên lại bảo ta trộm cái gì đó của Diêm Thủ đảng. Hắc Cách Kiệt trầm giọng hỏi. Em trộm gì đó của Diêm Thủ đảng? Không có đâu. Tôi cũng không phải là gián điệp hoặc là CIA. Không có chuyện gì sao tự nhiên lại tìm phiền toái tới mình. Cô còn trận mắt nói dối sao? Vào một đêm nọ, Cô gái này rõ ràng ở trước mắt hắn ăn cắp Thế nhưng này lại nói là mình oan uổng Cô không phải thiên hạ đệ nhất dễ quên Đó là làm chuyện tốt Lừa người chết Nhưng đi thì phải nói lại Theo quan sát của cô hai tháng nay Hắn phát hiện cô không có bộ dạng nói dối Cảm tính cô thật sự đã quên chính mình Làm chuyện tốt Nếu là như thế này Hắn tuyệt không nương tay với cô Cho dù bóp chết cô cũng muốn nhớ lại chút chỉ nhớ còn sót Này Sao anh lại trừng mắt với tôi nào có Rõ ràng hiện tại đang chừng mắt với cô Còn không thừa nhận Anh đang tức giận à Anh làm sao phải tức giận Đôi mắt trợn từng đợt hôn quang Hơn nữa lại là giọng điệu bất thiện Không phải tức giận là cái gì Cô tin tưởng là người chỉ độn cũng có thể cảm nhận được Để chứng minh anh không tức giận Cười một cái tôi nhìn xem Hắc cách kiệt nhìn chăm chú cô thật lâu Vì mặt mũi Miễn cưỡng kéo hai bên khỏe miệng lên đây là tiêu chuẩn của việc trong cười mà ngoài không cười, rõ ràng là mất hứng, biểu tình không xứng đáng với việc tươi cười, ngược lại trở nên không đầu vào đâu. Cô nhịn không được bật ra tiếng cười, ngược lại chọc giận hắn. Em dám cười anh à? Bị khí thế của hắn nhất thời dọa tới mức lui bước, không cẩn thận đụng vào xà lan phía sau giường. Đau quá, cô thống khổ kêu. Sao lại không cẩn thận như vậy? Để anh xem xem gương mặt thanh lệ của cô đau đớn khiến lòng người thay đổi. Hắn tắt hẳn lửa giận, thay thế vào đó là tấm lòng dối bời. Ngồi bên cạnh cô vèn mái tóc ở gáy lên, một dấu hồng nhợt nhạt, thầm trách chính mình xuống tay quá nặng, không khỏi tự trách mình, làm cho làn da non mịn trắng tinh bị đau, nhảy nhẹ vỗ vẻ da thịt, không khỏi làm người ta tưởng rằng họ đang âu yếm. Mã lị hơi hơi cúi đầu, đột nhiên cảm giác có một cỗ ấm áp mơn man ở sau gáy, buồn bực quay đầu lại nhìn hắn vừa rồi hắn cắn cổ cô Cổ bắt giác hô lớn chỉ có một tiếng a đầy phản ứng của em ánh mắt của hắn mang theo mê hoặc thanh âm rào tự tính tập phần hấp dẫn anh cắn cổ tôi không phải cắn mà là hôn vì sao hắn chậm rãi gì lại gần trong lúc đó hai cánh tay đem cô vây lại khàn khàn nói em đã nói không hiểu cảm tình của việc này vì thí nghiệm mà đi tìm nam nhân để nghiên cứu. Bất quá nghiên cứu lại thất bại, đúng không? Đúng vậy. Em có biết vì sao thất bại không? Vì sao? Bởi vì em tìm lầm đối tượng, nếu là anh, tuyệt đối sẽ không thất bại. Anh á? Đến lượt anh làm đối tượng thí nghiệm thì sao? Cô tiêu thụ ý tứ trong lời nói của hắn nhanh hết sức, vội vàng lấy tay che miệng kêu lên. Tôi không cần, hôn môi khiến cô ghê tởm đánh chết cô cũng không muốn nếm thử lại anh sẽ không cưỡng hôn em trừ phi em đồng ý hơn nữa đối tượng thí nghiệm không giống nhau thí nghiệm khác nhau thông thường sẽ cho ra kết quả không giống nhau thân là nhà khoa học em không mong tìm được đáp án chân chính lời của hắn thử kích thích nghe được lời này khiến tâm cô ngứa ngáy nếu hắn không hôn cô điểm ấy thật ra không phải lo quan trọng nhất là hắn nói đúng các đối tượng thí nghiệm thường thường thì kết quả thí nghiệm cũng không giống nhau những lần này thật sự đả động vào thâm tâm cô anh không gạt tôi đấy chứ anh từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn nhưng mà vì để cho thí nghiệm phát huy hiệu quả cho nên khi tất yếu em cũng phải phối hợp với anh như thế nào phối hợp như thế nào ví dụ như không bảo trước cầm tay của cô đưa lên nhẹ nhàng cán lên ngẫu nhiên anh hôn như vậy có thể được không như vậy thật ra cũng không ghê lắm thấy không đâu có sao đâu hắn lấy môi đụng chạm giáp mặt cô mã lị vỗ về gương mặt áp lại gần hoàn hảo nam nữ bồi dưỡng cảm tình là có bộ sậu nếu em đồng ý anh sẽ dạy cho em những chuyện tình cảm không tưởng đề nghị này thì có chút mê người cô cân nhắc suy nghĩ đến tiền thuê vật thí nghiệm người này tuy rằng thỉnh thoảng hung ác nhưng cho dù là diện mạo, dáng người so với Lưu Học Văn đều hơn hẳn, quan trọng nhất là hắn biết nấu cơm. Trừ lần đó ra, mỗi ngày anh sẽ nấu ba bữa cơm thật ngon cho em ăn. Một lời đã định, cầm chặt tay hắn, cô hưng phản đồng ý, như vậy liền quyết định thôi. Hắn mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô. Một khi đã như vậy, có một số việc trước hết nên cần nói rõ. Từ hôm nay trở đi, em là nữ nhân của anh, biết không? Biết. Ngoại trừ anh ra, không thể để cho nam nhân khác chạm vào người em. Có thể. Nếu có nam nhân khác mời em, theo đuổi em, em đều phải cự tuyệt. Hiểu rồi. Em phải tuân thủ ước định này, không thể bội ước nếu bội ước trong lời nói. Rồi, bụng tôi đói quá, anh có thể làm đồ tây cho tôi ăn trước được không? Không thành vấn đề. Hắn nở cô trộm hôn một cái. Ăn quả táo trước, đúng 6 giờ sẽ ăn cơm. Cô ngoan ngoãn nghe theo, Gương mặt xanh xe vừa ăn quả táo vừa hỏi đêm nay sẽ ăn gì. Hai chàng mắt cô tràn đầy khát khao đối với bữa tối. Cũng không hiểu được chính mình vừa lập lời hứa với thủ lĩnh diêm thủ đảng, chừng nào tồn tại ở kiếp này thì không thể thay đổi lời thề. Anh sẽ bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của em. Hắn nhẹ nhàng nói xong, ý cười thâm trầm cất dấu dục họa. Đời này cô đừng nghĩ có thể trốn tránh hắn. Một ngày trời trong nắng ấm là một thời tiết tốt để đi du lịch. Nhìn lại trong tủ lạnh thấy thức ăn còn không nhiều, Hắc cái Kiệt quyết định đi ra ngoài chọn mua một vài món bổ sung vào, đồng thời cũng muốn kéo cô đi. Xe chưa chạy nhanh đến siêu thị như cô mong muốn, mà dừng lại ở một cửa tiệm cao cấp chuyên chăm sóc sắc đẹp cho nữ giới. Xuống xe, Hắc Cách Kiệt mở cửa cho cô. Đi đâu? Theo anh đi là được rồi. Hắn nhờ dáng người ngoài cao 1m80 và khí lực hơn người, mà kệ mã lị có đồng ý hay không, hắn dễ dàng đem cô vào một cửa hàng có mặt tiền cao cấp. Cô hết sức không hiểu tình huống hiện tại, chỉ nghe thấy hắn nói với phục vụ vài câu. Cô lập tức bị năm nữ phục vụ viên vây đến kéo đi, không phân trần gì mà cởi bỏ hết y phục của cô, tẩy rửa toàn thân thể mỹ dung của cô. Kiểu mã lị vừa kinh ngạc, vừa bị giằng qua kéo lại suốt 5 giờ đồng hồ. Kiểu mã lị đứng ở trước gương, cô hoàn toàn bị thay đổi thành một người khác, mái tóc tán loạn được cuốn lại gọn gàng, lông mì cũng được giữ theo khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức tinh vi, chỉ còn da thịt trắng nõn là giữ nguyên, càng thân thể xinh đẹp hoàn mỹ sau khi được chăm sóc, càng thêm xinh đẹp. Tóm lại thì, ông trời sinh ra cô vốn có gương mặt đoan trang dễ nhìn, hiện tại, chính vì vẻ đẹp xinh đẹp mà cô đùng đùng tức giận. Tìm hắn khởi binh vẫn tội, anh đang làm cái gì thế? Vì sao dẫn tôi tới đây? Hắc Cách Kiệt đánh giá cô từ đầu đến chân, còn người đèn trở nên thâm thúy, đem hết dáng vẻ động lòng người của cô thu vào trong đáy mắt. Đang lúc nổi nóng, Mã Lệ Dao có thể nhìn ra được sục hòa trong mắt hắn, một lòng chỉ nghĩ đến việc chất vấn hắn, vì sao cô còn chưa đồng ý đã đem cô đến cái nơi quỷ quái này, rất giống một con heo đợi người ta tắm rửa cạo lông chờ ăn thịt. Nói đi, nếu như không có một lý do khiến tôi vừa ý, đừng tưởng tôi không dám đuổi anh. Cầm lấy ngón trỏ đang chỉ chỉ chất vấn của cô, hắc cái kiệt nhịn không được ôm cô vào lòng, môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Cô mạnh miệng, anh đã nói là sẽ không hôn tôi, anh phá hư ước định rồi. Đây không phải là hôn, chỉ là thân, hắn ôn nhu nói. Nhưng... An tâm một chút, chớ vội nóng này, tất cả mọi người đều đang nhìn em đấy. Cô đưa mắt nhìn tứ phương, quả nhiên phát hiện ra rất nhiều người đang nhìn về phía này, trong khoảng thời gian ngắn cô có chút lùi bước. Bạn họ tại sao cứ nhìn tôi? Bởi vì em hấp dẫn bọn họ. Tôi? Em nhìn kỹ xem. Hắc cai kiệt đem thân thể cô chuyển hướng nhìn về tấm gương lớn. Hai tay vòng ôm cô, nói nhỏ bên tay bằng giọng khan khan. Ngoại hình đẹp cũng là một loại nhân tố không thể thiếu. Ngoại hình xinh đẹp của em có thể khơi màu lửa nóng dục vọng nam tính cô chu miệng thẩm oán như vậy thật là phiền phức chuyện phiền phức còn nhiều chẳng lẽ em lùi bước hương vị khiêu khích cùng đắc ý rất nặng không có tốt lắm cô nhất định không chịu thua trong việc nghiên cứu hôm nay cô mang hương vị của nữ nhân nhưng mà đó chỉ là hình thức hắn sẽ làm cô ngay cả nội tâm cũng đều có hương vị nữ nhân hắn sớm đã có kế hoạch đưa cô đến một nhà hàng cao cấp sớm đã hẹn trước một bàn chỉ có có ghế cho hai người. Không phải muốn đi mua thức ăn sao? Cô ngồi có chút lo lắng. Loại nam nữ ở chung này đến bây giờ cô cũng không có hứng thú. Nói thực ra, so với việc ngồi ở đây, cô vẫn tình nguyện quay về phòng thí nghiệm. Không vội chúng ta cùng đi ăn cũng không sao. Tâm tư của cô đều viết ở trên mặt. Hắc cái kiệt yên lặng thu vào đáy mắt. Mã lị vốn kỳ quái đối với loại lãng mạn sang trọng này không có hứng thú. Hắn hiểu rõ tư tưởng của cô gái này đang suy nghĩ đến cái gì. Quan trọng nhất là cô với tình cảm chưa hề thông suốt. Em làm nhà khoa học từ khi nào? Thòng thảo hòa hoãn bất tâm trạng khẩn trương của cô lại, quyết định chặn tâm sự làm đề tài quen thuộc trước khi vào đề. Cô suy nghĩ lại, chỉ nhớ của tôi không có lưu trữ mấy thứ này. Cô dùng từ lưu trữ, có thể thấy việc nghiên cứu thí nghiệm cùng nhiệt không phải do công tác đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô ngoại trừ nghiên cứu ngoài ra không có hứng thú gì khác à có thể nói như vậy nhưng gần đây nhất có thêm một hứng thú là cái gì ăn đồ ăn anh làm không cần ra ngoài liền có thức ăn ngon dâng tới tận miệng chính là hưởng thụ lớn nhất nụ cười này của cô nhìn thật chân thuần bắt đầu xoa nắn bàn tay cô phát hiện ra rằng tay của cô thực tinh tế không giống tay của nữ tử phương tây ngược lại kế tục được sự khéo léo của phương đông không thể nghĩ rằng đôi tay này lại có thể chế biến ra những dụng cụ tinh vi đến thế tay của tôi thì có gì đẹp không chỉ đẹp ăn cũng ngon lắm đôi môi nhẹ nhàng di rời đến cánh môi quyện cắn hai mắt nóng rực chăm chú nhìn cô anh thật sự là quái nhân em mới quái đấy bình thường nữ nhân đều yêu thích nam nhân làm như vậy phải không có cảm giác gì giống như bị cầu liếm đấy Câu nói thẳng không kinh kỵ gì của cô chính là vũ khí lợi hại nhất chọc giận người khác. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, vẫn là chọc đến lão hổ. Công phu tán tỉnh của hắn lần đầu tiên có nữ nhân gọi đến cầu liếm. Cô thực sự là... Ánh mắt sắc bén của hắn khiến mã lị biết mình đã nói sai, vội vàng sửa lời nói. Thực ra rất thoải mái. Hắn thấy để hình dung nữ nhân này tốt nhất nên dùng từ đàn gảy tai trâu. Tại đây không khí có chút hơi xấu hổ mã lị ăn có chút kiên kỵ rất sợ ăn không đúng lại chọc hắn không vui từ trước đến nay luôn có thói quen làm theo ý mình chưa hề cảm nhận được có lúc bị người khác trông coi lúc này lại bị quản chế bởi chính đầu bếp mình thuê dùng cũng không hiểu được vì sao lại chịu để hắn kiềm chế như thế tóm lại cô bị hắn khống chế đem suy nghĩ của cô thấu hiểu nơi đáy mắt trong lòng hắn hiểu được đạo lý từ trước đến nay Cô sẽ không buông tha mỹ thực trước mắt Xem cô ăn thật cẩn thận Hắn thoáng mềm lòng Tuy rằng cô không hiểu tư tưởng người khác Nhưng không muốn cô lộ ra loại biểu tình thống khổ này Đem đồ ăn của mình đặt trước mặt cô Gương mặt tuấn giật hé ra nụ cười Ăn nhiều một chút Ăn đến lúc em no mới thôi Có một câu cổ vũ như vậy Mã lị chuyển buồn làm vui Lập tức cắn miếng thật lớn ăn Hắn lặng lặng thưởng thức vẫn là thích xem bộ dáng vui vẻ của cô, xem gương mặt hạnh phúc như có toàn bộ thế giới của cô. Nói thực ra, gương mặt đáng yêu tuân lệnh của cô khiến người ta nhịn không được đau lòng, dễ dàng cảm hóa tâm tư trước nay băng khóc vô tình của hắn. Rất kỳ quái, cùng cô ở một chỗ khiến hắn tạm quên đi thân phận thủ lĩnh diêm thủ đảng của mình, thoải mái mà tự tại, không cần bộ mặt giả tạo. Mã lị miệng vội vàng, ánh mắt cũng không còn nhàn rỗi, ăn những món ăn trước mắt hắn đưa. Anh cũng ăn đi. Cô hảo tâm thúc giục, đáng tiếc, loại mặt giả dối này không thể lừa được tâm hắn. Ngoài mặt thì nhắc nhở hắn, kỳ thực là đang dò xét. Nếu hắn không ăn nổi, cô nguyện ý vì hắn giải quyết hết. Không khỏi lắc đầu cười, người giống như thế này trên địa cầu rộng lớn chỉ còn lại một người. Mặt của em dính hạt cơm kìa. Phải à? Cô lấy tay lau lại, lại dính hạt cơm mới. Hạ cái kiệt lắc đầu, một cái ý niệm bỗng dưng thâm nhập vào đầu, đứng lên ngồi bên cạnh nâng mặt cô lên, không nói trước liếm đi hạt cơm trên môi cô. Mã Lị ngừng lại nhìn hắn, tuy rằng chưa thích ứng nhưng không cần chán ghét, tiếp tục ăn thức ăn. Mỗi lần hạt cơm dính vào môi, hắc cách kiệt liền vì cô lấy môi rửa sạch sẽ, từ mặt tới tay cũng không buông tha. Đậm tác như vậy lặp lại hơn 10 lần, cô buồn bực hỏi, nam nhân đều như vậy đối với nữ nhân sao? Xem ra, Mỗi cảm nhận của từng nữ nhân sẽ không giống nhau Vì sao lại không giống nhau Em hỏi nhiều thế Nói xong liền nghiêng nhẹ về phía sườn cô vuốt ve Rất nhẹ Bị hắn làm cho nổi lên khoái cảm Cô bắt đầu có chút choáng váng Ừ Tôi không biết Nhưng so với Lưu Học Văn Anh không làm người ta bài xích Cánh tay cô bỗng dưng căng thẳng Về mặt mê hoặc của cô Chống lại con người hắc ám kia Không rõ màu quang vị sao trộn lẫn chút tức giận anh không cho em nghĩ tới nam nhân khác. Đây là một loại tuyên cáo, cô còn chưa hiểu được, hắn liền dạy cô hôn hai bên má. Đôi môi hôn kia như làm chữ ý đồ gì đó, dọc theo má dao động, dọc đến vành tay, nhẹ nhàng đùa cắn. Đã bị hắn mê hoặc, mã lị lặng lặng cảm thụ, hắn chậm rãi tới cổ trả sát. Vì bất an muốn thoát khỏi cảm giác mê hoặc này, không khỏi đẩy hắn ra để giữ lại thành tỉnh. Đợi lại, hắn càng mạnh mẽ, ôm hơn một chút chuyện không thích hợp xảy ra một cỗ kỳ quái nóng chảy qua tầng da thịt rõ ràng không lạnh mà làm cho cô run rẩy cô bắt đầu sợ hãi rách nỗ lực để cho thanh âm của chính mình không biến điệu làm sao thế hắn dùng thanh âm mê hoặc giết người không đền mạng nói nhỏ tôi muốn đi toilet Đậm tác của hắn dừng lại vẻ mặt màu gỉ sắt trứng mắt nữ nhân này muốn phá hư không khí đang tốt đẹp sao nhanh đi ảo não vẫy vẫy tay, thật sự là vô lực. Chạy nhanh tới toilet, Mã Lị nhanh chóng thở ra, tay kéo áo nhỏ ra xem, là lạ. lạ. Thoải mái đến ngay cả da gà đều nổi lên, may mắn không bị hắn phát hiện. Không biết sao, không hiểu sao lại ngượng ngùng khi để hắn biết được phản ứng này, loại cảm giác này chưa bao giờ có. Tâm tư hỗn loạn vừa bất an vừa khẩn trương lại hỗn loạn, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, đành bỏ chạy mất dạng không khỏi hồ nhỏ khi nhìn mình trong gương, cổ bên phải bị hắn cắn hiện lên những vết hồng hồng, cô thử dùng khăn tay ẩm trà một chút xem có hết không. Bỗng dưng, trong gương thoáng kinh dị khi phát hiện ra xuất hiện một vị nam tử xa lạ, nhìn thấy đối phương cầm dây thừng trong tay, xem gia định hành động, lập tức hiểu được sắp bị đánh lén. Nhưng không chỉ có một người, không biết khi nào sau lưng lại có một tên dùng dao kể cổ cô, thấp giọng uy hiếp. Vật gì đó của diêm thủ đảng, mau giao ra đây. Sao lại là diêm thủ đảng? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Không nói, không sao, đem cô về rồi từ từ tra khảo. Thình linh dùng một miếng vải bịt miệng cô. Sau lần trước bị hôn mê, cô sớm đã giấu vũ khí trên người. Đối phương lập tức đã bị điện giật sự lơ trên mặt đất. Từ lần trước bị tập kích, cô sớm có chuẩn bị lập tức hưởng một người khác bắn ra, tua cây tê tuy đối phương gọn gàng né tránh nhưng cũng mình có cơ hội đạo thoát sợ dĩ cô không nghiên cứu vũ khí là vì không muốn đả thương người chủ yếu là muốn gây trở ngại cho địch nhân đuổi bắt tạo ra cơ hội chạy trốn chết không rõ vì sao mình bị tập kích lần nữa nhưng dù sao cũng trốn trước tính sau sự tình không đơn giản như cô tưởng những kẻ không rõ lai lịch này không chỉ có hai người tổng cộng có tám gã đánh bất ngờ điện giật kim gây tê xương khói phản quang có thể phải sử dụng toàn bộ vũ khí. Chết tiệt, con nhóc này không đơn giản. Một nam tử trong đó gầm nhẹ, lập tức xuất ra tâm tư bình tĩnh lại, chỉ cần bắt được cô, cho dù bị đánh gãy một chân cũng không tiếc. Nhưng hắn không có cơ hội nổ súng, bởi vì không biết từ khi nào huyệt thái dương của mình bị kẻ khác đánh bất ngờ, nam tử kinh dị nhìn về phía người tới. Vanh một tiếng, không một tiếng động phản kháng liền ngã gục xuống đất. Không cần lâu, Hắc cai kiệt liền giải quyết hết tám nam nhân này mắt lạnh nhìn những gương mặt xa lạ sự lơ trên mặt đất trong đó có một kẻ sưu tầm gia ảnh của mã Lệ đồng phát hiện ra ngay toàn bộ những người này đều thuộc bang phái hồng đằng của hồng kông dưới cục đã tìm tới hai chàng mắt hiếp lại lộ ra sát khí xem ra sự tình đã trở nên càng thêm phức tạp không thể sớm giải quyết nhưng hiện nay có một sự kiện khác làm cho hắn vô cùng căm tức nữ nhân kia nhất quyết không hướng hắn cầu cứu mà lại chạy trốn thoát thân không thể tha thứ thật sự làm nhục tự tôn nam nhân của hắn nữ nhân này cần phải mang trở về sau đó lại dạy dỗ cho thật tốt nếu không một ngày nào đó hắn sẽ bị cô làm cho tức chết đừng bảo là hắn sẽ không hạ độc trong cơm đi mã lị vụng trộm nhìn gương mặt giận dữ quỷ dị của hắn không rõ mình chọc tới hắn điểm nào thừa dịp hắn đến phòng bếp vụng trộm cầm lấy kênh kim bạc thí nghiệm kiểm tra bát cơm. Thình lình sau lưng chuyển đến một câu. Nếu anh muốn giết em, em đã sớm chết, sẽ không còn ngồi ở đây ăn cơm. Cô bị dọa, liền nhảy dựng. Chẳng lẽ hắn có khinh công, mỗi lần xuất hiện đều quỷ mị vô thanh vô thức. Anh đang tức cái gì? Cô nhỏ giọng, hỏi. Em không biết à? Giọng nói khiến cô phải hết sức cẩn thận, nếu không núi lửa tùy thời cơ sẽ bùng nổ. Cô thật sự không biết Về mặt vô tội đem mọi biểu tình viết hết trên mặt Vì sao bị tập kích không cầu cứu anh Mà lại chạy trốn Nếu hắn không đúng lúc tìm được cô Không biết nữ nhân này sẽ chạy đi đâu Nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn nữa Tôi không muốn làm liên lụy đến anh thôi Cô là hảo tâm nhé Người này bị sao vậy Cũng có nhưng chu kỳ vui buồn Y hệt những nữ nhân Tự dưng lại tức giận Hóa ra là do chuyện tập kích vừa rồi Làm cho tức giận Anh đã nói với em Em là người phụ nữ của anh Tôi không phủ nhận Anh cũng nói qua Là anh sẽ dùng sinh mạng bảo vệ em Cảm ơn Cô thực đứng đắn cảm tạ Nhưng đổi lấy là dụy quang nghiêm khắc Anh nghĩ em không muốn làm cho rõ ràng Là người phụ nữ của anh lại không hướng anh cầu cứu Đối với nam nhân Italy Chính là sự nhục nhã lớn nhất Thì ra là thế điểm này đã làm cho hắn tức giận nửa ngày không quá nghiêm trọng như vậy anh suy nghĩ nhiều quá cô cười cười pha trò lại bị ánh mắt của hắn làm cho cấm khẩu anh không phải hay nói đùa thật sự chưa thấy qua vẻ mặt này của hắn thực không khỏi chấn động vừa chấn an hắn lại vừa tự thoát khỏi vòng vây của hắn cô giải thích lúc ấy tình huống nguy cấp tôi không nghĩ nhiều như vậy chỉ biết là chạy trốn chết căn bản là không rõ phương hướng đương nhiên là không nghĩ đến việc cầu cứu rồi lời còn chưa nói ra đã bị tiếng của nhược băng đánh gãy mã lị mình thu được tín hiệu cầu cứu của bạn chuyện gì xảy ra xem đi người quả nhiên không thể nói dối thật sự là tự nhận ác quả biểu tình quán không khỏi thịnh nộ cô đúng là hết nói mà như thể tìm được phao cứu sinh nhanh như chớp và tới bên cạnh nhược băng kéo cô thoát khỏi tình thế nguy cấp trước nói sao cái gì bạn bị tập kích Nhược băng khẩn trương hỏi Ừ, đối phương ước chừng có 8 người Biết lai lịch của bọn họ không? Đến từ vùng bên ngoài hình như là Hồng Kông Bọn họ nói cái gì đó Chẳng lẽ là vì khoa học kỹ thuật của bạn Nếu không bọn họ sẽ không thể tìm ra bạn Về mặt mã lị thoáng chốc ngừng lại Nhược băng là người duy nhất qua lại Nơi đây với mã lị Sợ dĩ cô cùng mã lị quen biết 5 năm trước khi đang điều tra manh mối của tổ chức tội phạm buôn bán trái phép lần mò vào Đông U. ngoại ý muốn đã phát hiện ra chuyến buôn bán lớn nhất từ trước tới nay, vật phẩm bọn họ giao dịch lại là người vô cùng đặc biệt, giá cao hơn gấp ngàn lần. Lúc ấy nghĩ rằng nhất định không phải nhân vật tầm thường, có lẽ là nguyên thủ quốc gia hoặc nhân vật chính khách quan trọng, không thể tưởng được là cô gái trẻ tuổi, đó là lần đầu nhìn thấy tình huống nguy hiểm của kiểu mã lị. Sau khi cô cứu Mã Lị ra, mới hiểu được thì ra Mã Lị nhà khoa học thiên tài mà tướng quân lôi bá nạp mơ ước. Cô mang theo Mã Lị chạy trốn tới nước Mỹ, vì trốn tránh lựa chọn đi vào Đài Loan. Đến tận hôm nay, chính phủ Đông U vẫn nghĩ cô ở châu Mỹ, không biết cô sớm đã thay đổi thân phận. Kiều Mã Lị là cái tên lấy sau khi vào Đài Loan, từ nay về sau ẩn cư tại nơi núi rừng hẻo lánh. Yên tâm, bạn họ không phải là do lôi bán nạp tướng quân phái tới. Làm sao mà bạn biết? đây cũng là nguyên nhân mình và bạn đều không hiểu bọn họ tập kích mình tự hồ do tìm thứ gì đó ở đây không biết cô nhủn vai không cảm thấy sự tình nghiêm trọng như vậy mã lị nhược băng quả thực muốn bóp giết nữ nhân chỉ độn hết thuốc chữa này được rồi đường dương nanh múa vuốt như vậy mình cũng đang tự hỏi đây không rõ vì sao bọn họ lại tìm mình để lấy lại cái gì đó của diêm thủ đẳng nỗi tái khiếp đảm nhược băng nóng giận thực sự Chuyện này thực sự rất kỳ quái Mã Lị sẽ không nói dối cô Nhược băng bình tĩnh tự hỏi Nghĩ như thế nào cũng không ra Mã Lị không có lý do gì để có quan hệ với Diêm Thủ Đảng Căn cứ vào tình báo thì kẻ trộm đi của Diêm Thủ Đảng là cô gái 17 tuổi Sao lại chỉ nhằm vào Mã Lị Đột nhiên cô nhìn ra manh mối trên mặt Mã Lị Một loại ý tưởng chấn động trong đầu cô Gương mặt này là gì? Bạn làm sao mà nhìn giống quái vật vậy? Ông trời! mình sao lại không nghĩ tới bạn mã lị buồn bực kiểm tra chính mình không rõ chính mình đã xảy ra vấn đề gì mà khiến nhược băng há hốc miệng không thể ngậm lại cô phải xác nhận lại bởi vì thời gian mã lị đi châu âu cũng là thời gian diêm thủ đảng tuyên bố đó là tuyên bố bắt người ba tháng trước bạn đến u châu làm cái gì nhược băng kích động cầm lấy tay cô hỏi xem triển lãm bạn có biết mà thật không có chuyện gì khác không tầm thường phát sinh không Ngoại trừ tất cả đều nhàm chán Đâu còn cái gì mới mẻ đâu Bạn nhất định có che giấu cái gì Mau nói thật đi Đôi mắt lợi hại trừng to không cho phép cô nói dối Mình không có gì để giấu giếm Mỗi ngày xem một chút triển lãm Hoàn toàn không có chuyện gì mới mẻ phát sinh Ngoại trừ Cô đột nhiên dừng lại Mã lị Một đôi mắt lợi hại nhận thấy được khác thường của cô Mã lị nhất định là đang nghĩ tới điều gì Không thể nào Chẳng lẽ bạn nghĩ tới điều gì? Cái kia, mình từng thu thập một thu thập một ít vật liệu thí nghiệm ở chỗ đó, nhưng không phải là chuyện gì quang minh chính đại. Nhược bằng quan sát thần sắc của cô, can đảm nói ra suy luận. Bạn ăn trộm. Cô trở dạ gật đầu. Bạn trộm cái gì, ở nơi nào? Không phải cái gì, cùng lắm thì gì đó. Mã lị. Yên tâm, mặc kệ mình trộm cái gì, cũng không phải là danh sách diêm thủ đẳng. Ngọc Bích hoặc là trướng sách lại càng không cùng diêm thủ đảng có liên quan. Huống chi vật kia là tiện tay nên mới. Tiện tay nên. Càng nói cô càng thấy tối nghĩa. Nếu như thứ gì đó phổ biến, có gì phải giấu giếm. Mã Lị có chút trột dạ. Dù sao, chỉ biết là không có gì là được rồi. Nếu không có gì, bạn giải thích chuyện tập kích như thế nào? Có lẽ bạn họ nhầm mình với người nào đó chứ. Bạn không phải đã nói người trộm của diêm thủ đảng là cô gái 17 tuổi sao? Đúng vậy, mình cùng Triệu Phàm tra xét lâu như vậy vẫn không thể tìm được tư liệu. Mình hiện tại đã hiểu được nguyên nhân là vì sao, cũng đã biết tên cô gái kia là ai. Là ai? Đó là bạn. Mã Lị khựng lại kháng nghị nói, đừng nói đùa. Mình không hay nói đùa. Cô bước về phía Mã Lị, cô tuyên bố đem đáp án chuyển hướng. Không thấy có, cô gái 17 tuổi có gương mặt phương Tây, khuôn mặt của bạn so với tuổi thật trẻ hơn gần 10 tuổi. Hơn nữa trong mắt người khác rất dễ bị nhầm là người phương Tây, tất cả mọi người đều nghĩ sai rồi. Không thể nào, suy luận này rất thái quá. Bạn gặp phải không chỉ một lần chịu tập kích, đó chính là minh chứng tốt nhất. Bạn may mắn là vì bọn họ nghĩ có thể sai đối tượng, cho nên 3 tháng này bạn mới có thể bình an vô sự. Nếu không lấy của thế lực diêm thủ đảng, bạn không có khả năng mà sống lâu như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, Diêm thủ đảng nhất định cũng phát hiện ra mình tìm lầm phương hướng. Bạn chịu tập kích, chứng tỏ là việc bọn họ đã điều tra ra ngươi. Mình lo lắng kế tiếp, sẽ càng có nhiều nguy hiểm với bạn. Suy luận của nhược băng khiến cô á khẩu không trả lời được. Cô không hề nghĩ tới chuyện chọc tới diêm thủ đảng. Bạn rút cuộc thì trộm đi cái gì vậy, khiến cho toàn bộ thế giới đều đuổi bắt bạn. Không phải cái gì, cùng lắm thì là cái gì đó, bất kể nhược băng ép hỏi như thế nào cô từ đầu đến cuối vẫn không chịu nói ra điểm ấy nằm ngoài ý muốn của nhược băng cũng phát giác thái độ của mã lị không tầm thường dựa trên cả tính cố chấp của mã lị sở muốn hỏi cho rõ nguyên nhân cũng không phải là chuyện dễ để dự phòng mọi chuyện cô chạy nhanh để cùng với hắc Ưng thương lượng về nguyên nhân tạm gác lại và về sau tìm tòi nghiên cứu cũng không muộn trong khoảng thời gian này bạn nên tạm thời chia cửa ra ít nhất là để nơi này an toàn Chờ mình cùng an thác gặp thiệu phàm thương lượng Rồi sau mới quyết định Việc này không nên chậm trễ Nhược bằng tức khắc rời phòng nghiên cứu Mã lị bên trong còn đang kiếp sợ Trong miệng lúng ta lúng túng Không phải chứ Đừng nói người kia lại là thủ lĩnh Diềm thủ đảng đi Em đang ở đó lầm bầm lờ bầu cái gì vậy Rách đột nhiên xuất hiện Dọa cô giật nhảy mình thì ra là anh à Cô nhẹ nhàng thở ra Bằng hữu của em đâu Hắn đem cà phê cùng bánh ngọt vừa nướng đặt lên bàn. Vừa mới đi, cô ngồi xuống cầm lấy tách cà phê, miệng cắn tiếp một miếng bánh ngọt. Ăn thật ngon, anh mua sao? Lắc lắc đầu, mã lị trừng lớn anh. Thế anh làm à? Hắn gật đầu. Anh thật sự rất lợi hại nhé. Nhìn hắn bằng ánh mắt khâm phục, nhưng lập tức lại nghĩ tới cảnh cáo của Nhược Băng. Nếu diêm thủ đảng thật sự tìm đến, chẳng phải sẽ làm rách phiền hà sao? Đột nhiên phát ra, rách đã chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cô. Cô hy vọng rách không gặp phải nguy hiểm sẽ phát sinh. Xem kỹ gương mặt cô, vốn định tiếp tục trách cứ cô chuyện lúc trưa, nhưng hiện tại lại quan tâm muốn biết vì sao mà cô phải lo lắng. Em có tâm sự à? Anh nhìn ra được. Đương nhiên. Nam nhân sẽ chú ý nhất cử nhất động nữ nhân của ta. Anh cũng không phải là ngoại lệ, làm sao vậy? Ở cùng tôi Anh sẽ gặp phải nguy hiểm đấy Vì sao Tôi có khả năng đã gặp phải hắc đạo Nghĩa là như thế nào Nhược băng lần trước và lần này bị tập kích Có lẽ là do Diêm thủ đảng của Italy phải đến đấy Đang bình thường làm sao có thể gặp Diêm thủ đảng được Chuyện này Nói ra thì dài dòng lắm Vì an toàn của anh Anh tốt nhất nên mau rời đi đi Miệng mặc dù nói như vậy Nhưng trong lòng có chút không muốn Hắn nhíu mày. Em lo lắng cho anh. Ừ, cô gật đầu. Hắc cách kiệt cẩn thận quan sát thần sắc của cô cùng giọng điệu am hiểu nói. Em là lo lắng cho an nguy của anh hay là sợ về sau không có mỹ thực để ăn? Thực sự mà nói thì là cả hai. Cô đáp thật sự chột dạ. Ôi, sớm nhìn thấu con người cô thật sự là làm người ta vừa yêu vừa hận. Quên đi. Xem suy nghĩ thực của cô, hắn cũng lười so đo, dù sao món nợ này cũng không sớm thì muộn cùng cô tính sổ, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Nhưng, tình cảnh của Kiều Mã Lị lúc này càng ngày càng nguy hiểm, hắn nếu tiếp tục ở trong này, địch trong tối ta ngoài sáng chỉ sợ không thể chân chính bảo hộ cô. Được rồi, anh sẽ rời đi. Thực sự, không thể tưởng được hắn lại đáp ứng nhanh như vậy, cô ngược lại cảm thấy có chút mất mát. Anh tạm thời quay về Italy, sau một thời gian sẽ trở về, nhưng trong lúc này, em phải bày ra thật nhiều cơ quan phòng vệ thật tốt, đừng để cho người ta có thời cơ. Tôi biết rồi. Đêm đó, khi cô ngủ say thì Hắc Cái Kiệt đứng ở một bên, lặng lặng chăm chú nhìn cô cả đêm. Vì bảo hộ cô, hắn phải rời đi một thời gian, có trầm nhược băng cùng Hắc Ưng bảo hộ cô, tạm thời không có gì lo lắng, mà hắn phải âm thầm giải quyết những băng phái có mưu đồ bất lương đối với mã lị nhược bang quan sát mã lị thật kỹ một thời gian càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp nữ nhân này cũng thở dài vậy là đương nhiên đã hiểu làm sao lại nhìn mình chăm chằm như vậy bạn không giống như lúc trước vì sao mà không giống lúc trước cô không biết là chính mình có cái gì không giống trở nên ưu tư nhược băng hạ ngay cái kết luận ưu tư chính là việc đa sầu đa cảm hiếm thấy. Quả thực, không biết sao, thiếu sách, cô lại có cảm giác cạn sạch sức lực. Thời gian rách đi tính đến thời điểm này mới có 10 ngày. Không phải bạn yêu hắn rồi chứ? Hiển nhiên. Và đột nhiên nhược băng trừng lớn mắt. Yêu ai cô? Ngoại trừ rách thì còn ai vào đây? Phải rồi. Mình nổi lên phản ứng hóa học nên đã yêu hắn rồi. Cô Khoa Trương nói xong, ai ngờ lại dứt đến sự thèm thường của nhược băng. Vốn tưởng rằng mã lị đã thông suốt, ai ngờ bản tính vẫn không hề thay đổi lại khiến cho cô cao hứng bậc bạch một hồi. Mình thấy muốn tìm cho bạn một chàng trai vừa ý, ngoại trừ đến ngoài hành tinh khác tìm. Nếu tìm được, mình nhất định thử xem, cũng có nhiều giá trị nghiên cứu. Ôi, cô biết, trong đầu kiểu mã lị chỉ có nghiên cứu và thí nghiệm không thể nói chuyện với người này, nói chuyện chính đi, bạn rốt cuộc là trộm đi thứ gì của Diêm thủ đảng. Chuyện này miễn bàn đi. Vì sao lại không đề cập tới được? Việc này liên quan đến tính mạng của bạn đó. Nhược băng nhìn về phía chồng mình hắc ưng. Anh xem có biện pháp nào có thể dùng để biết rốt cuộc cô ta trộm cái gì? Em muốn anh tra khảo nào? Hắn nhíu mày. Để có thể tìm ra chân thướng, không cho cô ấy chịu khổ một chút cũng không được. Bừng tỉnh khi trong miệng có ý định dọa cô, Hắc ứng chậm rãi đi về hướng mã lị Chào cổ hay điện giật Cô có thể chọn một cái Anh cha là tôi không chịu được tra khảo à Toàn bộ khổ hình ở Đông U đều không làm gì được tôi Mã lị bình tĩnh nói Đương nhiên Cô là nhà khoa học hàng đầu Đương nhiên có phương pháp bảo vệ bản thân trước tra khảo Biết là không có tác dụng Thì làm chi cho uổng phí lực Trước mặt vợ tôi làm ơn để cho tôi chút mặt mũi đi Cô có biết Cô không thể cự tuyệt ánh mắt xinh đẹp của cô ấy không Nhược băng chìm đắm trong đầm tử đầy thâm tình của hắn. Không đúng nhá, chính sự đã làm xong đâu. Tôi đi, không quấy rầy các người nói chuyện yêu đương. Nói xong, liền đi thẳng trở về phòng. Nhược băng thở dài, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắc ưng. Vì sao không ép hỏi cô? Nghiêm túc bức cung năm đó của chính đảng Đông U còn không thể ép cô ấy đi vào khuôn khổ. Em tưởng chúng ta làm được sao? Đừng quên cô ấy là nhà thiên tài khoa học kiều. Nhược băng kinh ngạc nói Anh biết tên thật của Mã Lị Trước khi gặp em Chính phủ Đông U đã ra giá cho anh giết chết cô ấy Đến hôm nay mới biết được chuyện này Nhược băng giật mình Không thể ngờ còn phát sinh ra tình huống này Nói đến giết người đương nhiên nói tới sát thủ hắc ưng vang danh nước ngoài Sau đó thì sao? Anh không đáp ứng Vì sao? Không vì sao Muốn giết ai Tùy vào cao hứng của anh Nhược băng giải mặt lạnh lùng liếc hắn. Làm sao thế? Gương mặt sao lại khó coi như vậy? Không giết cô ấy, lại đáp ứng giết em. Khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Cô vừa ý thức được ý định của hắn liền bị hắn kéo mạnh vào trong lòng ôm hôn. Anh chỉ thấy không biết trầm nhược băng là người như thế nào, lại có thể khiến cho giới hắc đạo tán loạn như vậy nên mới có hứng thú, còn muốn giết hay không thì gặp rồi mới quyết định. Sau đó thì sao? Cô có chút giận dỗi, con mắt lãnh ngạo lóe lên khiêu khích kết quả như thế nào em có biết mà quá mức anh dựa vào cái gì mà quyết định cẩn thận em đem anh tống vào nhà giam này anh làm gì đáng giận thủ pháp của người này càng ngày càng siêu thiên đường địa ngục anh đều đã mang em theo đời này em không thể trốn thoát hiện tại chúng ta lên phòng trước đã mã lị nhìn đôi nam nữ ân ái kia trong lòng đều loạn lên không biết đã gặp qua bao nhiêu tiết mục vợ chồng này nhu tình mật ý rồi. Cô luôn thở ơ, nhưng lúc này lại nổi lên tấm lòng ngưỡng mộ, bóng dáng rách tự dưng nổi lên trong lòng. vợ vỗ ngực, cô đã yêu rách, thật sao? Cô không khỏi lắc đầu bật cười. Yêu là cái gì? Cô không rõ. Nếu yêu là một người mất ăn mất ngủ, thả không nhớ, còn hơn, vậy thì cô phải yêu nghiên cứu khoa học kỹ thuật mới đúng. Cô không phủ nhận là mình nhớ rách, nhưng đại bộ phận của nội dung nhớ nhung là nhớ đến một bàn đầy mỹ vị ngon miệng, thậm chí mỗi ngày đều mơ thấy. Cô khẳng định mình là do mỹ vị hấp dẫn mới nhớ đến hắn. Nói là nhớ nhung, phải chăng gọi là tiếc nuối thì phù hợp hơn. Từng đoạn suy nghĩ hàng đêm khiến cô bị bóng đè, ngẫu nhiên bữa bãi dâm nhập giấc ngủ ban đêm làm cô mê man. Nhà cầm quyền của thế giới có dã tâm lớn bắt cô nghiên cứu chế tạo vũ khí nguy hiểm, cô sớm học được cách đóng băng tâm tư của mình không nghĩ ngợi thêm cũng không có dục vọng hay yêu cầu xa vời gì tham vọng và thù hận sẽ làm suy yếu khả năng chịu đựng của bản thân vì cô đủ lý trí mới có thể vượt qua những ngày tàn khốc kia cũng có thể ở nơi hẻo lánh này mà ẩn cư cuộc sống rách xâm nhập vào cuộc sống của cô cô không ghét hẳn nhưng là không có nghĩa là cô đã yêu người này tin tưởng nghĩ qua một lát cô quyết định sẽ quên nam nhân cường thế bá đạo này. Hắc Cai Kiệt xem kỹ tư liệu trong tay, băng Thái Sơn cung cấp tiền vẫn không làm gương mặt hắn thay đổi, nhưng khi nhìn tập tư liệu trên tay thì cũng khó mà giấu nội tâm kinh ngạc. Diêm thủ đảng có mạng lưới tình báo trải rộng khắp thế giới. Về thân phận mã lị, Cường Sâm có tin tức mới, lúc này mới đem tư liệu tinh vi nhất trình báo trước mặt thủ lĩnh. Cô ta không phải là nhà khoa học bình thường. Cường Sâm nhắc nhở. Thân phận Kiều Mã Lị là hư cấu. Cô vốn tên là Ni Kiều, là một nhà khoa học thiên tài. Cô từng viết ra một thứ vũ khí có thể hủy diệt trình tự thế giới. Nếu đem dự án này chế tạo thành vũ khí, ai có thứ vũ khí này tương đương với việc nắm được toàn bộ thế giới. Nếu thứ vũ khí này rơi vào tay, kẻ có dã tâm, hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi. Hắc Cách Kiệt ngạc nhiên lâm vào những suy nghĩ sâu xa kinh ngạc với những gì mà cô đã trải qua, vốn tên là Ni Kiều. Cô là nhà khoa học mà chính phủ Đông U truy nã, nhưng việc làm hắn để ý nhất là cuộc sống 5 năm trước của cô, cũng không khác gì dân chạy nạn, bị kẻ có dã tâm lớn như lôi bán nạp tướng quân bắt rồi chịu đựng đủ loại khổ hình. Cô làm sao sống nổi khi bị những khổ hình kia hành hạ từng ngày? Cô gái này có năng lực để hủy diệt tổ chức. Cường Sâm lại nhắc nhở. Nhà khoa học mà các quốc gia lớn kinh kỵ lại trộm thứ gì đó của Diềm thủ đảng ắt phải có mục đích. Địch nhân đáng sợ như vậy phải nhanh chóng tiêu diệt, nhưng thái độ quá mức bình thản của thủ lĩnh khiến mọi người phải buồn bực. Cô ấy không phải địch nhân. Hắc cách kiệt, rút cuộc mở miệng. Nhưng mà, ta biết điều gì là quan trọng, cô ấy không uy hiếp được tổ chức. Ý muốn của thủ lĩnh nhanh chóng thay đổi ngoài ý muốn của cường xâm. Thủ lĩnh vừa đi một chuyến đến châu Á, không biết chuyện gì đã làm hắn thay đổi tâm ý. Trừ khi ngài hạ lệnh, từ bắt giữ đến bảo vệ cô bé kia, trong tổ chức có rất nhiều suy đoán. Ta thay đổi chú ý, nữ nhân này có giá trị lợi dụng đối với tổ chức, bảo mọi người tiếp tục giám sát châu Mỹ và châu Á, đừng gây trở ngại gì cho cô bé kia. Người xem trọng cô bé kia, cường xâm lớn mất đoán. Không sai, cô bé kia rất dễ thương. Muốn cô làm tình nhân thứ 11... Hắc Cách Kiệt trầm mặc một lát, không trả lời Cường xâm ngay mà nói: "Nói cho cấp dưới, cô bé kia là người của ta, ai dám động đến cô ấy, giết không tha." Lần đầu tiên thấy thủ lĩnh kiên trì như thế chỉ vì nữ nhân. Tuy rằng là lấy giá trị lợi dụng, nhưng hắn nhìn ra được Thủ lĩnh hình như đang chú ý đến cô gái kia Nữ nhân là họa thủy Từ trước đến nay đối với nữ nhân Chỉ có lý tính lãnh huyết không có tình cảm Một khi động lòng với nữ nhân Đều không phải phúc của tổ chức Cường Sâm liên tục không ngừng nhắc nhở. Nếu đem cô gái này đi làm tình nhân thứ 11, tôi lo lắng Hải Đảng sẽ có dị nghị. Hải trưởng lão vẫn hy vọng ngài nhanh chóng lấy Hải Mạn Na. Nhược băng đã đoán đúng. Đối tượng diêm thủ đảng lùng bắt đúng là mã lị. Số lần mã lị bị tập kích ngày càng nhiều, may mà phòng nghiên cứu có những cơ quan hoàn mỹ cùng với sự bảo hộ nghiêm ngặt tạm thời của hai vợ chồng bọn họ để phòng địch nhân tập kích bất ngờ. Nhưng điều này chứng tỏ hành tung của Mã Lị đã bị bại lộ, phòng nghiên cứu trên núi không còn là nơi an toàn. Vì bảo đảm an toàn, Nhược Băng thay kiểu Mã Lị chuẩn bị một địa điểm ẩn giấu khác, gần nơi đây để bảo vệ cô. Trên phương diện khác, Nhược Băng cùng Thiệu Phàm đã nghiên cứu từ những lần Mã Lị bị tập kích, từ đó phát hiện ra một số điểm kỳ quái, cô nói ra nghi ngờ trong lòng. Các hạc đạo tổ chức đều đi tìm Mã Lị, ngay cả cia của mỹ cục hình sự quốc tế italy đều muốn đi tìm cô chưa kể đến diêm thủ đảng trên lý thuyết chính diêm thủ đảng mới cần gấp nhưng căn cứ theo tư liệu một tháng qua diêm thủ đảng vẫn án binh bất động cũng không hẳn có lẽ là thời điểm chưa tới hoặc bọn họ đang hợp tác cùng tổ chức khác không cần tự nhận xuất mã không em vẫn cảm thấy họ đang từ từ quan sát các bằng phái khác hành động nhược băng thực khẳng định không hợp lý không hề giống với tác phong của diêm thủ đảng cho nên em mới thấy kỳ quái đấy Nhất định là có gì mờ ám trong đó Mã Lị chưa nói ra cái thứ cô ấy trộm là cái gì sao Thiệu Phạm cũng tò mò thật sự Cô lắc đầu Cô gái ấy vô cùng thận trọng Nói thế nào cô ấy cũng không chịu khai Sao không để cô ấy gặp CIA Cấp trên đang tạo áp lực với anh Anh tiết lộ hành tung của Mã Lị với bọn họ Hành tung của Mã Lị chẳng thể tự tiện lộ ra Không Nhưng CIA đã biết Mã Lị là ai Cũng biết Mã Lị là bạn của chúng ta anh biết ý em nên đã đánh lừa họ nói dối là Mã Lệ đã mất tích, nhưng không biết sẽ giấu được bao lâu, anh là bọn họ sẽ không từ thủ đoạn, CIA rất là khó đối phó. Cho nên em mới không để anh nhúng tay vào việc bảo vệ Mã Lệ, chỉ cần anh cung cấp cho em tư liệu là tốt rồi, đừng lo cho Mã Lệ, phải sáng tỏ, nếu không nhiều năm vất vả đều sẽ bị tiêu hủy. Em lo về chuyện tướng quân lôi bán nạp. Đúng vậy, nếu mà lão già kia biết Mã Lệ ở Đài Loan, hậu quả sẽ không tưởng được. Yên tâm, anh sẽ giúp em bảo vệ mã lị mà kệ cấp trên tạo áp lực thế nào, anh đều có phương pháp ứng phó. Vậy nhờ anh. Nhìn lại thời gian, gần tới giờ phải đi. Trước khi đi, nhược măng tò mò hỏi. Trốn đen đâu, sao dạng này không thấy cô ấy? Anh cũng không rõ. Em biết mà. Cô chuyên sưu tập tình báo hành tung xuất quỷ nhập thần không ai tìm thấy trừ phi cô ấy tự động liên lạc với em. Vậy, Hắc ưng cũng thế, dường như sát thủ đều có bản năng này, mà kệ việc bọn họ đã quay về con đường chính. Hành tung vẫn luôn mơ hồ, khiến người ta không rõ. Cẩn thận ngẫm lại, dường như mỗi lần đều là hắc ưng tìm thấy cô, hơn nữa cũng chẳng biết hắn tìm ra thế nào. Nhược băng bắt ngay trong tầm mắt sắc mặt lo lắng của thiệu phàm, chẳng lẽ hắn lo lắng cho tuyết diễm? Hắc có tiến triển. Tuyết Diễm nhiều ngày biến mất không thấy, ngược lại làm cho Triệu Phàm thấy cô quan trọng với hắn, có lẽ hai người này có kết quả cũng không chừng tình cảm này cũng như một cuộc chạy đua chưa đến đích thì chưa thấy kết quả thiệu phàm cùng tuyết diễm khó phân biệt được mối quan hệ trong một năm qua tuyết diễm là băng tuyết mỹ nhân hiếm thấy đối với thiệu phàm lại nhiệt tình mấy lần vì hắn vào sinh ra tử nữ tử chân thành như vậy nam nhân có thể nào không động tâm chỉ cần thiệu phàm mở lòng sẽ phát hiện ra tuyết diễm rất tốt nhược băng phi thường chờ mong cũng như bình thường. Mã Lị vùi vào trong phòng nghiên cứu, toàn bộ mọi người trên thế giới có thể đuổi bắt cô, cô vẫn tiếp tục nghiên cứu phát minh của mình. Chẳng qua, ngẫu nhiên cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật ngoài cửa sổ từ núi xanh cây xanh đã biến thành trời xanh biển xanh. Việc này, vợ chồng Nhược Băng đã an bài căn biệt thự bên bờ biển này cho cô hơn một tháng trong tủ lạnh có đồ ăn vợ chồng hắc ưng vì cô chuẩn bị đầy đủ chỉ cần bỏ vào lò ba vi sóng là vài phút có thể ăn quấy món ăn sẵn từ lò vi ba cô lại thở dài bụng rõ ràng rất đói nhưng một chút thèm ăn cũng không có không biết rách hiện tại đang làm gì trong đầu luôn nghĩ tới những ngày cùng hắn ở chung cô nhớ mỗi ngày lúc sáng sớm được từng đợt hương thơm kêu khỏi giường càng muốn cùng hắn mỗi buổi chiều lại đúng giờ uống cà phê ăn điểm tâm Tuy rằng hắn thực nóng tính, thực bá đạo, thậm chí không phân rõ phải trái. Nhưng hắn chiếu cố làm người ta động lòng. Cô làm sao vậy? Khẩu khí lại lần nữa thở dài. Qua một tháng, vì sao luôn nhớ đến hắn? Nhược băng theo nguyện vọng từ siêu thị về. Đây, caramel theo yêu cầu của bạn. Mã lị nhanh chóng cầm lấy hộp caramel nhấm nháp. Kết quả là thất vọng. Ăn một miếng liền bỏ ở một bên, mùi vị không giống với sách làm rách làm hương vị rất ngon sao lại không ăn đây là món mã lị đặc biệt yêu cầu mang về nhà không ngon cô chu cái miệng nhỏ nhắn vừa buồn vừa nói sao cả cơm cũng không ăn vậy cái này nhược băng càng thêm kinh ngạc không ngon đáp án giống nhau nhược băng dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô từ trước đến nay đối với đồ ăn không hề kén chọn người có thể ăn mì ăn điền suốt một tuần để duy trì sinh mạng lại thốt ra những lời này. Bạn trở nên kén chọn rồi. Không biết, có lẽ là do khẩu vị thay đổi, chính mình cũng muốn biết vì sao đây này. Nhất định là bạn đã quen với tay nghề của vị đầu bếp kia, cho nên đã kén chọn thức ăn. Được rồi, bữa tối mình sẽ xuống bếp nấu cơm cho bạn. Ôi, đành vậy thôi, ngữ khí mang một chút ai oán. Này, để mình chút mặt mũi được không? Tay nghề của mình cũng không kém nhé. Đừng làm ra vẻ biểu tình ủy khuất như thế. Không còn cách nào, Đồ ăn của Jack quá ngon, không biết khi nào thì hắn lại về loại Đài Loan. Hắn không phải là người lữ hành sao? Nếu không lưu lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc, chắc chắn sẽ không trở lại. Cho dù về cũng không được tìm bạn. Đừng quên, còn sự tình khó giải quyết trước mắt, bạn không thể trở về phòng nghiên cứu trong núi được. Nhược bằng căng thẳng thuyết phục, không chú ý tới mã lị trầm mặc. Nghe thấy nhược băng nhắc nhở cô mới nghĩ đến, Trừ bỏ tên cô hoàn toàn không biết sách đang ở nơi nào, ngay cả phương thức liên lạc đều không có. Cuối cùng ý thức được chính mình đã hồ đồ, cô thật sự xem nhẹ nhiều chuyện lắm. Phát hiện mã lệ từ đầu đến cuối vẫn không trả lời, nhược băng quay đầu nói. Bạn có nghe không đó? Cái gì? Bạn nói cái gì cơ? Cô? cô hít một hơi thật lớn. Mặc kệ mình hỏi thế nào, bạn cũng không nói ra là mình đã trộm cái gì của diêm thủ đẳng. Có khi mình phải tra khảo bạn một phen. Mã Lị suy nghĩ lại thở dài Được rồi Mình sẽ nói cho bạn Thật sao Đúng Cô gật đầu Nhược băng nháy mắt dùng tốc độ chạy 100m đi tới trước mặt Mã Lị Chấp mắt to gấp vạn lần ép hỏi Là cái gì Mau mau nói đi Bộ dáng kích động của cô làm người ta thật buồn cười, nhẹ nhàng ghé tai nhược băng nhỏ nhẹ nói ra chân tướng sự việc. Thực sự thì đó là... Nghe sang đáp án, nhược bằng nghẹn họng nhìn chân chối thật lâu không nói bạn bạn trộm của hắn giờ phút này miệng của cô lớn gấp ba bình thường còn lớn hơn miệng hà mã nữa nếu mà so sánh ông trời cái gì kim sơn bảo thạch cái gì danh sách của diêm thủ đẳng tất cả đều sai lầm rồi thứ mã lị trộm dĩ nhiên là tinh dịch của hắc cách kiệt bạn điên rồi à trộm của hắn mình nhất định là nghe lầm bằng không chính là bạn điên rồi à? Làm trinh thám còn nhìn thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn mà. Đừng có đùa, bạn trộm cái gì không trộm lại đi trộm. Mỹ lị đỏ mặt, lạnh lùng trường cô. Đừng lớn tiếng như vậy, đây không phải là chuyện gì vinh quang, nên mình mới không muốn nói. Vì sao? Nhược băng nghĩ mãi không ra vì sao mã lị lại muốn trộm thứ này. Đương nhiên là để làm gen xí nghiệm rồi, chẳng lẽ mang về để quấy tương hồ bạn không phải luôn nghiên cứu máy móc thiết bị khoa học sao? Bắt đầu học nghiên cứu gen từ bao giờ thế? Nghiên cứu của thiên tài không thể giới hạn, nhưng nam nhân kia thì thực không đơn giản. Chúng mê sử của mình mà ý chí vẫn còn thanh tịnh. Tinh dịch của người như thế nghiên cứu rất có giá trị. Hồi tưởng lần đó, hắn tuy bị chúng thuốc mê không cử động được, nhưng hai chẳng mắt như báo săn mồi trong bóng đêm kia lại lặng lặng chừng chừng nhìn cô, thực khiến cô kinh hãi. Điều này làm cho cô hiểu được cực hạn vô cùng của nhân loại. Ý của bạn là bạn đã nhìn thấy Hắc Cát Kiệt. Nhược bằng đỏ mặt chỉ có thể lấy tay chỉ bộ dáng. Có gì phải kinh ngạc đâu, dù sao cũng chỉ là một con run nằm trong một đám lông thôi. Nhược băng sớm đã biết người này, đúng là kiểu mã lị. Ôi, từ ngữ cô hay dùng để hình dung, nam nhân trong mắt cô căn bản không phải là nam nhân. Giống như lưu học văn, Đường đường là giáo sư của Đại học Quốc lập, chẳng qua là do xe trục chặt nên nhờ cô đã trở thành sản phẩm của thí nghiệm tình ái, mất đi bản sắc cùng vẻ nam tính tự tôn. Nhưng không giống lần này, đối phương là nhân vật phong vân là lão đại của toàn bộ tổ chức hắc đạo trên thế giới. Nhưng mà sao bạn có thể lấy trộm? Nhược băng vẫn không thể tin được. Nói tới đây cô không thể giấu, giấu giếm lâu như vậy cuối cùng cũng có thể nói ra hết. Mã Lị hưng phấn mà nói Mình phát minh ra một loại mê dược mới Vô sắc vô vị Phát ra công hiệu mạnh chỉ trong vài giây Đối phương chỉ cần nằm trong phạm vi Cho dù là người có công phu đệ nhất Cũng không thoát Nhưng mà vì sao bạn lại gặp được hắn Hành tung của Hắc Cát Kiệt Trước đến nay đều là bí mật Bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận Đừng nói gì đến một kẻ không có công phu Như kiểu Mã Lị Nói tới chuyện này trên đường quay về nhà buổi tối, mình ghé vào quán bar thì gặp được một đám sắc quỷ. Vì tránh bọn họ, tình thể cấp bách đánh sông bừa vào một căn phòng. Nhưng những người ở đó cũng rất thú vị, khiến mình tìm ra một thân mình trắng kiện hoàn mỹ đúng mơ ước. dáng người thật đúng là... Mà vai trọng điểm đi, nhược bằng cắn răng, nữ nhân này tất cả đều là vì thí nghiệm. Được rồi, đừng kích động, mình tiến vào phòng trong, ngoài ý muốn mình thấy một cặp đôi nam nữ. Nam nhân đó là Hắc Kiệt, bạn nói mình mới biết đó chứ Dường đôi mắt vô tội Tâm tính đã điều hiện ra ngay lúc đó Nhược bằng quả thực không thể tin được Bạn làm thế nào mà khi hắn đang Khó hách Cách kiệt Tức giận đến nỗi Hạ toàn lệnh lùng bắt Đợi chút Đồn đại rằng hắc cách kiệt có thân thủ rất cao Làm sao có thể không phát hiện bạn Đúng vậy Lúc ấy Tôi thật sự rất là mạo hiểm khi nhìn mình lạnh lẽ tiếp cận thì không thấy hắn đâu. Vậy mới kỳ quái đột nhiên có một khẩu súng. Rồi sau đó thì sao? Nhờ vào phát minh của mình, mặc hắn có ba đầu sáu tay cũng thuộc phát minh của mình. Kết quả là vẫn không tránh khỏi việc khoe phát minh của mình. Bạn không nhìn thấy diện mạo của Hắc Cách Kiệt sao? Nhược băng sinh ra một chút hy vọng. Rất ít người biết Hắc Cách Kiệt trông thế nào, đồn đại hắn tinh thông, mười loại ngôn ngữ thường pháp tinh chuẩn công phu cao thâm đối phó với người như thế phi thường khó khăn nếu biết hắn trông thế nào đối bọn họ cũng có lợi nhưng đã bán khiến người ta tức chết hoàn toàn không thấy mã lị thực thẳng thắn thừa nhận không thấy sao bạn lại không thấy nhược bằng lại lần nữa mắc bệnh tâm thần mà hết trói tai lúc ấy đèn rất mờ mình lại đang cầm vũ khí tài liệu hoàn toàn chẳng có thời gian mà nhìn thấy hắn đâu một kỳ đã như vậy làm sao mà bạn biết hắn đang tỉnh không cẩn thận thoáng nhìn tôi nhìn cả mắt trừng lên sợ suýt bị hù chết nhưng không nhìn kỹ diện mạo của hắn nhưng đã nhìn toàn thân hắn phải lưu một chút ấn tượng chứ có chứ đó là gen của hắn bạn muốn mình hình dung cho nghe sao nhược băng tức giận trừng mắt cô mã lị cuồng nhân nghiêm cứu hiếm thấy điểm ấy cô phi thường hiểu được chính là không nghĩ tới cô vì thí nghiệm có thể làm xăng làm bậy không nghĩ hắc cai kiệt giết chết xem ra số cô còn may có người không uống rượu lại chạy đến quán ba lần đó đi châu âu chắc chắn bạn đã có âm mưu nhược bằng cả dặn nói đúng là không thể gạt bạn được đúng là rất hay bạn không thấy rõ diện mạo người ta người ta lại đem diện mạo của bạn ghi nhớ theo mình thấy chắc chắn lúc đó hắn đeo kính sát chồng, chuyên nhìn ban đêm đem diện mạo của bạn hung hăng nhớ kỹ làm chuyện mờ ám cũng không thèm đội mũ che mặt bạn thật sự là ngốc mà ai ngờ trên thế giới này còn có người chịu đựng siêu cường như thế mình đã thận trọng hạ gấp ba lần mê dược rồi mà trời ơi mình nghe hắc ương nói qua bọn họ luyện võ nên đã được huấn luyện chịu độc mục đích chính là để cơ thể sản sinh ra kháng sinh kháng lại độc tính mình đoán hắc cai kiệt đã trải qua những kỳ huấn luyện để có thể chống lại mê dược nếu thật sự là như thế tinh dịch của hắn càng có giá trị dũng mãnh như vậy không khỏi làm người ta chợt lấy làm hiếu kỳ bạn còn không tự kiểm điểm đi sự tình là tính mạng của bạn như thế nào mã lệ suy nghĩ lại tiếp tục nói nhưng con run cũng thật lớn mà lấy tỷ lệ gốc so với còn lớn hơn hẳn vậy sao vốn muốn tiếp tục trách cứ nhưng lời nói nhịn không được biến thành câu tò mò nhược bằng nhạo giọng hỏi thăm so với người bình thường thì lớn hơn à hơn nữa còn mang điểm màu vàng nâu nghe hắn nói là có huyết thống châu mỹ xem ra là thật mã lị tự hồ như rơi vào hối tưởng nghĩ đến vị kia oai phòng một cõi lão đại diềm thủ đẳng mà người ta nghe thấy thì biến sắc nhưng lại để một nữ nhân nhược băng nhịn không được bật cười một tiếng tuy rằng hiểu được tiếng nghiêm trọng trong đó nhưng hảo tâm mãnh liệt lại lần nữa nhịn không được truy vấn thật không còn có gì nữa còn có gì nữa âm thanh trầm thấp trong cổ họng bên cạnh cô hỏi nhược bằng sợ hãi kêu một tiếng tìm đập thật nhanh hành động của an thác vẫn là xuất quỷ nhập thầm nếu không có rát khí cô rất khó phát giác ra hắn đang tới gần thân xác của em có vẻ khác thường làm sao vậy vợ yêu của anh ánh mắt của hắn rất nguy hiểm chẳng lẽ hắn nghe được điều mà các cô vừa nói sao vô thành vô thức làm em sợ quá dọa dạ được em quả là chuyện lớn của trời ngoại trừ là em đã làm gì tới mức phát hỏa cần người giúp em dập lửa nói như vậy nghĩa là gì người này cho dù gen cũng là vô nhược điểm nhược băng trở dạ khuôn mặt tươi cười lại chạy không khỏi sĩ quan của chồng anh nghe thấy à khuôn mặt tươi cười bày ra một chút lấy lòng một chữ cũng không lọt an thác lạnh lùng nói đừng nhìn em thế không phải em làm đâu em đối với nam nhân khác có hiếu kỳ anh không thể không kiểm điểm em một trận nên thân hay là cố gắng bù lại cho em? Đố kỵ một cách bí mật trong giọng nói mang theo một chút uy hiếp. Tay vàng ôm lấy thắt lưng của cô, loại cuồng luyến này có khi làm người ta không chống đỡ được. Đứng như vậy, cô nhẹ nhàng dãy dụ Im muốn nói sang chuyện khác. Nếu sự việc là như vậy, Hắc Cách Kiệt đã bị chọc giận, chúng ta nên nghĩ ra biện pháp trước đã. Có thể hiểu được, lão đại diêm thủ đảng đã tức giận cỡ nào, nhưng không thể giết được cô, Đổi lại nếu cô là nam nhân Nhất định hắn sẽ dẫn tới cực điểm Ngẫm lại Vào thời điểm trước kia Vô duyên vô cử bị người ta đánh thuốc mê Hắn tự dưng bị kẻ trước mắt cướp đi tinh dịch Đây chính là cảnh giới cao nhất của nhục nhã Mình không biết hắn là lão đại của giới hắc đạo Tưởng rằng đã có sẵn vật thí nghiệm để dùng Liền thuận tiện Lấy một chút Dù sao nơi mình đến cũng là trốn không đàng hoàng Hắn sẽ không bị mất mặt Má lị vẫn giống như là không phải việc của mình Bạn có nói được cô cắn răng trách cứ nhược bang bắt đầu đồng tình với lão đại diềm thủ đảng tin tưởng rằng đời này hắn tuyệt không quan tâm tới một nữ nhân cuồng thí nghiệm hơn nữa lại là tình huống không có chút tôn nghiêm truyền ra không chừng sẽ trở thành trận cười ngàn năm đời này hắn sẽ thành trò cười cho người khác khó trách nói thứ bị trộm đi lại là ba loại bảo vật cũ có lẽ là phương thức lão đại Diêm thủ sợ người người biết bí mật này ngay cả bộ phận diềm thủ đảng đều không biết nhìn chuyện tốt mà bạn làm ra đó chẳng người nào vô cớ chọc giận diêm thủ đẳng chỉ có bạn mà thôi mình đã nói rồi căn bản là do mình không biết thân phận của hắn mà vậy trước mắt có thể làm là trong lúc chờ bọn họ tôi nghĩ ra biện pháp cô hãy ngoan ngoãn ở lại trong này hắc ưng nói còn có đề nghị bạn hãy nghiên cứu thêm một ít vũ khí phòng thân rất nhanh sẽ cần tới nhược băng châm chọc bổ sung mã liệu bĩu môi như vậy chẳng phải lúc này mình đang bị giam lỏng sao Lúc trước sao không biết sớm như thế, huống chi bạn có thói quen ẩn cư qua ngày, chỉ là đổi nơi ở mà thôi, thật là, nam nhân nào không chọn lại chọn hắc cách kiệt. Mình đâu phải tùy tiện thu thập mẫu, nếu không phải vì bạn, mình đâu cần tự chạy đến châu Âu để có thể giúp phiền toái như thế. Tự dưng động chạm tới cô, nhược băng hồ nghi nói, chẳng lẽ bạn vốn định dùng an thác? Cũng không hẳn, câu trả lời làm nhược băng hết trói tai, thực chịu không nổi loại nghiên cứu điên cuồng này. Hắc ứng ở một bên nhìn hai nữ nhân tranh cãi, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn thiếu chút nữa trở thành đại tội, hắn là lãnh huyết đệ nhất sát thủ, nếu thật sự bị mã lị bắt cấp cái kia, sợ không chừng phát điên ngày mai. So với chuyện vào sinh gia tử còn làm hắn xấu hổ hơn, đáng thương cho Hắc Cái Kiệt, nhưng cũng thật cảm tạ hắn đã hy sinh. Mã lị hừ lạnh Cô nếu sớm biết như thế, sẽ lấy tinh dịch của Hắc ưng làm thí nghiệm, cần gì phải chạy đến châu Âu tự tìm phiền toái. Hắc ưng sở hữu thể trạng hơn người, lại là bạn tốt nên vướng bận trở ngại, cô đương nhiên không thể lấy Hắc ưng làm thí nghiệm. Vốn tưởng rằng giúp cuộc tìm thấy người thích hợp chọn lựa, ai ngờ cô lại gặp đúng người tương xứng với Hắc ưng, nam tử khí lực siêu nhân, lập tức chỉ thấy cuồng nhiệt muốn nghiên cứu, không nghĩ nhiều đến kẻ bị trộm tinh dịch. Sớm biết là hắn, cô sẽ càng tăng lượng thuốc mê lên một người mặc nam trang, đầu đội mũ lưỡi chai, bóng dáng nhìn như là một cậu bé trai, thật cẩn thận chú ý nhất cử nhất động quanh mình, là nút từ cửa sau vào nghiên cứu trong núi, người này không phải ai khác, đúng là kiểu mã lị. Ba tháng mười ngày sau đó, cô thật sự kiềm chế không được lòng xúc động, lặng lẽ trở về vào nghiên cứu trong núi, phát hiện ra điều gì đó có thể mình an tâm, tỉ như tin tức về rách. Trở lại hộp thư của mình, không có, lặng lẽ thở dài, không khỏi nói thầm. Cũng ý thức được hành vi của mình có đủ ngu xuẩn, nhưng vẫn tin tưởng rằng rách sẽ viết thư tình. Cũng không hiểu vì sao mình không chú ý tới cảnh cáo của nhược băng mà tùy tiện trở về đây. Thì không giống cô chút nào, cô chưa bao giờ lại có cảm giác thấp thỏm như thế này, ngẫm lại vẫn là chạy nhanh đi. Vừa xoay người, không biết thế nào lại xuất hiện bóng người vây quanh bốn phương tám hướng quanh cô. Sự thật vừa rồi chứng minh được một chút, Nhược băng phán đoán thật chính xác Mà cô là thiên hạ đại ngu ngốc Cũng may có chuẩn bị đầy đủ Lập tức bỏ lại đạn phản quang Địch nhân chúng đạn phản quang Bị kích thích bỏ chạy mất dạng Nhưng cửa lại bị khóa trái Cô có thể thấy tung tích của cô đột nhiên đột nhập Từ phía sau đã bại lộ Người có lai lịch không rõ này đã chờ cô từ trước Mã lị nhắm phía trên đầu Chỉ nghe vài phát hướng cô phóng tới Đột nhiên cảm thấy ngực trái hơi hơi bị đau Cước bộ của cô không dừng lại dọc theo đường đi vừa kích hoạt cơ quan, dù sao nơi này cũng là địa bàn của cô, tưởng ở nhà cô thì sẽ bắt cô dễ vậy sao, không có nhé. Mặc dù không có thân thủ gọn gàng như nhược băng, nhưng những nghiên cứu phát triển có thể giúp cô chạy trốn một thời gian. Chạy đến khu thí nghiệm ở lầu 3, địch nhân đánh tiến vào phía trước, cô thở dốc biết đã có thời gian. Mở áo kiểm tra vết thương đau đớn ở ngực trái, ngoài ý muốn phát hiện một viên đạn khảm chặt vào quần áo, May mắn áo chống đạn đã cứu cô một mạng, nhưng cũng kinh ngạc khi địch nhân muốn đẩy cô vào chỗ chết. Căn cứ và tình báo của Nhược Băng, hắc đạo không phải muốn bắt sống cô sao? Làm sao có thể muốn giết cô? Trừ bỏ ngược trái, nơi khác cũng có vết đạn, cô cùng Nhược Băng trong lúc đó đã phá hỏng nhiều hệ thống. Ngoài cửa có tiếng nổ mạnh làm cô trong lòng căng thẳng. Theo trực giác cho biết địch nhân đã sử dụng mình làm chấn động hệ thống chống đạn trong tường. Cô bừng tỉnh đại ngộ, những người này tự hồ có đến chuẩn bị, cũng thông minh không chạm vào cơ quan của cô. Bọn họ tính trực tiếp phá hủy phòng nghiên cứu của cô, đem cô trôn sống dưới đống gạch ngói vụn như vậy nếu cô không chạy trôi chết, khả năng thật sự sẽ bị trôn sống. Mang theo một công cụ mới nghiên cứu và phát triển ra để lặn xuống nước thăm dò một chiếc thuyền. Vật này vốn dùng để soi đáy biển, có thể thừa nhận. Đáy biển 3.000m ở dưới thủy áp Cơ thể bảo vệ cô không bị đông kiến trúc kia đè khi mà sụp đổ xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô lặng lặng chờ đợi, một chút đậm tính cũng không có, cô tò mò ngơi lên mặt nước lắng nghe, tiếng nổ mạnh là không có. Đang buồn bực rất nhiều, ngoài ý muốn lại nhìn thấy địch nhân ngã lăn trên mặt đất, tự hố như là bị tập kích, nhất định là hắc ưng cùng nhật băng tới rồi cứu cô. Cái này như là được cứu trợ, mở rộng cụ chống đạn ra ngoài thăm dò địch nhân nhược băng cô nhẹ nhàng gọi chuẩn bị chịu một hồi mắng âm thanh rất nhỏ làm cô xoay người không khỏi hô nhỏ còn một địch nhân sống sót lào đạo đứng dậy giơ súng chĩa thẳng vào họng cô nghe được tiếng súng vang lên đồng thời cô nghĩ chết chắc rồi bất quá người ngã xuống đúng là đối phương tạo ra một tình huống bất ngờ một đôi tay hữu lực ôm cô từ phía sau giữ lấy cô thu nạp và vào ngực quen thuộc chờ cho cô cơ hội mà tự hỏi đôi môi ấm áp dàn lên mải tóc cô rào đậm từ chán xuống hai mã rách không cần nhìn cũng biết là hắn đậm tác này, hơi thở này là của hắn mà em suýt nữa thì chết đó, có biết không hắn ngầm nhẹ, tình cảnh mạo hiểm vừa rồi không khỏi làm hắn tức giận cô chính là có bản lĩnh chéo tức hắn còn không trốn đi chạy về nơi này làm cái gì bừng tỉnh như một cách thế kỷ không gặp cô rất nhớ hắn nhưng hắn đến giờ khi nhìn thấy người, trong lòng đột nhiên ngưng lại, liên quan tới hô hấp đều khó khăn. Em muốn gặp anh. Chứ hưởng qua tư vị của tình yêu nên cô không biết rằng lúc này chính mình đang tự thú nhận tình cảm của mình. Trong mắt biểu lộ không sát tình yêu sai đắm, cô không biết chính mình đang tự chủ động. Hắc cách kiệt tuy kinh ngạc nhưng trên mặt hắn lại vương lại biểu tình lạ lùng. Cô mạo hiểm tới đây là vì nhớ hắn. Một cỗ xúc động đánh úp, hắn hôn cô. Hải mạn na mắt lạnh nghe thủ hạ trở về báo cáo tin tức. Thất bại. Kế hoạch vốn dĩ rất thuận lợi, nhưng do hắc thủ lĩnh đột ngột xuất hiện cho nên chỉ có người trốn được. Đúng vậy, những người khác đều bị hắc thủ lĩnh giết chết. Vậy sao? Hắn bảo vệ người đàn bà kia. Hải mạn na mắt lộ ra hung quang. Cô bí mật biết được, hắc cái kiệt, cố ý hủy bỏ hôn ước cùng cô, thì lập tức hoài nghi chính là do người đàn bà kia mê hoặc hắc cách kiệt. Tuy rằng chỉ là đoán, nhưng cô tình nguyện giết là một trăm cũng không nguyện buông tha cho một nữ nhân làm trở ngại. Không thể tưởng được hành động này làm cô nghi hoặc hắc cách kiệt vì nữ nhân đại mở sát giới, dị vãng chưa từng có. Các người có thể có thể tiết lộ cái gì? Không không có, tất cả những người khác đều một phát bị bắn chết. Chỉ có tôi bị thương nên mới chạy trốn. Hắc thủ lĩnh cần bạn là không biết người ra lệnh là ai cô cười lạnh cười làm cho người ta trong lòng run sợ người cũng biết vì sao người có cơ hội trở về việc này thủ hạ buồn bực nhìn cô không rõ ý tứ của chủ nhân đó là bởi vì hắn muốn biết kẻ chủ mưu phía sau là ai mà ngươi ngay một điểm đơn giản như vậy cũng không biết liền như vậy mà bỏ chạy về vậy chẳng phải là nói cho hắn ta chính là kẻ đứng sau màn chủ mưu sao hắn phải mặt hoảng sợ hải tiểu thư xin tha mạng giữ lại ngươi để làm gì không lưu tình chút nào một phát bắn chết hắn loại người này chỉ biết làm chuyện xấu nên sớm giải quyết tốt tránh tiết lộ tâm tích cô nhanh chóng rời khỏi nơi này lần này không giết được kiểu mã lị nhưng cô có thể lần sau sẽ không như vậy cô lại không thất thủ về phương diện khác cả đêm mã lị không về khiến cho ai đó không thể không mắng lỡ tài cô có phải nghe được nhược băng trách cứ đến phát liên đối với bản thân không khỏi băn khoăn nhưng ngực băng không hề mệt nhọc đình chỉ oanh tạc trong lời nói lỗ tai cô chịu không được quyết định thời gian tới sẽ làm cơ quan bảo vệ tai bạn rút cuộc đã đi đâu mình bị bạn dọa cho suýt chết đấy không phải nói rồi sao chỉ là ra ngoài mua vài thứ thôi bạn cho là loại lý do ngu ngốc này có thể lừa mình à quanh năm suốt tháng ra ngoài không vượt qua ba ngày thậm chí phải uy hiếp hay dụ dỗ mới đi vậy lần này vì sao lại tự mình ra ngoài mua đồ nói đi bạn đã đi đâu Đừng khẩn trương như vậy, mình ngẫu nhiên ra ngoài dài sầu thôi. Bị diềm thủ đảng truy nã, không biết còn ngày nào an ổn không? Nếu muốn mình lo ngày mai không nhìn thấy ánh mắt trời, cùng với nâm nấp lo sợ chờ đợi không bằng khoái hoạt tự tại mà sống, mặc dù ngắn nhưng mà cũng đáng. Buổi nói chuyện mềm hóa được nhược băng, người bị truy nã là Mã Lệ, cô không lo đến tâm tình của Mã Lệ, không có đành lòng, giọng điệu cũng giảm theo. Nếu thế ít nhất cũng để lại tờ giấy gì đó, bạn mình tưởng bạn bị bắt đi rồi Hiện tại bạn bị giới hắc đạo đuổi bắt như bắt con dê béo Lần sau cần gì nhớ nói cho mình Hoặc hắc ưng là được Trăm ngàn lần Đừng có mà tự ý chạy đi Được rồi Sẽ không có lần sau Cảm thấy nhẹ nhõm Tưởng nếu nhược băng biết chuyện gì Thì sẽ tức điên Nói không chừng sẽ đem cô chói Chi bằng nói tức giận Nếu không phải nói là lo lắng đến chết nếu mã lị có bề gì, nhược băng cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Kích động rất lớn, nhược băng còn có thể bình tĩnh phát hiện ra chỗ khác thường. Quanh nằm rút táng số lần ra ngoài của mã lị đếm trên đầu ngón tay, nhưng không mà nguy hiểm mà chạy ra phố mua này nọ. Thật sự là thật khả nghi. Nhưng mã lị dường như đang lén lút cái gì. Cô hôm nay thoạt nhìn rất lạ, không thể nói ra sự bất đồng, nhưng nhược băng biết rằng cô rất lạ yên tâm đi về sau mình sẽ không tự tiện ra ngoài nếu muốn đi ra ngoài mình sẽ nói cho bạn được không mình mệt mỏi quá trở về phòng nghỉ ngơi nếu không thể nói ra thì cô cũng bình an vô sự nhược bằng thở dài nhưng vẫn không khỏi lo lắng thật sự sẽ không lại tự tiện chạy loạn chứ thật sự hơn nữa mình còn rất nhiều công tác phải làm cũng không còn nhiều thời gian mà ra ngoài dạo phố như khi ở mỹ đừng lo lắng nhé nếu bạn lại chạy loạn, đừng trách mình đem bạn trói cô. Vì bảo vệ an toàn, mình nói được là làm được đấy. Cô ôm cổ cô, cười nói. Được, chị em tốt của mình. Tình bằng hữu thật cảm động. Nhưng mình hiện tại thật sự buồn ngủ cho nên bữa tối không cần gọi mình nhé. Sau khi nhiệt tình ôm cô, đi vào vào nghỉ ngơi, nhược băng lưu lại chút kinh ngạc. Hắc ưng đi tới ôm cô hỏi. Về mặt này là sao? Vừa rồi mã lị ôm em. Thế sao? Anh có lẽ không biết em cùng Mã Lị biết nhau đã 5 năm rồi Cho dù thời điểm cô cao hứng cũng chưa từng ôm em như vậy Cho nên Ý của em là Mã Lị có bản tính của một nhà khoa học Không hề có loại cảm xúc nào như là ôm người khác Nhưng là vừa rồi cô lại vui vẻ ôm em Còn gọi em là chị em tốt Cô phủ định ý nghĩ trong đầu Không có một người nào Không có một đáp án đúng nào tóm lại mã lệ đã thay đổi có thể hình dung như thế nào cô trở nên nhu nhã và nữ tính hơn trở lại trong phòng đóng cửa phòng lại sau lưng mã lệ liền ngồi ở trên giường lòng của cô lâng lâng hồi tưởng đến rách. cảm giác vẫn còn động lại dư âm rung động nguyên lai đây là cảm giác nam nữ ở cùng một chỗ đêm qua hắn muốn cô đáp ứng tuyệt không tự ý hành động ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn cô đáp ứng rồi hắn khí phách uy hiếp cô nào dám không đáp ứng vớt về vòng trên cổ đó là thứ hắn bắt cô đeo bắt cô phải giữ cho dù có tiến đến quan tài cũng không được tháo ra cô không khỏi bật cười người này thật là kỳ quái dùng lời này để uy hiếp cô cô không ghét thậm chí có chút tâm hỷ không thể tưởng được mình có ngày nhận vòng cổ nam nhân đưa Jack là nam nhân đầu tiên khiến cô sinh ra nhiệt tình ngoài thí nghiệm từ trong lòng lặng lẽ rút ra một cái chai nhỏ. Cô có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Sau khi bạn họ xong việc, cô vụng trộn góp nhặt một chút tinh dịch của sách. Nam nhân có khí lực cường hãn như hắn, gen khẳng định tốt đẹp. Hãy cô nhịn không được thu nhặt thứ tinh dịch còn sót lại trong cơ thể mình. Nếu hắn biết cô đậm tay động chân sau khi bọn họ làm xong, hắn không bóp chết cô mới là lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn tìm cô là để tự nguyện làm thí nghiệm. Nếu là thí nghiệm, cô tranh thủ lấy một chút tài liệu. Dù sao thần không biết quỷ không hay, cô không nói, hắn cũng sẽ không phát hiện. Ừ một cái, cô liền tha thứ cho sự biến thái của chính mình. Phải cất bảo cố ở trong tủ lạnh, lần sau mới có thể dùng tiếp, quyết định lần khác mới hào hảo nghiên cứu. Rỗi tử chi ngã trên giường, ngày càng thêm ủ rũ, tình cảm mãnh liệt qua đi mà tử chi vẫn cảm thấy vô lực có thể thấy được sức lực tiêu hao quá nhiều triền miên qua đi mệt mỏi khiến cô rất nhanh tiến và mộng đẹp là ai hạ độc thủ? hắc cách kiệt sắc bén hỏi điện thoại kia một đầu truyền đến báo cáo của cường dâm những người đó là sát thủ chuyên nghiệp không thuộc về tổ chức nào có thể thấy được kẻ chủ mưu phía sau sớm có phòng bị một khi thất bại liền giết người diệt khẩu người chết bị một phát đạn bắn chết có thể thấy được đối phương xuống tay cực kỳ bình tĩnh và vô tình, cũng biết mưu kế thả con cá lớn thứ hai của chúng ta. Hắc Cách Kiệt tự hỏi là ai muốn giết Mã Lị, mục đích của đối phương rõ ràng không phải lấy bảo vật, mà là giết chết Mã Lị, nếu không sẽ không dùng đòn chí mạng. Về phía hải đảng đã tiến triển như thế nào? Chiếu chỉ thị của ngài đã có tin tức sáng tỏ, đã bắt tay vào việc củng cố thế lực bên ta, cho dù cùng hải đảng quyết liệt, bọn họ cũng đặc kích không được chúng ta bao nhiêu. Ngài ngờ rằng lần đặc kích này là do hải đạo gây nên. Một trong số đó có lẽ là thông qua cửu địch ta muốn ngươi tiếp tục hệ thống thanh trà tổ chức. Việc này phải giữ bí mật. Ngài có hoài nghi có nội gián. Chuyện của Mã Lệ đã tiết lộ ra ngoài. Ta muốn biết tin tức vì sao lại bại lộ mặt khác. Đem toàn bộ 10 vị tình nhân kia bày cẩn thận cho ta. Không cần nói, Cường xâm cũng biết chú ý của thủ lĩnh thân là lão đại của hắc đạo tổ chức, nắm trong tay tổ chức trải rộng thế giới. Tuy rằng khuyên quyền một đời, nhưng toàn thân sát khí, bởi vậy, không thể có chỗ ở cố định, hành động phải giữ bí mật. Nữ nhân cũng không thể cố định, càng nhiều càng tốt, không thể chuyên tình, vừa là bảo vệ mình, vừa là bảo vệ người mình yêu. Này thủ lĩnh phải đến chỗ toàn bộ 10 vị tình nhân. Đem nguy hiểm phân tán, nữ nhân nào sở hữu toàn bộ ưu ái của thủ lĩnh là phúc hay họa chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng nhất. Tôi lập tức đi ăn bài. Nhận được mệnh lệnh, Cường Sâm lập tức bắt tay vào làm tiến hành, không đến một tuần, 10 vị tình nhân của Hắc cát Kiệt đã được an bài thỏa đáng, an bài ở nhiều nơi như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, không cùng một chỗ, nhưng các chỗ lại cách nhau không xa, tránh cho các vị tình nhân lục đục với nhau lúc này, vừa làm cho thủ lĩnh không tốn nhiều thời gian cũng làm cho nhiễu loạn thông tin của địch nhân đem mục tiêu trên người mã lị rời đi thân là tình nhân thứ bảy của hắc cách kiệt dung mạo so với ngôi sao còn xinh đẹp hơn đôi môi khiêu gợi thân mình vừa tắm xong là lướt chỉ khoác chiếc áo mỏng chậm rãi đi về hướng hắc cách kiệt dâng một nụ hôn chiến miên say đắm lòng người rất nhiều anh cô mỉm mại nũng nịu thận thế tựa vào lồng ngực cường tráng của hắn Hắc Kiệt khóe môi gợi nụ cười, nhẹ nhàng chụp vỗ về cô, lặng lặng uống rượu không nói một câu. Trần Dương mắt tỉ mỉ nhìn bóng dáng của hắn, lùng lùng và tỉ mỉ, hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt qua đi. Anh vẫn luôn lý trí như vậy, em đây rất an toàn, anh có thể yên tâm. Anh luôn luôn như thế. Em biết, nhưng là em thật muốn nhìn bộ dáng thả lỏng của anh, hay là em hầu hạ không đủ. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn trong ngực, hình như cố ý kiêu khích. Em làm anh thực điên cuồng. Cô cười khẽ, mà kệ hắn nói đều là giả, đều làm cô say mê, khuynh hướng lại tự vào lòng hắn. Muốn ở lại qua đêm, không ốm hy vọng lắm. Hắn thần bí cười, anh sẽ ở lại một tuần. Trần kinh hỉ bầu víu hắn mà ôm hôn. Hát cách kiệt chưa bao giờ ở cùng tình nhân vượt quá ba ngày, nay hắn nhận lời một tuần, chẳng phải đại diện cho việc mình được yêu chiều sủng nịnh sao? Vừa ôm hôn, Hạ Cai Kiệt bình tĩnh mắt xem bốn phía, tai nghe tám phương. Một tháng qua, hắn đã ở cùng mỗi vị tình nhân một thời gian, mỗi lần dừng lại không vượt thời gian hai ngày, cuối cùng tuyển định nơi này nghỉ ngơi một tuần. Trong lúc này, hắn biểu hiện ra nhiệt tình của chính mình, càng thêm yêu thương hơn đối với chân, thậm chí vượt qua cả mức độ bình thường không ngoài sự tiên liệu của hắn. Một tuần sau khi hắn rời đi, Trần bị tạp kích, chúng đạn nằm ở ngoài hoa viên. Viên đạn từ một tầng nhà cao tầng 10 tầng khác bắn ra, bọn họ thuận tiện phát hiện ra sát thủ cùng kẻ chủ mưu. Là bạn nà, Cường sầm ở bên kia điện thoại đáp. Phải không? Ánh mắt hắn tựa như núi tuyết ở bắc cực. Trần đâu? Không chúng chỗ yếu, thường thế đã ổn định. Đưa một trăm đó hoa tươi cho cô. Vì cô ở Thụy Sĩ, xây thêm một tòa biệt thự lớn sau khi xuất viện, đưa đến nơi đó tịnh dưỡng. Kế tiếp đó là giải quyết chuyện của Mạn Na. Chuyện này không khác gì hướng hắn tuyên chiến. Mạn Na khơi mào đúng và trong lúc Diêm Thủ Đảng cùng Hải Đảng đang quyết liệt, Hải Đảng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất là đem Mạn Na giao ra, hai là đấu đầu cùng Diêm Thủ Đảng. Lập tức, tin lọt vào tai Hải Trường lão, không khỏi giận dữ tức giận, cháu gái hành động quá mức vội vàng. Hắn sớm cảnh cáo Mạn Na chớ hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Cách Kiệt không phải kẻ có thể chọc giận. Tập kích tình nhân của hắn chẳng khác gì là hướng hắn tuyên chiến. Tuy rằng do thám biết được Hắc Cách Kiệt cố ý hủy bỏ hôn ước nhưng không có lý do làm chuyện đó. Hắc Cách Kiệt sẽ không tự hủy ước. Hải Đảng còn có cơ hội bức Hắc Cách Kiệt đi vào khuôn khổ. Nhưng Mạn Na thiếu kiên nhẫn đã làm hỏng việc. Nay Hải Đảng mất lý do phản bác nếu không giao ra hải mạn na sẽ phải trả giá là cùng diêm thủ đảng đối đầu hậu quả này hải trưởng lão gánh vác không được vì sinh tồn của tổ chức hắn chỉ có thể đau đớn hạ quyết định hải đảng cùng hải mạn na đoạn tuổi quan hệ cô có thể thoát được càng xa càng tốt ít nhất nhờ tài cán cô có thể mở được một con đường sống làm sao có thể kiều mã lị mãnh liệt lắc đầu không thể tin được thân thể của cô quá mức kiếp sợ khiến cước bộ không xong Tinh dịch của người kia và Jack hoàn toàn giống nhau. Tự kiểm tra thì thấy chính mình không hề lầm. ADN giống nhau, số liệu giống nhau. Hình như Jack chính là Hắc Cách Kiệt. Ông trời, hắn là thủ lĩnh diêm thủ đang ở Italy. Suy nghĩ đột ngột đánh sâu và làm cô run nhẹ nhẹ. Nghi vấn, khiếp sợ, không thể tin, tràn ngập trong đầu. Cùng địch nhân ba tháng rồi mới bởi tỉnh đại ngộ. Sau khi khiếp sợ, cô cố gắng bình tĩnh, tự hỏi vì sao hắn không nhắc tới thân phận hắn không phải muốn bắt cô sao hồi tưởng ngày mới gặp hắn từng nói muốn giết cô hắn thật là hận cô vì sao lại không hành động ngay lúc đó nghi vấn nối gót ngập đầy trong lòng cô am hiểu trình tự trinh thám cũng không biết trong lúc đó bị lưỡng đạo hắc bạch lừa gạt có lẽ cô nên nói cho nhược băng vừa ra dự đã gạt bỏ ý định trong đầu đi nhược băng là trinh thám chính là chính tả bất lưỡng lập. Không biết tại sao, cô lo lắng bọn họ nếu biết chân tướng sẽ làm hại tới sách. Cô làm gì bây giờ? Trong lòng không ngừng giao chiến. Rách là hắc cách kiệt. Thử lĩnh hận cô tới mức đó là lủng bắt toàn diện. Hắn từng nói muốn giết cô, nội tâm mã lị không khỏi co rút một trận đau đớn. Nhưng, hắn vẫn chưa làm cô tổn thương. Rút cuộc rách, à không, phải nói là Hắc tách Kiệt đã suy nghĩ thế nào? Cô không thể xác định được hắn là địch hay là bạn. Nếu là địch, không giết cô, vì sao bảo vệ cô? Vỗ vỗ ngực, đột nhiên chạm vào chân tướng sợ hãi, nhưng nếu không tìm ra chân tướng, cô không thể an tâm. chung cửa vang lên và lúc này làm cô sợ hãi. Mã lị sau khi kiểm tra biết thiệu phàm liền thở dài một hơi, hắc cách kiệt khiến cô càng ngày càng căng thẳng hơn. Xem anh mang đến cho em cái gì này? Xem xem, đồ ăn vặt ngon cùng hoa quả đủ cả để em ăn no 5 ngày thiệu phàm cười hì hì nói cảm ơn nhận lấy quà liền mời bạn tốt vào nhà tìm em có việc sao thuần túy tới thăm em vẫn còn thói quen ở nơi này à phải không bỏ được thiệu phàm nói đến tình hình điều tra gần nhất giữa chuyện này có một vài điểm nghi ngờ đối mặt với tổ chức hắc đạo như vậy là vi thường khó khăn cia mỹ tham gia là thêm một phần khó khăn, có thể nói là sự khiêu chiến lớn nhất từ trước đến nay. Em cảm thấy sao, Mã Lị? Anh nói cái gì ạ? Thiệu Phạm giúp cuộc phát hiện ra tâm thần Mã Lị không yên. Em tự hù tâm tình không tốt. Không có. Cô trầm ngâm một lát, tính hỏi Thiệu Phạm, nếu một người nam nhân phải chịu nhục thì sẽ như thế nào? Nhân lộc đương nhiên tốt, có thể kiếm tiền, đương nhiên là cao hứng rồi. Không phải, Em nói là chịu nhục cơ, ai nói là nhận lộc đâu. Thế vì sao em hỏi cái này? Thôi anh đừng quan tâm, trả lời đi. Phải xem là dạng nhục nhã như thế nào. Nếu lấy anh làm ví dụ, anh hận nhất chuyện gì? Anh sao? Hận nhất khi người ta đem mình ra đùa giỡn. Thế nếu anh thật sự bị đùa giỡn thì sẽ như thế nào? Hắn dùng ngữ đạo âm trầm. Lấy kỳ nhân chi đạo còn chi bị thân. Nghiêm trọng như vậy á? Nữ nhân các em không hiểu đối với nam nhân mà nói. Tự tôn chính là quần áo, nếu ngươi ở trước công chúng bị xé rách quần áo thì sẽ thấy như thế nào? Mã lị nghiêm mặt tái nhợt, thay khẽ nói, nhất định sẽ tức giận đến nỗi muốn giết đối phương. Đúng vậy, về tự tôn, làm gì cũng phải tìm được đối phương đòi công đạo. Có lẽ, cô vẻ mặt buồn bực, lấy kỳ nhân chi đạo còn chi bỉ thân, cô trộm tình dịch của Hắc Cách Kiệt. Như vậy trong lời nói cô Hắc Cách Kiệt ý muốn nói là sẽ trộm chứng của cô đâu có sai. Không đúng không đúng, hắn không phải là nhà khoa học như cô thì chứng để làm gì. Nếu là Hắc Cách Kiệt, anh nghĩ hắn sẽ phản ứng như thế nào? Hắn nhíu mày, có lẽ trọng điểm là ở đây, hắn cố ý tăng thêm giọng điệu. Thủ lĩnh Hắc Đạo chịu nhục là việc rất lớn, có khi tôn nghiêm còn quan trọng hơn sinh mệnh. Để đòi lại tôn nghiêm, hắn đương nhiên ăn miếng trả miếng, giống như khi em theo hắn trộm này nọ. Đối hắn mà nói chính là phá hư tôn nghiêm hướng hắn khiêu khích, cho nên hắn mới tức giận hạ lệnh lùng bắt, không phải sao? Nghe đến đó, tâm tình mã lị có thể nói là chìm xuống đáy vực. Thiệu phàm tiếp tục thừa cơ cổ vũ. Vì tốt cho em, vẫn nên nói cho anh biết em đã trộm gì của hắn, như vậy anh mới giúp em được. Tuy rằng Nhược Băng nói thứ trọng yếu không phải là thứ gì trong đó, nhưng xét theo vẻ mặt kỳ quái của Nhược Băng, nói vậy thứ mã lị trộm phi thường đặc biệt, làm cho hắn tò mò, từ dịp này hy vọng có cơ hội thuyết phục mã lị nói ra tình hình thực tế. Cô lạnh lùng liếc hắn một cái, bỗng nhiên đứng lên. Em sẽ không nói đâu, đừng dùng cách anh phá án mà tra hỏi em nhé. Em còn có thí nghiệm phải làm, xin lỗi không tiếp được. Vẫn là không thể tìm ra chân tướng, thất bại. Hắn nhún vai, những thứ này phải tự ăn một mình thôi. Mã Lị đem chính mình nhốt vào trong phòng thí nghiệm, không thèm nói để gạt người. Cô bắt đầu hoài nghi động cơ của Hắc Cát Kiệt. Nếu hắn nói là chờ đợi để thời điểm trả lời, và nhất là chờ đến thời điểm trả thù, vì sao lại chậm rãi chờ động thủ? Một ý niệm mạnh mẽ thâm nhập vào trong đầu cô, cô trộm tình dịch hắc cách kiệt, nếu muốn dùng thì còn, hắc cách kiệt chỉ có thể đòi một thứ trên người cô, thứ của cô đó chính là trinh tiết. Bỗng dưng ngực xuất hiện một trận co rút đau đớn, Nhược băng nói không thể chọc tới người của Diêm thủ đảng, hắn tiếp cận cô ngay từ đầu chỉ vì mục đích này. Nguyên nhân này vừa vặn giải thích vì sao Hắc Cách Kiệt chưa vội hành động. Ngược cảm thấy đau khổ. Sau khi biết chân tướng, cô nhắm chặt hai mắt, không muốn đem cảm xúc nguyên bản để khóc thật to thật lâu. Cô chưa từng để ý tới một người như thế, từ ngày từ ngày đào sâu trong tâm trí làm cô hỗn loạn. Thân nhân cùng bằng hữu vì cô mà gặp phải, sau khi mất đi tình cảm chân thành của người, nhà với cả bằng hữu, cô phòng tỏa chính mình không cho phép tiếp xúc với ai khác không cho người có dã tâm có cơ hội uy hiếp cô nhớ khi gặp nhược băng cô mới hơi mở nội tâm ra tiếp nhận tình bạn của nhược băng cũng bởi vì nhược băng là nữ tử nguy hiểm có thể ứng phó ngoại lai tập kích không cần lo lắng đến thương tổn trừ lần đó ra cô cự tuyệt những người khác xâm nhập cho nên cố ý lựa chọn núi rừng hẻo lánh sống một mình một lòng lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng là hát các kiệt xong vào bất chí bất giác xâm nhập vào thế giới của cô cô phát hiện khi thì đã là quá muộn đúng là gieo gió gặt bão cô nở nụ cười cười chính mình trung quy đã phán đoán sai nên sao có thể an ủi thân tâm bị thương đây liên tiếp vài ngày mã lị không thèm ăn hay là vận chấn lên thường thường một mình lánh ở trong phòng thí nghiệm đợi nhược băng phát hiện ra cô không bình thường thì đã quá muộn thầy thuốc chẩn đoán ra kết quả Nguyên nhân là dinh dưỡng mất cân bằng, nhược băng kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, nữ nhân luôn ăn ngon miệng kia mà lại bị mất cân bằng dinh dưỡng. Thức đêm cũng là nguyên nhân chủ yếu. Thường xuyên thức đêm hơn nữa ba bữa không bình thường, dễ dàng tạo nên thiếu máu. Mấy ngày nay nhất định phải hào hào mà nghỉ ngơi, sẽ phục hồi nhanh thôi. Bác sĩ dặn dò. Hắc ưng đưa bác sĩ ra, nhược băng lưu lại ngồi bên mép giường buồn bực nhìn mã lị. Tự dừng té xỉu, mình thật sơ suất quá Cô nhìn nhược băng cười khổ Vì sao như vậy Thiếu máu hơn nữa lại mất cân bằng dinh dưỡng Bác sĩ không phải nói rồi sao Bạn chưa bao giờ thất thường như thế Chuyện gì đã xảy ra Sắc mặt mã lị cô đơn Tuyệt vọng giống cô bình thường Cô nhất định che giấu chuyện gì Mã lị chỉ cười cười Mình buồn ngủ quá Lên nhắm mắt không thèm nhắc lại Nhược băng ngóng nhìn cô một hồi lâu Nhẹ nhàng đứng lên đắp chăn để cô nghỉ ngơi. Ban đêm Mã Lị cảm thấy khát nước, cô dãy rụa ra khỏi chăn tìm nước uống. Một bóng dáng anh Tuấn đột nhiên xuất hiện, ngược càng thẳng, cô biết là hắn. Hắc cây kiệt chậm rãi đến gần, đầu ngón tay nhập vào của cô sợi tóc, sờ nhẹ lên môi cô. Em sao vậy? Không thoải mái sao? Sợ hãi tập kích toàn thân cô, không biết là do bị bệnh hay lo lắng trong tâm trí dồn lại toàn thân cô bắt đầu như nhũn ra em ăn nhầm nên bị đau bụng cho nên sao lại không cẩn thận như thế ôm lấy cô đặt ở trên giường ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên dung nhan tái nhợt của cô phát hiện cô sinh bệnh hắc cái kiệt cau chặt mày đụng vào cái chán của cô bàn tay ngoài ý muốn phát hiện ra cô đang đổ mồ hôi lạnh em bị bệnh dùng chăn bông bao lấy cô Đồng thời cười ôn nhu, không thể tưởng được cô gái nhỏ này cũng sẽ sinh bệnh. Đối với sự ôn nhu sau lưng này không biết là thật hay là giả, cô không biết, cũng không dám hỏi, sợ hãi một khi phát hiện ra mình nói dối, chân tướng của sự yếu ớt kia chỉ có một mình cô gánh vác là đủ. Ôm cô từ phía sau, hắn không có lúc nào là không nghĩ tới cô, vội vàng muốn ôm lấy cô để cảm nhận hai trái tim giao hòa nhiệt tình nhưng tối nay không phải thời cô, bởi vì cô bị bệnh. Nâng mặt của cô lên, tưởng có thể bựa bãi hồn lên cánh môi ngọt ngào, nhưng cô rời mặt đi nơi khác. Không được, sẽ lây bệnh. Đứa ngốc, tiêu chảy làm sao mà lây bệnh được. Cho dù hắn hết sức ôn nhu, nhưng vẫn thêm điểm khí phách. Mặc kệ cô muốn hay không, vẫn không ngăn được xúc động hôn cô. Hắn nở nụ cười, ôm chặt cô khăn khăn nói. Thực xin lỗi, anh không thể kìm lòng Vì sao lại chọn em Cô hỏi Bởi vì em nợ anh Em nợ anh cái gì Em nợ anh rất nhiều Nói mãi cũng không hết Đã gặp anh rồi đừng hòng chạy trốn Đời này em đừng mong trốn được Hắn nói là vô tâm Cô lại nghe được cô ý Phải không Cô cười khổ Cảm thấy mắt mình ẩm ướt Thầm nghĩ bóng đêm hôn ám sẽ che giấu chính mình Kiểu mã lị mất tích cô để lại tờ giấy Muốn nhược băng cùng thiệu phàm không cần lo lắng cho cô Việc cô trốn đi làm bọn họ kinh ngạc Việc này không giống tác phong của mã lị Thật sự rất khác thường Cô cần phải thật bình tĩnh lại Sau nhiều lần tự hỏi Vì an toàn của bạn tốt Cô lựa chọn cách trốn đi Giống như 5 năm trước Vì muốn bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của bạn tốt Cô rời đất nước Bước trên con đường phiêu bạt nhìn qua cửa sổ máy bay nhìn đất Đài Loan lần cuối cùng. Có thể ở một chỗ khoảng chừng 5 năm, như vậy xem đã là trời ưu ái cho cô. Không biết địa phương kế tiếp có thể dừng lại bao lâu, có lẽ đời này cô cũng không thể tìm thấy chỗ neo thân. Nếu muốn chạy trốn cũng không thể bạc đãi chính mình. Nhìn danh sách lữ hành trên tay, phía trước là cửa tự ít nhất cũng phải là ma no. Phải đi khắp thế giới tìm mỹ thực, mang theo ba lô, cô bắt đầu đi một cách khoái hoạt tự do. Mã Lị hiểu rõ cô mất tích sẽ khiến mọi người lo lắng. Nhược bằng cùng thiệu phàm đem hết các phương pháp cùng mạng lưới tình báo, phải tìm được Mã Lị trước những người muốn truy bắt cô. Có tin tức sao? Cô hướng thiệu phàm hỏi. Thiệu phàm lắc đầu. Trước mắt chỉ tra được Mã Lị đã rời Đài Loan đi Thụy Sĩ, sau đó hành tung khó có thể nắm giữ, tìm cô giống như mò kim đáy bể. Em cùng Hắc ưng đã tìm được gì Hắc ưng đã xuất phát được 3 ngày Trong mắt không có tin tức gì Hy vọng anh ấy có thể tìm ra mã lệ đúng lúc kịp thời Trừ bỏ tích cực tìm kiếm mã lệ Điều duy nhất bọn họ có thể làm Đó là cầu xin cô Vẫn bình an vô sự Chỉ một điều làm người nghĩ mãi không thông Mã lệ vì sao đột nhiên phải trốn đi Đây là vấn đề lớn nhất Vô luận nhược băng vắt hết óc như thế nào Cũng không thể tìm ra chờ cô tìm được mã lị nhất định phải hào hào mà tra khảo cô một chút trở lại phòng nghiên cứu của mã lị trong núi cô hy vọng có thể tìm được một ít manh mối mới phát hiện ra nơi này đã bị bắn phá từ bao giờ cùng lúc phát hiện có vài vết đạn có thể thấy được chuyện này là do có hai kẻ từng đấu súng mã lị xác thực có chuyện giấu giếm cô nhớ băng tức giận chính mình vừa kiểm tra vết đạn bắn và ít manh mối cách đó không xa Nhược băng vừa không quên để phòng địch nhân phía trước, rách xuất hiện làm cô bất ngờ ngoài ý muốn. Sao cô lại ở đây? Mã lị đâu? Hắc cách kiệt tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ấy chuyển nhà, tôi định đến cho dỡ nơi này xuống. Không thể tưởng được hắn thật sự đến tìm mã lị lần nữa. Nhìn hắn mang túi du lịch, chẳng lẽ thật sự là một khách lữ hành thuần túy? Mà kệ như thế nào, hơi thở thần bí trên người hắn cũng làm cho cô cánh cánh trong lòng tôi đúng hẹn trở về gặp cô ấy có thể nói cho tôi biết cô ấy hiện tại đang ở đâu cô ấy đã mất tích tôi đang đi tìm cô ấy mã lị mất tích hắc cai kiệt từ đầu đến cuối duy trì vẻ mặt kinh ngạc cũng biết trầm nhược băng đang quan sát hắn cô gái này rất sâu sắc chỉ không tìm ra vì sao cô lại nghi ngờ hắn thôi hắn cố ý xuất hiện ở đây chỉ có một nguyên nhân đó là lý do mã lị mất tích xem ra ngay cả đám người trầm nhược băng cũng không biết cô đi nơi nào. Nữ nhân kia rốt cuộc chạy tới nơi nào, sớm bảo cô không được phép chạy loạn, không thể tưởng được hắn mới rời đi ba ngày đã được nghe tin cô trốn đi. Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra thân phận của hắn? Nhưng theo vẻ mặt của trầm nhược băng thì xem ra cô chưa biết được, điều này làm cho hắn kinh ngạc. Nữ nhân kia đúng là có khả năng làm cho tâm thần hắn không yên. Mặc kệ cô đi đâu, hắn tuyệt không để mất cô. Sau khi tìm được, không thể nào không giáo hắn cô một trận. Nhìn cảnh dưới chảy từ trên núi Thụy Sĩ xuống, hưởng thụ hơi thở nghệ thuật của nước Áo cùng cảm nhận sự lãng mạn của nước Pháp. Mã Lị đi đến vương quốc của hoa tuy líp Hà Lan. Dòng trời vạn dặm dưới bầu trời quang đẳng đang đi trên thảm cỏ xanh ngắt cùng muôn hoa. Thành thời thưởng thức kiệt tác của thiên nhiên. Nhiều năm hiến thân để nghiên cứu, chưa bao giờ phát hiện ra thì ra thế giới này xinh đẹp như thế nếu trên đời này thực sự có thiên đường cô tin rằng mình đang ở đó chỉ vì trước tới nay bôn ba xem nhẹ âm điệu tốt đẹp của vạn vật nếu không phải vì bị hắc đạo lùng bắt mà phải chạy đến lưu vong chỉ sợ kiếp này không được tốt như vậy ngẫm lại còn phải cảm tạ bọn họ đứng dậy phủi phủi bụi ở quần áo nhìn cối say gió đằng xa đón gió pháp với cối xay gió chuyển hóa năng lực của tự nhiên làm năng lượng không biết thế nào là kiệt cùng có thể lấy lại cân bằng điểm ấy làm cô có linh cảm bất tri bất giác lại bắt đầu ngứa nghề bước nhanh chóng chỗ cối xay gió mà chạy tới sau khi tích cực hỏi nông dân địa phương đem bản phác thiết kế cối xay gió mới của mình cho nông dân để họ xây dựng cối xay mới liền mang theo hành lý tiếp tục đi tới một nơi khác trong cuộc lữ hành Cô thành thản tự tại nhưng ngẫu nhiên vẫn thêm phần sầu não. Phần sầu não này đến từ chính trái tim đang cố lái đi để không nhớ tới một hình bóng. Cô nhớ hắc cai kiệt, vốn tưởng rằng cuộc lữ hành có thể hòa tan nỗi nhớ hắn. Không thể tưởng được mỗi khi đến một nơi mới, tình yêu đối với hắn liền gia tăng một phần. Sợ hãi ban đầu thản nhân bị che lấp. Nếu hắn lùng bắt cô đến chân trời góc biển, Cuộc hành trình luôn chấm dứt trong một ngày Chính là hắn chưa hề xuất hiện Vỗ vỗ vòng cổ tinh tế trên ngực Đây là vật tín vật duy nhất có thể an ủi cô Đột nhiên xuất hiện một nữ tử ngăn trở đường đi của cô Kiều Mã Lị nhớ cô đúng là từng bị nữ này đả kích Cuối cùng tìm được cô Kiều Mã Lị Cô ta hung tợn nói Nếu cô muốn tìm cái danh sách gì đó Bảo thạch hoặc trướng sách linh tinh gì đó thì thật xin lỗi, tôi không có. Cô cười lạnh. Mục đích của tôi và họ bất đồng. Tôi chỉ muốn cô biến mất trên cõi đời này. Cô muốn giết tôi. Giết cô, không có lời. Chỉ cần đừng quấn quyết lấy Hắc Kiệt là được. Tôi nghĩ cô lầm rồi. Tôi chuẩn hắn còn không kịp. Sao có thể quấn quyết lấy hắn? Cô là bị kẻ kia lùng bắt nhá. Sự tồn tại của cô phá hư thời gian cho kế hoạch của tôi. Tôi là vị hôn thê hắn tuyển định. Cô đừng có đánh lạc hướng chú ý của hắn. Thì ra, hắn đã có vị hôn thê Sớm biết hắn không phải thật tình Đối tốt với cô chỉ là đùa bẫn để trả thù Không phải đã thấy sao Vì sao còn có cảm giác đau lòng Tôi không có ý đó Liếc mắt xem một cái cũng tốt Như vậy có lẽ cô có thể hết hy vọng Đường đường là thủ lĩnh diêm thủ đẳng Không phải loại người đệ nữ nhân như cô Có thể si tâm vọng tưởng Sự tồn tại của cô đối với tôi là một sự uy hiếp Gặp được tôi xem ra cô không may rồi Uy hiếp Tôi không hiểu đối với cô mà nói Tôi chỉ là nữ nhân tay không tắc sắt Cô cười lạnh Cô rất kiêm tốn Tôi vẫn không hiểu về sao Hắc cái kiệt chậm chạp không giết cô Không thể không điều tra ra thế của cô Thì ra cô là con người có giá trị cao như vậy Tướng quân lôi bán nạp chắc chắn sẽ rất cao hứng khi nhìn thấy cô Mã lị sắc mặt tái nhợt Thì ra cô ta có tâm cơ khác Đang định sử dụng vũ khí đảo tẩu nhưng mạn na sớm có phòng bị biết sợ cô có vũ khí lợi hại chăm dặm chung quanh đây không có chướng ngại vật cho dù sử dụng vũ khí cô cũng trốn không xa huống chi người của mạn na sớm đã bao vây cô sớm theo dõi cô bây giờ là thời cô ra tay lợi dụng địa hình này cô có thể chắp cánh cũng không thể bay cứ như vậy cô bị hải mạn na mang đi nhìn thấy con mồi nhiều năm tìm kiếm rốt cục đã rơi vào trong tay Lôi bá nạp tướng quân phi thường cao hứng. Vũ khí thiên tài mã lị phát minh là tốt nhất. Có được cô không khác gì có được vũ khí tối tân. Muốn tập trung lần thứ ba để giành quyền kiểm soát giới chính quyền. Việc sáng tạo ra một thế giới độc tài duy ngã độc tôn không còn là giấc mộng xa. Tìm cô nhiều năm như vậy cuối cùng lại rơi vào tay hắn. Ni tiểu thư, cô cũng thật biết trốn. Không biết kết quả vẫn là chạy không khỏi cơ sở ngầm ta. Mã lị lạnh lùng chừng mắt nhìn dã tâm xấu xa kia. Ông thật sự là âm hồn không thể tiêu tan Quá khen Chúng ta cũng coi như có quen biết nhiều năm Lỡ bằng hữu ta gặp cô Quả là rất cao hứng nhá Tôi tuyệt không giúp ông chế tạo vũ khí Cô vẫn là cô chấp như vậy Không sao chúng ta có nhiều thời gian mà Năm năm trước cho cô chạy thoát Hôm nay ta sẽ không bước vào vết xe đổ đó Thời đại tiến bộ Khoa học kỹ thuật đã ở biến chuyển từng ngày Không cần bước bách cô Chúng ta đều có biện pháp cho cô cam tâm tình nguyện chế tạo vũ khí. Ý gì? Cho dù cô là thiên tài khoa học kỹ thuật, 5 năm trước không biết cô dùng phương pháp gì khiến thân thể đối kháng với nghiêm hình, ta không tin cô có thể kháng cự được cải tạo đầu óc. Ông muốn làm gì? Cho phép ta giới thiệu các vị tiến sĩ thiên tài hàng đầu của khoa não, sau khi trải qua phẫu thuật do chính họ làm, cô sẽ không có ý thức phản kháng, chỉ tiếp nhận mệnh lệnh làm việc nhà khoa học không có quyền tự chủ phải nghe lời ông đúng là không có nhân tính ta cũng không phủ nhận đừng vọng tưởng là tự sát chúng ta có y học kỹ thuật tiên tiến tùy thời có thể giúp cô cấp cứu hắn cười lạnh hướng một bên hạ lệnh chuẩn bị giải phẫu thoải mái một chút hai giờ sau ta sẽ chuẩn bị hưởng yến nghênh cô gái thiên tài khoa học kỹ thuật sống lại gia nhập bọn ta lôi bán nạp là một bộ dáng giả tạo thái độ của mã lị tỉnh táo dị thường Xem ra, nếu không sử dụng phương pháp cuối cùng thì không có biện pháp thoát thân nào khác. Việc này cũng chưa được thử nghiệm, cô cũng không nắm chắc phát minh lần này có thể cứu được mình không, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Nếu thành công, suy cho cùng đều là công lao của Hắc Cát Kiệt. Cô nở nụ cười, nhắm mắt lại, toàn thân sẽ phát tác rất nhanh thôi. Lúc này bóng người không giấu giếm từ một góc nhảy ra, thì ra tuyết diễm đã theo đến tận đây. Cô lặng lẽ lẻn vào, không thể tưởng được kiểu mã lị bị đưa tới địa lao của lôi bá nạp tướng quân chuyện này không thể được phải đưa cô từ trong phòng mộ đi ra đáng tiếc hành tung của cô đã bị lộ một cỗ sát khí hướng cô đánh úp chí mạng xoay người né tránh giao nhạn phóng tới thở nhỏ may mắn nhiều năm được huấn luyện cho dù thanh âm nhỏ của phi đao xè gió cô cũng có thể phát hiện ra hải mạn na âm trầm quỷ quyệt nhìn cô chằm chằm có để tránh được tập kích của à ta quả không đơn giản Chuyện này khơi màu hưng phấn khiến ả hứng chí. Mèo đen trước khi đem con chuột cắn nuốt, không đem con chuột đùa bỡn một phen sao được. Móng vuốt của ả có chút nhạn dỗi, liền có một con chuột không muốn sống đến móng vuốt mời ả đùa dẫn. Tuyết diễm người được mùi máu, đó là nữ nhân cô thoáng gặp ở sân bay. Nữ nhân này công phu cao hơn cô, hơn nữa ra chiều tàn nhẫn, ra thường đối phương để hưởng thụ khoái hoạt trong mùi máu tanh, đã bị thương nặng, cô phải nhanh chóng đảo thoát chỉ còn cách giữ mạng sống rồi trở về báo cho bọn thiệu phàm. Muốn chạy trốn à? Không có dễ như vậy đâu. Hải mạn na cuồng tiếu đuổi giết, lấy súng lục nhắm thẳng vào đầu trò chơi sắp chấm dứt. Chỉ trong một khắc nhanh như vậy mà như mảnh chuông, tinh thần của cô bị chấn động mạnh. Mạn na kinh ngạc nhìn về phía người vừa tới. Người đó đúng là hắc cách kiệt. Kiệt, cô hoảng sợ lôi bước, hắn cười tuấn mỹ mà lãnh khóc đối diện với lãnh mau hung ác mà nham hiểm vô tình kia khiến người ta run sợ. Mạn na, à, thái cao hứng khi thấy em trong này, nụ cười kia làm người ta sợ. Kiệt, anh nghe em giải thích này. Viên đạn không chút lưu tình bắn trúng tim cô. Hắc Cách Kiệt coi như dạy cũ lướt qua cô. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một mục đích, muốn tìm kẻ không tử dã mà chạy kia, nữ nhân chạy loạn khắp thế giới, làm hắn lao vào nguy hiểm vượt cấp trùng dương. Đến khi tìm được phải giáo huấn cô thật nhiều ngày để hạ giận, không khỏi cảm thấy thống khoái, chờ mong đến lúc gặp sẽ thấy được biểu tình của cô. Ở một nơi khác, Lôi Bà Nạp vẫn nộ kiếp sợ nói, "Cái gì? Cô ta đã chết, nhân viên cấp cứu đang làm cái gì?" Đây là một loại hiện tượng rất quái dị, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, hoàn toàn không có ngoại thương hay nội thương, nhưng các tế bào cùng nội tạng của cô ta đồng thời ngừng lại, trong vài giây tự hồ đã tử vong cấp tốc. Bác sĩ kích động nói, làm sao có thể, vì sao không ai biết cô ta tự sát? Trên cơ bản mà nói tự sát cũng không phải, giống như virus hay khuẩn thì đúng hơn. Vì khuếch tán quá nhanh, nhìn ngoài thì thân thể không có bất cứ biểu hiện nào giống như là ngủ vậy. Trời ơi, chẳng lẽ chuyện này lại do cô ta bày trò, tiếp tục mổ đi. Tế bào hoàn toàn đình chỉ trạng thái mổ lúc này không khác gì trực tiếp giết cô, càng không thể cứu sống. Lời bán nạp giận không thể át, vất vả lắm mới bắt được ni kiều không ngờ bị cô sọ mũi một gã thủ hạ vội vàng đến thông báo có rất nhiều người không rõ lai lịch xông vào địa bàn của bọn họ lôi bán nạp kiếp sợ tức các hạ lệnh phong tỏa nơi này kích hoạt mật đạo chạy trước nói sau hắc cái kiệt nhìn thân thể lạnh lẽo như ngủ thiếp đi kia hắn thiên tân vạn khổ đuổi theo để tìm được một cơ thể lạnh lẽo như hàn băng hắn bất động nguyên tại chỗ Rõ ràng thoạt nhìn thấy cô như đang ngủ say Tại sao không thấy cô thở Vẫn nộ, sợ hãi Đã kích tràn ngập lý trí của hắn Hắn mất cô Nhận thức điều này làm hắn thống khổ Cho dù ở thời khắc cuối cùng Cô cũng không cho hắn cơ hội mắng chửi người Dùng phương thức này làm hắn thất bại hoàn toàn trong thống khổ Hắn chỉ muốn làm một việc Đó là phá tan nơi này của lôi bán nạp Mây quang gió mát Một ngày thật sự quá thái bình ngay cả tâm tư cũng đều bình tĩnh. kiểu Mã Lị ngoại ý muốn khi thấy mình có cuộc sống giống nữ nhân khác, một cuộc sống hôn nhân bình thường. Đúng vậy, cô kết hôn, hơn nữa là bị bức hôn. Người bức hôn không phải ai khác, chính là lão đại hắc cách kiệt của diêm thủ đảng mà ai nghe cũng biến sắc. Thật oan uổng, cô căn bản không có ý gạt ý tứ của ai. Vì tránh được ma trường của lôi bá nạp, cô ăn và một loại tân dược vừa nghiên cứu phát triển ra để tạo ra trạng thái tử vong cho chính mình. Ai ngờ vừa tỉnh dậy, lên nhìn thấy một đám người vây quanh cô khóc. Lại biết, hắc cái kiệt vì biết cô chết mà cực kỳ bi ai, bi ai tới cực điểm. Thế lực của lôi bá nạp tướng quân bị phá hủy dưới mệnh lệnh phẫn nộ của toàn lực diêm thủ đẳng, chỉ vì giúp cô báo thù. Sau khi biết chuyện cô dạ chết, hắn uy hiếp bắt cô phải dùng cả đời để trả giá. Cứ như vậy cô gả cho hắn, nếu không đáp ứng, chỉ sợ hiện tại cô không còn thời gian mà nhạn nhã, nhã ngẩn người. Kỳ thực lần này cô ngất đi thật ra cũng có chút cống hiến, ít nhất cũng tác hợp được đôi thiệu phàm và tuyết diễm. Nếu tuyết diễm không vì cứu cô mà bị thương nặng, thiệu phàm cũng không phát hiện ra tầm quan trọng của tiếp diễn đối với hắn. Lại nói tiếp, hai người này một phần nhờ cô mà trở thành tình nhân, lần khác họ tự nguyện cung cấp chứng và tình dịch để cô nghiên cứu coi như là báo đáp một cánh tay quen thuộc vòng ôm cô từ phía sau, không cần hỏi cũng biết cái kẻ đòi nợ kia, chồng của cô. Hắc cái kiệt khi phách nâng mặt của cô lên, nhìn kỹ. Suy nghĩ cái gì? Không có gì, ngẩn người mà thôi. Cảnh cáo em nhé. Đừng chú ý nghĩ tới việc trốn thoát khỏi anh, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu. Ôi, vẫn không thay đổi. Thường ngày luôn uy hiếp cô không được rời khỏi tầm mắt của hắn, không cho phép tùy ý ra ngoài, không cho phép, không cho phép người kia, mười phần tham gia người muốn giữ lấy. Cũng may cô đã thành thói quen, khuyên hướng tựa vào vai hắn hưởng thụ quyền lợi của người vợ. Tại đây, dưới thời khắc lãng mạn đứng dưới ánh trăng tím, hắc cái kiệt thế nào lại nói ra một câu. Em làm cách nào biết được thân phận thật của anh? Mã lị một trận kinh hãi, nam nhân này quả là nhân vật lợi hại không thể tùy tiện qua loa một câu là xong người khác nói cho em biết cô nói ra không chút để ý ai nhược băng còn ai vào đây lúc em trốn đi trước cô cũng không biết ngày này thật sự rất khó giấu nhá cô giả vẻ cân nhắc sửa chữa em nhớ lầm là thiệu phàm nếu bạch thiệu phàm biết mà trầm nhược băng không biết đạo lý kia nói ra có vẻ không phù hợp ánh mắt lợi hại lóe lên tia hồ nghi nhìn cô chăm chú cặp mắt như mắt báo dường như nhìn thấu cô người này quan niệm phân tích ăn khớp siêu việt tuyệt không thể qua loa cô chỉ sợ tiếp tục sẽ không đủ sức nói dối cô cố ý nhún vai trấn tĩnh trả lời ai biết nếu vấn đề này không thể hỏi thiệu phàm thì thôi em muốn đi làm thí nghiệm chậm đã hắn kéo cô quay về vẻ mặt của em không được tự nhiên rốt cuộc là đã gạt anh điều gì anh cũng không quên nhắc chuyện tốt trước kia em làm cái gọi là chuyện tốt đương nhiên là chỉ cái chuyện mà mã lị trộm tình dịch của hắn Làm chuyện nghiên cứu hoang đường Đừng hỏi nhiều như vậy Em nào dám lại đùa giỡn anh Cô trổ xạ nói Lặng lẽ bắt đầu cùng hắn bảo trì khoảng cách Không nói dối ưu điểm lớn nhất của cô Cũng là nhược điểm Hắc cái kiệt nheo ánh mắt lợi hại Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ Giận bất không thể tả Chẳng lẽ em lại xem ra không giáo hắn tốt em Em đúng là không biết hối cải Đừng tới đây cô vội chạy trốn, dùng toàn bộ khí lực như chuyện gà chạy lạc mà chạy trối chết. Nếu bị hắn bắt, không dám tưởng đến hậu quả, cô vì sao lại không thoát khỏi năm ngón tay của diêm thủ đảng chứ? Không quá năm bước liền bị hắn bắt lại, chính là hắn vừa đụng vào cô đột ngột châm lửa. Hắc cái kiệt bất ngờ buông cô ra, còn đang kinh ngạc hết sức, liền nhìn thấy vẻ mặt đắc ý không hề sợ hãi của cô, có thể nhìn thấy được. Cái này lại là kiệt tác của cô cô quỷ quyệt linh tinh cười nói cái này gọi là nhiệt tình như lửa phát minh mới của em đấy đáng đời mau tắt đi hắn cắn răng không được em còn muốn thí nghiệm xem nó có thể đốt bao lâu cô cố ý khiến hắn im lặng ánh mắt của hắn chuyển biến kỳ lạ dám hướng hắn khiêu chiến sẽ trả giá đại giới cẩn thận không chừng bị tiêu không biết từ đầu một thùng nước hướng tới cô đẩy xuống gà chạy lạc thành gà ướt sũng này anh thật quá đáng cô kháng nghị anh giúp em dập lửa nên cảm tạ anh mới phải chứ nói xong gọn gàng cởi sim y ướt đẫm của cô này anh làm cái gì đó vừa nói đấy thôi giúp em dập tắt lửa nhé giúp em không bị dục hỏa đốt người bị thương thân thể không cần anh quan tâm cô giúp cuộc không có cơ hội mở miệng là người rơi vào tay thủ lĩnh diềm thủ Đặng hắc cách kiệt vượt qua nửa địa cầu tìm được cô sợ là kiếp này cô đừng vọng tưởng thoát khỏi hắn có danh hiệu phu nhân thủ lĩnh diềm thủ Đặng những người khác đừng vọng tưởng lại có chú ý làm hại cô bởi vì không người nào dám đối nghịch với tổ chức trải rộng toàn thế giới diềm thủ Đặng tâm linh cô rút cuộc tự do lại không thể chạy trốn bởi vì chồng của cô đã lấy sinh mệnh ra thề đời này kiếp này mãi mãi bảo vệ cô. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện có tên Vợ bá đạo của thủ lĩnh. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng tâm tình lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.